Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 76. Bất chợt có biến hóa xảy ra, tiên khí khổn thần vốn sửng sốt, sau đó vui vẻ. Một khắc trước, bọn họ còn đang lo lắng Mạc Phàm sẽ trở thành phiền phức, không ngờ sẽ xuất hiện một màn này. Thiên kiếp không chỉ từ 9 đạo biến thành 10 đạo, hơn nữa 3 đạo cùng đánh xuống, đánh trúng luôn Mạc Phàm. 3 đạo lôi kiếp cuối cùng, uy lực là khủng bố nhất, Mạc Phàm có khả năng gì may mắn thoát khỏi. Sắc mặt Mạnh Bất Đồng thì thay đổi, trong chớp mắt đôi mắt biến thành màu lam, đại phóng tinh quang, quét vào trong thiên kiếp. 3 đạo thiên kiếp này tới quá đột ngột, vừa rồi ông ta quá hoảng hốt, ngay cả mình đều không phản ứng kịp. Nếu Mạc Phàm xảy ra chuyện, ông ta phải chịu trách nhiệm. Ý niệm của ông ta vừa động, đạo văn như gợn sóng xuất hiện trên người ông ta. Ông ta muốn đi vào thiên kiếp, vội vàng dừng lại, ngăn tiên khí khổn thần lùi về sau. Nơi giao thoa 3 đạo thiên kiếp vốn ở giữa không trung, bỗng nhiên hạ xuống, đập mạnh lên trên mặt đất. Rầm, âm thanh thiên địa bùng nổ vang vọng, một đám quang quyển tản ra, lan ra xung quanh. Chỉ trong chớp mắt đã tới chỗ Bạch Hổ và yêu tộc, đám Bạch Hổ vương không chút do dự lùi về sau. Bạch Hổ kia không may mắn như vậy, không cẩn thận bị quang quyển quét chúng cắt ra thành vài đoạn. Vài đạo quang quyển ở phía sau lại quét tới, Bạch Hổ càng nát hơn. Giữa quang quyển, một lôi cầu bùng nổ ra. Dưới thiên kiếp chi lực khủng bố, vạn lôi sơn to như vậy vỡ thành 3 khối, thổi ra xung quanh, những thứ trong phạm vi lôi cầu đều biến thành tro bụi. Cho dù không ở trong lôi cầu, phàm là bị lan đến gần, cũng hữu tử vô sinh. Tiếng nổ mạnh rằng co khoảng 1 phút, lúc này mới dừng lại. Nhìn thấy động tĩnh này, tiên khí khổn thần lại cười tươi hơn. Bà ta thắng, Mạc Phàm thất bại, hơn nữa bà ta không cần lo lắng sau này Mạc Phàm sẽ cản đường bọn họ. Vạn lôi sơn này là một khối hậu thiên lôi kiếp, tính chất có thể so với pháp bảo, cả ngọn núi bị lôi kiếp đánh nát, Mạc Phàm thì làm sao đây? Thiên kiếp tản đi, chúng ta đi thôi, chuyện này không thể trách ngươi, thiên kiếp lần này quá quái dị, ngay cả cơ hội kêu cứu cậu ta cũng không có. Tiên khí khổn thần nhìn thoáng qua gương mặt Phật nộ biến mất trên bầu trời, mỉm cười nói. Thiên kiếp tiêu tán, thông thường có ý nghĩa kết thúc thiên kiếp hoặc độ kiếp thất bại. Mạnh Bất Đồng nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm giữa vạn lôi sơn bị một phân thành 3. Không thích hợp. Sao không thích hợp? Tiên khí khổn thần khẽ nhíu mày, hỏi. Thiên kiếp biến mất, thiên ma giáo đang ngưng tụ. Mạnh Bất Đồng nhìn thoáng qua bầu trời, nói. Ông ta không cảm nhận được khí tức của Mạc Phàm, khả năng Mạc Phàm chết trong thiên kiếp là rất cao, nhưng thiên ma đang ngưng tụ. Bình thường một khi độ kiếp thất bại, sẽ không xuất hiện thiên ma kiếp. Tiên khí khổn thần nhìn về phía bầu trời, lông mày lập tức nhíu lại. Trên bầu trời, không biết một quang quyển xuất hiện từ lúc nào, một cái đầu hình ác ma mắt thường khó mà nhìn thấy xuất hiện trong không trung, không ít thiên ma trong suốt chui từ trong mi tâm ác ma ra, chờ cơ hội hành động. Sao lại thế này, chẳng lẽ ba đạo thiên kiếp còn không thể giết chết cậu ta? Thiếu chút nữa đã bị giết. Tiên khí khổn thần mới nói xong. Giọng Mạc Phàm vang lên. Mạnh Bất Đồng và tiên khí khổn thần nhìn về nơi phát ra âm thanh, đôi mắt lập tức nhìn về phía nước biển sôi trào trong 3 ngọn núi. Trong nước biển, Mạc Phàm cởi trần chậm rãi bơi trong nước. Lúc trước cơ thể hắn trải qua thiên kiếp rèn luyện, lúc này đã thay đổi hoàn toàn. Cả người hắn, ngoại trừ đầu ra, những nơi khác gần như là một bộ xương, bị kiếp hỏa thiêu đốt không ngừng. Làn da và bắp thịt ở bên ngoài bị thiên kiếp thiêu hủy. Tuy trên xương cốt lóe lên quang mang nhạt, nhưng tràn đầy vết rạn, xuyên qua xương cốt có thể thấy nội tạng bên trong. Trong một tay của hắn cầm một quang cầu, trên quang cầu đầy ma văn cổ phức tạp. Theo hắn dâng từ trong nước biển lên, tạo hóa bất diệt ấn sáng lên, nhanh chóng chữa trị cơ thể bị tàn phá của hắn, áo cà sa của hắn cũng xuất hiện theo. Ý niệm của hắn vừa động, Nguyên Anh bay từ mi tâm hắn ra. Nguyên Anh đoạt lấy quang cầu ở trong tay hắn. Quang cầu nhanh chóng nhỏ cỡ một viên long nhãn. Nguyên Anh há miệng, nuốt quang cầu xuống. Tí tách, từng tầng điện quang xuất hiện trên Nguyên Anh, mỗi một tầng điện quang xuất hiện, âm khí trên Nguyên Anh sẽ ít đi một phần, thiên kiếp dương cương, lực chôn vùi cũng nhiều thêm mấy phần. Thấy một màn này, sắc mặt Mạnh Bất Đồng và tiên khí khổn thần thay đổi. Vừa rồi Nguyên Anh của Mạc Phàm nuốt quang cầu có thiên kiếp chi lực nồng đậm, rõ ràng là thiên kiếp được Mạc Phàm phong ấn. Vậy mà Nguyên Anh của Mạc Phàm nuốt 3 đạo thiên kiếp cuối cùng. Mạc sư đệ, để mở ra tam tiêu môn phong ấn 3 đạo thiên kiếp à? Mạnh Bất Đồng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, hỏi.
Tam tiêu môn là ba nơi rất thần bí trong cơ thể người, đó là tinh môn, khí môn và thần môn. Một số tu sĩ môn phái cho rằng, tam thiên môn thông tới lực lượng bản nguyên của tu sĩ, nơi đó tồn tại lực lượng vô tận, cũng có không gian vô tận. Mà trong quá trình từng tu sĩ tu luyện, đều là đang thưởng thức mở ra từng chút một tam tiêu môn này. Mỗi lần mở ra một chút, lực lượng sẽ mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là giải thích của một số môn phái. Cụ thể tam tiêu môn có tồn tại hay không, đến nay vẫn chưa có kết luận. Bởi vì không có tu sĩ bày ra tam tiêu môn, chứng minh sự tồn tại của tam tiêu môn. Chỉ là thần nông tông bọn họ có một phương pháp, có thể thông qua nghịch chuyển gân mạch, mở tam tiêu môn. Như vậy kết quả sẽ là, có thể sản sinh ra phong ấn chi lực cường đại. Đệ tử thần nông tông bọn họ có người từng mở tam tiêu môn, nhưng sau khi phong ấn một lực lượng, không biết vì nguyên nhân gì, lực lượng kia nổ tung trong tam tiêu môn. Tam tiêu môn không thể chịu nổi lực lượng kia, nên nổ tung. Tam tiêu môn vỡ nát, đệ tử kia như khí cầu xì hơi, tinh khí thần nhanh chóng sói mòn, cuối cùng do sư phụ và hai sư bá ông ta cùng ra tay, bổ sung tam tiêu môn, lúc này mới thoát khỏi cái chết. Chỉ là người đệ tử kia không khác gì phế nhân, tam tiêu chi môn được phong kín, không có lực lượng tràn ra ngoài, căn bản không thể tu luyện. Quang cầu ở trên tay Mạc Phàm, giống như đúc ma văn mà tam tiêu môn phong ấn ông ta từng thấy, chẳng qua càng phức tạp hơn, còn không bùng nổ ra như đệ tử kia, chỉ là trên cơ thể bị thương một chút mà thôi. Mạnh sư huynh đúng là có nhãn lực, đây đúng là phong ấn của tam tiêu môn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Với thực lực của hắn hiện giờ, muốn đối đầu với ba đạo thiên kiếp là quá khó khăn, chỉ có thể sử dụng phong ấn của tam tiêu môn. Thông qua phong ấn của tam tiêu môn, hắn có thể luyện hóa thiên kiếp chi lực, có hiệu quả như chịu thiên kiếp. Còn tam tiêu môn, quả thật hiện giờ những thứ liên quan tới tam tiêu môn trong thần nông tông không đủ để làm những chuyện này, một khi sử dụng sẽ khiến tam tiêu môn tự bạo, hậu quả không thể tưởng tượng. Nhưng tam tiêu môn trải qua hắn nghiên cứu suy luận, không những nghịch chuyển gân mạch mở phong ấn, còn có thể thuận hành gân mạch phóng thích lượng lớn tinh khí thần chi lực. Kiếp trước, hai bí pháp này tên là duyến khởi, duyến diệt, được hắn để trong điển tàng tháp của thần nông tông, không ít đệ tử học được hai bí pháp này, thực lực lại tăng thêm vài phần. Mạc Phàm vừa nói những lời này, sắc mặt tiên khí khổn thần lại khó coi. Bà ta không có hứng thú với tam tiêu môn, nhưng Mạc Phàm sống sót dưới thiên kiếp nhị trọng, bà ta thật sự không thể tiếp nhận chuyện này. Tuy kế tiếp còn thiên ma kiếp, nhưng chỉ cần tâm trí thần hồn đủ kiên định, bình thường đều không có vấn đề. Cho dù không chịu nổi, diễn thiên thần quyết của thần nông tông, vẫn có tác dụng đối phó thiên ma. Do mạnh bất đồng ra tay cũng có thể giải quyết thiên ma kiếp dễ dàng, để Mạc Phàm độ qua thiên kiếp thoải mái. Có thể nói đơn giản, Mạc Phàm đã độ thiên kiếp thành công, ván cờ bà ta bố trí, cũng bại bởi Mạc Phàm. Tuy mạnh bất đồng rất bình tĩnh, nhưng trong mắt cũng là âm tình bất định. Mạc Phàm quá không đơn giản, ngay cả tam tiêu môn đều mở được, cho dù là ông ta cũng có chút khó giải quyết. Từ lúc bắt đầu độ kiếp, Mạc Phàm luôn khiến ông ta không tưởng tượng được, chưa bao giờ dừng lại. Mạc Phàm hiện giờ còn tạm, không ảnh hưởng quá nhiều đối với ông ta, nhưng sau này thì chưa chắc. Đợi Mạc Phàm phá phong ấn trên vô duyến châu, tu vi đề thăng lên, phiền phức của ông ta sẽ lớn hơn. Mạc Phàm không để ý tới mạnh bất đồng và tiên khí khổn thần có vẻ mặt khác nhau, mà nhìn về phía đầu hình ác quỷ trên trời. Trải qua tích lũy, thiên ma kiếp đã thành hình, cho dù là mắt thường cũng có thể thấy được. Lúc độ kiếp, gần như có một phần tu sĩ vì tâm trí không kiên định mà bại ở thiên ma kiếp, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Nhưng hắn không để thiên ma kiếp ở trong lòng. Thiên ma chỉ biết nhằm vào nhược điểm tâm trí của tu sĩ, xâm nhiễm tâm trí của tu sĩ. Có lẽ kiếp trước, thiên ma còn có thể xâm nhiễm tâm trí hắn, dù sao kiếp trước hắn có quá nhiều tiếc nuối và hối hận. Nhưng hiện giờ, những chuyện này đều không tồn tại, thiên ma có năng lực làm gì được hắn. Lòng ta như lợi kiếm, có thể chảm thương thiên. Ý niệm của hắn vừa động, vận khởi diễn thiên thần quyết, một thanh pháp kiếm lóe sáng vạn đạo kim quang nhanh chóng ngưng tụ trước mặt hắn. Diễn thiên thần quyết có vô phong sư thúc chắn lại giúp hắn, cho dù sử dụng trước mặt mạnh bất đồng sư huynh cũng không có vấn đề gì. Thần chảm. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, pháp kiếm do diễn thiên thần quyết ngưng tụ lập tức chém ác quỷ trên bầu trời. Chỉ trong chớp mắt, pháp kiếm tới trước cái đầu hình ác quỷ do thiên ma ngưng tụ thành, vô số thiên ma ở chỗ mi tâm bay ra, xông về phía pháp kiếm. Cái đầu hình ác quỷ như cảm nhận được uy hiếp, tiếng thét chói tai vang lên,
chỗ mi tâm có vô số thiên ma bay ra, xông về phía pháp kiếm. Nhưng mấy thiên ma còn chưa gặp được pháp kiếm, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa cháy thành cho tàn dưới pháp kiếm. Trái lại pháp kiếm nhiễm hỏa diễm màu vàng, thuận thế hạ xuống đầu ác quỷ, thiên ma khiến không ít tu sĩ e sợ như giấy gặp dao đánh lửa dưới pháp kiếm của Mạc Phàm, không chỉ bị chảm phá, còn giấy lên hỏa diễm. Giống, cái đầu hình ác quỷ kêu thảm thiết một tiếng, nhanh chóng lùi về đạo liệt phùng kia. Cái đầu hình ác quỷ vừa biến mất, một vùng mây thất thải xuất hiện, từng đạo tiên linh chi khí từ trong hạ xuống, rơi lên người Mạc Phàm. Cơ thể chưa chữa trị hoàn toàn của hắn có vùng mây thất thải thấm nhuận, tốc độ chữa trị nhanh hơn nhiều, trên nguyên anh cũng có nhiều tiên linh chi khí hơn. Cách đó không xa, sắc mặt Mạnh Bất Đồng và tiên khí khổn thần lại thay đổi, nhưng không nói gì thêm. Đường đường là thiên kiếp nhị trọng, mười mấy yêu vương hợp đạo kỳ đều chết ở bên trong, cứ thế để Mạc Phàm một nguyên anh đỉnh phong độ qua. Một tay của Mạc Phàm duỗi về phía tiên khí khổn thần, khóe miệng hơi nhếch lên. Khổn thần, người thua, có phải nên cho ta thứ gì hay không? Tuy thiên kiếp khiến người ta hình thần câu diệt, nhưng toàn bộ đều là bảo. Thiên kiếp có thể rèn luyện cơ thể tu sĩ và nguyên anh, ma kiếp thì có thể ma luyện thần hồn của tu sĩ. Vùng dáng mây cuối cùng này càng chân quý, có thể chuyển hóa linh khí dần đến tiên linh. Bản chất của thứ này, giống như tiên khí khổn thần bại bởi hắn, đều là tiên linh chi khí. Hắn mới độ kiếp xong, lượng lớn tiên linh chi khí là thuốc bổ tốt nhất. Không chỉ giúp cơ thể hắn nhanh chóng độ qua thời suy yếu, còn đề thăng độ chuyển hóa tiên linh của nguyên anh. Nếu tiên khí khổn thần bại bởi hắn, tất nhiên hắn sẽ không khách sáo. Tiên khí khổn thần nhíu chặt mày, trong đôi mắt lóe lên sắc bén, đôi tay trắng như phấn nắm chặt lại, lập tức buông lỏng ra, khẽ liếc Mạnh Bất Đồng ở bên cạnh. Quả thật là bà ta thua, bà ta tìm tứ đại yêu vương của vạn yêu quật tới, còn đề thăng lôi kiếp lên tới thiên kiếp nhị trọng, đều không thể diệt được Mạc Phàm, thua không phải thảm bình thường. Lúc này Mạc Phàm đang ở giai đoạn suy yếu, bà ta muốn giết Mạc Phàm dễ như trở bàn tay, một ý niệm trong đầu là đủ. Nhưng đây là trong tình huống Mạnh Bất Đồng không ra tay. Khổn thần, đánh cược thua phải nguyện chịu thua, cho Mạc sư đệ đi. Mạnh Bất Đồng thu lại khiếp sợ trong mắt, lạnh nhạt nói. Hiện giờ Mạc Phàm vô cùng suy yếu, quả thật là thời cơ tốt để ra tay, nhưng cũng không phải lúc ra tay. Nếu bọn họ giết Mạc Phàm, không chỉ tiên khí khổn thần bị xóa linh trí, ông ta cũng bị hủy bỏ, hoàn toàn không cần phải làm vậy. Cho dù Mạc Phàm có thể đấu tư chất với ông ta, nhưng muốn cùng ngồi cùng ăn với ông ta thì cần một thời gian rất dài. Sau này sẽ có thời gian và cơ hội, không cần vì nóng lòng nhất thời vừa đi vừa nhìn là được. Hừ, cho ngươi, tiểu tử, từ giờ trở đi đến khi kết thúc đại bỉ, ta sẽ không tìm ngươi gây phiền phức, ngươi nên quý trọng khoảng thời gian này. Tiên khí khổn thần hừ lạnh một tiếng, bỏ lại một đám tiên linh chi khí, xoay người biến mất không thấy. Mạc Phàm không tức giận, hơi thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy đám tiên linh chi khí kia. Tuy tính cách của tiên khí khổn thần không được tốt, nhưng nói chuyện vẫn giữ lời. Không có tiên khí khổn thần tìm hắn gây phiền phức, hắn mới có thể cẩn thận suy nghĩ biện pháp đối phó Long Ngạo Thiên, cướp Tiểu Tuyết về từ tay anh ta. Mạc sư đệ, đệ đã độ kiếp thành công, bốn yêu vương này cũng đã biết thân phận của đệ, bọn họ có gan cũng không dám ra tay với đệ, ta còn một số việc phải làm, ta sẽ để lại một đạo phân thần của ta ở đây, để phân thần của ta hộ đạo cho đệ, thế nào? Mạnh Bất Đồng lạnh nhạt nói. Sư huynh có việc cứ rời đi đi. Mạc Phàm cười khẽ, nói. Tuy bây giờ hắn suy yếu, trừ phi tứ vương muốn vĩnh viễn không siêu sinh, nếu không không có gan ra tay với hắn, dù tiên khí khổn thần có quan hệ với bạch hổ nhất tộc cũng vậy. Mục đích của sư đệ ở trong này cũng gần kết thúc rồi, đợi sư đệ khôi phục thực lực, sư đệ có thể rời nơi này về thần nông tông, vô địch sư thúc sẽ là người chỉ đạo chiến kỹ cho đệ. Mạnh Bất Đồng lại nói tiếp. Nơi này không còn bất luận uy hiếp gì đối với Mạc Phàm, để Mạc Phàm ở đây cũng vô dụng, không bằng thả Mạc Phàm đi. Đa tạ Mạnh sư huynh, đợi ta làm xong việc sẽ trở về. Ừ, Mạnh Bất Đồng khẽ gật đầu, nhìn về phía tứ vương. Nếu Mạc sư đệ ta xảy ra chuyện gì, các ngươi đều có thể biến mất. Sắc mặt tứ vương thay đổi, vội vàng quỳ lạy. Mạnh đại nhân yên tâm, có bốn bọn ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để Mạc đại nhân xảy ra chuyện gì. Tứ vương vội vàng nói. Mạnh Bất Đồng gật đầu hài lòng, ra hiệu với Mạc Phàm, sau đó xoay người biến mất không thấy, chỉ để lại một đạo thần niệm. Mạc Phàm thì tiếp tục hấp thu tiên linh chi khí, thực lực nhanh chóng khôi phục.
Lúc Mạc Phàm hấp thu tiên linh chi khí, bên trong cung điện của Mạnh Bất Đồng, tiên khí khổn thần nửa nằm trên giường, cầm một chén rượu trong tay, trong mắt lóe lên sắc bén. Sư đệ kia của ngươi tuyệt đối không thể lưu, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lúc Mạc Phàm đấu với Không Chân, bà ta chỉ cảm thấy Không Chân tích lũy kém Mạc Phàm quá nhiều. Lúc Mạc Phàm độ kiếp, bà ta mới phát hiện, tích lũy của Mạc Phàm không phải Không Chân có thể so được, thậm chí không kém bà ta và Mạnh Bất Đồng. Đây chỉ là bọn họ chứng kiến được, bọn họ còn không biết có bao nhiêu. Bọn họ có thời gian đối phó Mạc Phàm, nhưng nhanh diệt trừ Mạc Phàm vẫn tốt hơn. Tốc độ tiến bộ của Mạc Phàm quá nhanh, lúc này mới bao lâu, Mạc Phàm đã từ Kim Đan đỉnh phong tới Nguyên Anh đỉnh phong, hơn nữa Nguyên Anh còn không phải Nguyên Anh bình thường. Bên cạnh cửa sổ, Mạnh Bất Đồng cầm ấm trà trong tay, nhíu mày. Trải qua độ kiếp của Mạc Phàm, sao ông ta không biết Mạc Phàm khủng bố cỡ nào? Ông ta thân là hộ đạo giả, chỉ giúp Mạc Phàm trấn nhiếp bốn yêu vương, những chuyện khác đều không cần làm, Mạc Phàm lại bình yên độ qua thiên kiếp nhị trọng. Có lẽ cho dù ông ta không tới, Mạc Phàm cũng có thể trấn nhiếp bốn yêu vương. Cho nên Mạc Phàm nhìn như bảo ông ta hộ đạo, thực ra là thị uy với ông ta, hoặc có thể nói là cảnh cáo. Đến vị trí và tu vi này, rất ít người khiến ông ta cảm thấy nguy hiểm, Mạc Phàm đã xem như là một người. Ngươi nhìn ra được Mạc sư đệ thành Nguyên Anh gì không? Mạnh Bất Đồng nghĩ một lát hỏi. Chuyện này, tiên khí khổn thần nhướng mày. Mạnh Bất Đồng không nói bà ta không để ý, Nguyên Anh phẩm chất gì còn có chút ý nghĩa đối với tu sĩ Nguyên Anh, quyết định con đường sau này đi được bao xa. Nhưng Nguyên Anh kỳ cách đại thừa kỳ của Mạnh Bất Đồng quá xa, phẩm chất của Nguyên Anh không hề xem là chuyện đáng chú ý đối với cao thủ đại thừa. Bà ta vươn một tay ra, đổ rượu trong chén lên tay. Bàn tay khẽ vung lên, rượu trong chén ngưng tụ thành một màn nước mỏng nhạt. Ngón tay của bà ta khẽ điểm lên màn nước, trên màn nước dập dần gợn sóng, hình ảnh Mạc Phàm phóng thích Nguyên Anh xuất hiện. Ý niệm của tiên khí khổn thần vừa động, hình ảnh dừng ở Nguyên Anh của Mạc Phàm. Nguyên Anh ngân sắc, còn mang chút tử quang, Nguyên Anh của tiểu tử này đúng là hiếm thấy. Ngươi nhận ra Nguyên Anh của Mạc sư đệ à? Mạnh Bất Đồng nhướng mày, nói. Sau khi tiên khí khổn thần biến thành hình người, nhìn như nữ tử trẻ tuổi, thực ra tuổi thật còn nhiều hơn sư phụ ông ta càng không thể so được. Cho nên tiên khí khổn thần ngoại trừ kiến thức phương diện y đạo không bằng ông ta, phương diện khác đều mạnh hơn ông ta nhiều. Nguyên Anh như vậy trước đây có một môn phái có. Tiên khí khổn thần híp mắt nói. Môn phái nào? Vì môn phái đó quá nghịch thiên, bị thiên đạo hủy diệt, tạo hóa môn, Nguyên Anh của cậu ta hẳn là tạo hóa tiên anh. Tiên khí khổn thần đáp. Tạo hóa môn, thì ra là thế. Vẻ mặt Mạnh Bất Đồng khẽ đổi, trong mắt hiện lên dị sắc. Tất nhiên là ông ta có biết về tạo hóa môn, đại tông môn siêu cấp thời thượng cổ, thời toàn thịnh có thể đấu với thiên đạo. Chẳng trách Mạc Phàm không đơn giản như vậy, vậy mà chiếm được truyền thừa của tạo hóa môn. Tạo hóa môn bị diệt lâu như vậy, nhưng có không ít người có được truyền thừa của tạo hóa môn, cơ bản mỗi người đều không tầm thường. Chẳng trách trên người tiểu tử kia có 10 đạo thiên kiếp. Lông mày của tiên khí khổn thần giãn ra, thoải mái nói. Lúc trước bà ta thấy rất kỳ lạ, vì sao trên người Mạc Phàm có thêm một đạo. Thiên kiếp mặc kệ là mấy trọng, đều là 9 đạo. Cho dù phương thức độ kiếp của Mạc Phàm rất khéo léo, thiên kiếp cũng không tăng một đạo thêm cho Mạc Phàm. Nhưng nếu đạt được truyền thừa của tạo hóa môn, một khi bị thiên đạo phát hiện, sẽ tăng thêm một đạo thiên kiếp. Truyền thừa của tạo hóa môn. Mạnh Bất Đồng nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ trầm ngâm. Sao thế, ngươi có biện pháp à? Tiên khí khổn thần tò mò hỏi. Bà ta đã đồng ý không tìm Mạc Phàm gây phiền phức tới tận kết thúc đại bỉ, sẽ không ra tay với Mạc Phàm, chỉ có thể để Mạnh Bất Đồng đi làm. Bỗng nhiên Mạnh Bất Đồng hỏi Nguyên Anh của Mạc Phàm, không phải là vô duyên vô cớ hỏi. Nếu ta đoán không sai, thanh kiếm trong tay cậu ta cũng là tạo hóa chi vật. Tay của Mạnh Bất Đồng vung lên, hình ảnh trên màn nước lập tức cắt tới cửu tinh trong tay Mạc Phàm. Nhìn đường vân, là của tạo hóa môn không sai, rốt cuộc là ngươi có biện pháp gì? Tiên khí khổn thần nhìn thoáng qua, nói. Ở Đại Bỉ, có thiên sứ giám sát đúng không? Mạnh Bất Đồng thản nhiên nói. Thiên Đạo Cung là một tổ chức vô cùng thần bí, chính tà khó phân, được xưng là người phát ngôn của thiên đạo, thay trời hành đạo. Tuy mỗi đại tông môn không hề tán thành Thiên Đạo Cung, nhưng không tiến hành chèn ép. Lúc trước có tông phái bất mãn Thiên Đạo Cung, kết quả như tạo hóa môn, cả nhà bị diệt.
Vì nguyên nhân này, Thiên Đạo Cung thu nạp rất nhiều môn phái nhỏ để sử dụng, thế lực càng ngày càng không thể khinh thường. Thiên Sứ Giám Sát là người Thiên Đạo Cung phái tới. Mỗi lần diễn ra đại bỉ đều có Thiên Sứ Giám Sát ở đây, không phải tới tham gia đại bỉ, mà xem có đệ tử vi phạm Thiên Đạo hay không. Đám đệ tử tạo hóa môn được xếp vào hàng ngũ vi phạm của Thiên Đạo. Trên đại bỉ 500 năm trước, đệ tử thiên tài của Chiến Thần Cung có được huyết mạch Thạch Hầu vì sử dụng công pháp của tạo hóa môn, bị Thiên Sứ Giám Sát phát hiện, bị Thiên Đạo cưỡng chế mang đi. Nếu không phải đệ tử này bị mang đi, người đứng đầu đại bỉ không phải là Ngạo Nhật Sơn Tông, mà là Chiến Thần Cung. Ý của ngươi là để Thiên Đạo Cung đối phó tiểu tử kia chưa chắc không biết Thiên Đạo Cung, nếu cậu ta biết, ngươi cảm thấy cậu ta sẽ sử dụng công pháp của tạo hóa môn sao? Tiên Khí Khổn Thần nhíu mày nói. Tuy Mạc Phàm vừa tới tu chân giới không lâu, nhưng nếu coi Mạc Phàm là người bình thường thì sai rồi, Mạc Phàm biết về tu chân giới nhiều hơn cả người sống mấy trăm năm. Chuyện này không thành vấn đề, cậu ta sử dụng công pháp của tạo hóa môn là tốt nhất, nếu cậu ta không sử dụng ngươi nghĩ nguyên anh của cậu ta có thể thay đổi à, để Thiên Sứ Giám Sát kiểm tra nguyên anh của cậu ta là được, chuyện này không phải chuyện của chúng ta, đều là chuyện của Thiên Sứ Giám Sát. Mạnh Bất Đồng lạnh nhạt nói. Nếu Mạc Phàm bị Thiên Đạo Cung mang đi, đừng nói là chắn đường của ông ta, giải quyết Thiên Đạo Cung trước rồi nói sau. Đây quả thật là ý kiến hay, đúng rồi, một người bạn của ta ở Thiên Đạo Cung, chỉ là ta đồng ý sẽ không ra tay với tên tiểu tử này rồi. Tiên Khí Khổn Thần nhíu mày nói. Chuyện này không cần ngươi ra tay, sẽ có người đi làm. Mạnh Bất Đồng uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, nói. 3 ngày sau, Mạc Phàm ngồi xuống là 3 ngày. Trong 3 ngày, không chỉ dáng mây được hắn hấp thu toàn bộ, tiên linh chi khí lấy từ chỗ Tiên Khí Khổn Thần cũng được hắn luyện nhập vào Nguyên Anh. Hắn hiện giờ, cho dù là thân thể, thần hồn hay là Nguyên Anh đều đến trạng thái viên mãn, cả người giống như một thanh thần binh tuyệt thế mới luyện chế xong. Hắn xem xét cơ thể của mình, khóe miệng hơi nhếch lên. Trong khoảng thời gian ngắn, thực lực của hắn đã thế này rồi. Từ Kim Đan đỉnh phong đi tắt tới Nguyên Anh đỉnh phong bước quá dài. Lại tiến lên trước sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Ngoài ra trong cơ thể hắn còn lượng lớn lôi kiếp chi lực chưa được luyện hóa. Nghĩ như vậy, hắn nhìn thoáng qua phía Hàn Ly Động. Thực lực tăng tới mức này, tới lúc nói tạm biệt rời đi rồi. Hàn Ly Động, ở cửa động sau địa cung thông tới Ngũ Hành Sơn. Rầm, một tiếng thật lớn, cửa động vốn có thể chứa 3 người, lập tức to hơn gấp 3, cuồng phong cuốn tảng đá và huyền băng bay ra. Cùng bay ra. Còn có không ít yêu binh, yêu tướng. Ở lối đi ra cửa động, trên mặt Hàn Ly, Ma Ngưu và Yêu Lang lộ vẻ nghiêm trọng, nhìn cửa động bụi bặm nổi lên 4 phía. Trước người 3 bọn họ, có không ít yêu binh yêu tướng, toàn bộ đều nơm nớp lo sợ. Bên trong cửa động, cộp cộp cộp, tiếng bước chân như người khổng lồ đi vang lên, càng ngày càng gần, một giọng nói trầm thấp truyền từ bên trong ra. Hàn Tuyết, con trâu chết tiệt, hai người dùng những yêu binh yêu tướng này đối phó ta. Cũng quá không tôn trọng yêu vương hợp đạo kỳ rồi. Giọng nói vừa vang lên, vô thiên thân hình cao lớn đi từ trong cửa động ra, trên mặt đều là khinh thường. Những người này dám để ông ta quỳ xuống, hiện giờ đã tới 3 ngày, xem đám Hàn Ly còn di ngôn gì muốn nói. Vô thiên nhìn thoáng qua Hàn Ly, khẽ cau mày. Hàn Tuyết, không phải ngươi tới địa bàn của thần Nông Tông sao, sao không mang tiểu tử kia về, cho dù không mang tiểu tử kia về. Cũng nên mang vài đệ tử của thần Nông Tông tới cho ta nếm thử chứ. Đã lâu rồi ta không nếm hương vị của đệ tử thần Nông Tông, không phải ngươi bị đệ tử của thần Nông Tông quăng đấy chứ. Vô Thiên cười hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ông ta đi từ trong bí cảnh ra, không chỉ không thấy Vô Xương tới đón ông ta, ngay cả Hàn Ly cũng không ở trong Hàn Ly động. Ông ta hỏi thăm, mới biết Hàn Ly đến Thương Mô Sơn. Ông ta tuyên bố muốn diệt Hàn Ly động, Hàn Ly và Ma Ngưu mới trở về, nhưng không thấy Mạc Phàm nữa. Mạc Phàm mới là mấu chốt khiến ông ta chịu nhục, nếu ông ta ra ngoài, báo thù có thể thiếu Mạc Phàm được sao? Vô Thiên, người đừng nói linh tinh, người đừng quên, bây giờ còn chưa tới 1 tháng, người vẫn không thể ra tay với bọn ta. Hàn Ly nhíu mày nói. Dựa theo ước định lúc trước, Vô Thiên và Vô Xương không thể ra tay với bọn họ trong vòng 1 tháng. Ta không thể ra tay với các ngươi, nhưng ta giết những yêu binh yêu tướng này, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Vô Thiên cười tàn nhẫn, bàn tay vung lên. Vài đạo phong nhận như nguyệt nha lập tức xuất hiện,
chém về phía đám yêu binh yêu tướng cách đó không xa. Phốc, mấy chục yêu binh yêu tướng vốn không phản ứng kịp, bị chém thành mảnh nhỏ, Vô Thiên, ngươi đủ rồi đó, một yêu vương hợp đạo kỳ, vậy mà ra tay với đám yêu binh yêu tướng, ngươi còn tôn nghiêm của yêu vương không? Hàn Ly nhíu mày, quát lớn. Thông thường, yêu vương sẽ không tàn sát yêu tộc cấp thấp. Vô Thiên không chỉ dùng yêu tộc của Hàn Ly động bà ta uy hiếp bà ta, còn ra tay tàn sát những yêu tộc này. Tôn nghiêm, không phải tôn nghiêm của ta bị các ngươi giẫm dưới chân sao, vậy mà các ngươi không biết. Vô Thiên cười lạnh lùng, hờ hững nói. Hàn Ly bảo ông ta quỳ xuống, vậy mà dám nói chuyện tôn nghiêm với ông ta. Từ trước đến nay đều là yêu tộc cấp thấp quỳ với yêu tộc cấp cao như ông ta, đâu có yêu tộc cấp cao quỳ với yêu tộc cấp thấp. Khi ông ta nói chuyện, vài đạo phong nhận lại xuất hiện. A a a, cung chủ cứu mạng. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng cầu cứu truyền đến. Vô Thiên, ta liều mạng với ngươi. Hàn Ly nắm chặt tay, chiến giáp bán tiên khí và uyên ương đao Mạc Phàm cho bà ta xuất hiện, bà ta muốn giết Vô Thiên. Vô Thiên không thể ra tay với bà ta, nhưng bà ta không có hạn chế này. Tóm lại, bà ta không thể nhìn thuộc hạ của mình bị giết chết. Không đợi Hàn Ly ra tay, đã bị Ma Ngưu giữ chặt. Ma Ngưu, ngươi muốn chết à, dám ngăn cản ta. Đôi mắt Hàn Ly lộ ra dữ dằn, quay đầu hỏi. Ngươi không đánh lại được ông ta, sẽ chỉ khiến ông ta càng giết càng nhiều. Ma Ngưu cười nhạt nói. Hàn Ly không phải Mạc Phàm, cho dù có hai thanh bán tiên khí cũng không thương tổn tới Vô Thiên, trái lại sẽ bị đạo quang hộ thể của Vô Thiên làm bị thương, thậm chí giết chết. Nếu Hàn Ly bị đạo quang hộ thể của Vô Thiên phản chấn mà chết, sẽ không chịu trừng phạt, như vậy không đáng. Chuyện này. Hàn Ly nheo mắt, do dự. Vô Thiên, ngươi muốn thế nào, nói thẳng ra đi. Đừng ở đây lạm sát kẻ vô tội kích thích bọn ta. Ma Ngưu thấy Hàn Ly không ra tay, thì cười đê tiện với Vô Thiên. Vô Thiên sẽ không vô duyên vô cớ dẫn bọn họ đến đây, cũng không có hứng thú với việc giết yêu tộc cấp thấp. Ông ta làm như vậy, chắc chắn là có mục đích của ông ta. Ma Ngưu, tuy thực lực của ngươi hơi kém, nhưng đầu óc có chút thông minh đó. Vô Thiên cười hài lòng, nói. Nếu ngươi nói thực lực của lão Ngưu ta không bằng ngươi ta tin. Nhưng nói đầu óc của lão Ngưu ta không bằng ngươi, ta thực sự không phục, nói chuyện chính đi. Ma Ngưu cười nói. Muốn biết chuyện chính, phải quỳ xuống trước, nếu không ta lại giết 100 yêu binh. Trong mắt Vô Thiên lóe lên ánh sáng lạnh, nói. Đám người này để ông ta quỳ 3 ngày, nói chuyện với ông ta, dù thế nào cũng phải quỳ. Quỳ xuống, chuyện này đơn giản. Ma Ngưu nói với vẻ hờ hững, quỳ xuống luôn. Đại trượng phu có được giãn được. Chỉ quỳ mà thôi, chẳng có gì to tát. Vô Thiên hơi nhếch miệng, khóe miệng hiện lên tươi cười vì báo được thù. Được rồi, yêu tộc hóa thần kỳ thấy yêu vương hợp đạo kỳ phải có bộ dạng của hóa thần kỳ, tư thế quỳ rất tốt. Ngươi thì sao, Hàn Ly, con trâu này có giá trị 10 yêu binh, còn 90 yêu binh nữa, nếu ngươi không quỳ, ta sẽ giết 90 yêu binh này. Vô Thiên quay đầu nổi giận với Hàn Ly, cười nói. Vô Thiên, ngươi... Hàn Ly nhíu chặt mày, vẻ mặt lạnh lùng như băng xương. Ngươi không quỳ cũng được, để tiểu Hàn Ly quỳ với ta là được rồi. Vô Thiên nhìn về phía tiểu Hàn Ly trên vai Hàn Ly, cười nói. Tiểu Hàn Ly bị Vô Thiên nhìn chăm chú không có ý tốt, lập tức trốn sau lưng Hàn Ly. Ngươi đừng mơ. Hàn Ly nghiến chặt răng, nói. Xem ra ngươi không coi trọng những yêu binh yêu tướng này, đây là 90 yêu mệnh, ngay cả quỳ mà ngươi cũng không chịu. Vậy ta chỉ có thể giết những yêu binh yêu tướng này của ngươi rồi. Vô Thiên hơi nhếch miệng, giơ tay muốn ra tay. Vô Thiên, ngươi đủ rồi đó, ta quỳ, nhưng sau khi ta quỳ, hy vọng ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc là ngươi muốn làm gì. Hàn Ly do dự một lát, vẫn quỳ xuống. Những yêu binh yêu tướng này đều là bà ta hao phí tâm huyết bồi dưỡng, tất nhiên không thể ngồi nhìn bọn họ bị Vô Thiên giết chết. Hô hô, được thôi, nếu ngươi ngoan ngoãn sớm một chút. Sao có thể đến như bây giờ? Vô Thiên cười đắc ý nói. Hàn Ly nhíu chặt mày, trong mắt lóe lên sắc bén ước gì có thể giết người. Vô Thiên, bọn ta quỳ rồi, có phải ngươi nên nói chuyện chính, ngươi muốn bọn ta đến đây làm gì không? Ma Ngưu cười lạnh lùng, nói. Không phải chỉ quỳ thôi sao, không đụng chỗ không nên đụng, càng không phải ngủ với Hàn Ly, không biết Vô Thiên cao hứng cái gì. Chuyện này sao? Vô Thiên cười khẽ, lấy một lồng sắt do cọc gỗ màu xanh tạo ra. Hiện giờ nhân loại kia ở đâu,
ta muốn giết cậu ta thay Sương Nhi, nếu các ngươi không nói cho ta biết, ta chỉ có thể để nó giết hai ngươi trước rồi. Hiện giờ nếu có nhân loại vô xương hận nhất, vậy chắc chắn là Mạc Phàm. Một khi đã như vậy, dù thế nào ông ta cũng phải giết Mạc Phàm giúp vô xương. Trong lồng sắt kia là một yêu thú chỉ dài hơn 1 mét, có chút giống con tê tê, nhưng dài như rồng. Trong đôi mắt đỏ như máu lóe lên hung quang, cái miệng đầy răng nanh không ngừng khàn giọng gào thét với Hàn Ly và Ma Ngưu, nước bọt đều chảy cả ra. Nếu không có lồng sắt ngăn cản, chỉ sợ tiểu thú này đã xông tới. Liệt hồn thú. Hàn Ly nhìn thấy yêu thú trong tay Vô Thiên, vẻ mặt ngây ngốc nói. Liệt hồn thú là một loại yêu thú rất tàn ác, hình thể nhỏ, nhưng yêu thú trong tay Vô Thiên đã có lân giáp màu lam, tương đương với yêu tộc hóa thần. Nếu yêu tộc ở xung quanh bị liệt hồn thú để mắt, rất có khả năng đang ngủ bị liệt hồn thú ăn luôn. Không sai, là liệt hồn thú. Vô Thiên cười mỉa nói. Đây là ông ta quỳ gối trong bí cảnh tình cờ tóm được, liệt hồn thú hóa thần này muốn hạ miệng với ông ta, vật nhỏ này mới xuất hiện đã bị ông ta bắt lấy. Ông ta không thể ra tay với Mạc Phàm, nhưng tiểu thú này thì có thể. Chuyện này, sắc mặt Hàn Ly khó coi. Hiện giờ Mạc Phàm đang độ kiếp, không rõ sinh tử. Nếu để Vô Thiên biết Mạc Phàm ở đâu, Mạc Phàm độ kiếp sẽ càng thêm nguy hiểm. Cho dù không có liệt hồn thú này, Mạc Phàm cũng không có khả năng sống sót. Không nói cho ta biết cũng được, không phải ngươi bảo vệ những yêu binh yêu tướng này sao, ta không giết bọn họ, vật nhỏ này đang đói bụng, ta cảm thấy thịt tiểu Hàn Ly non mềm như thế, chắc chắn liệt hồn thú rất thích. Vô Thiên há to miệng, cười nói. Nói xong, ông ta mở lồng sắt ra, thả liệt hồn thú ra ngoài. Vẻ mặt liệt hồn thú hung ác, vốn là há to miệng như bồn máu nuốt thi thể của một yêu tướng, lúc này mới chậm rãi bỏ về phía Hàn Ly. Vô Thiên, ngươi dám. Hàn Ly tức giận nói. Ta có gì không dám, ta cho ngươi lựa chọn, tự ngươi không chọn mà thôi, nếu ngươi lựa chọn nói cho ta biết Mạc Phàm ở đâu, có lẽ khẩu vị của liệt hồn thú sẽ không như vậy, nếu không thì. Vô Thiên cười mỉa nói, ngươi. Hàn Ly nhíu mày, trong mắt hiện lên khó xử. Nếu bà ta nói vị trí của Mạc Phàm gặp nguy hiểm rồi. Ngược lại, tiểu Hàn Ly gặp nguy hiểm rồi. Lúc bà ta đang do dự, một giọng nói truyền đến. Không cần tìm nữa, ta ở đây. Hàn Ly nghe thấy giọng nói này, nhìn chỗ phát ra giọng nói. Chỉ thấy Mạc Phàm mặc áo cà sa đi tới, khí tức phiêu phiêu dục tiên và khí tức chôn vùi toàn bộ của lôi đình tràn từ người hắn ra. Vẻ mặt bà ta lập tức sửng sốt, trong mắt đều là không tin được. Mạc Phàm đi cùng Bạch Hổ và Ngũ Yêu Vương, hắn không chỉ bình yên trở về, còn giống như độ thiên kiếp không tệ. Không nói tới Bạch Hổ và Ngũ Yêu Vương, chỉ riêng 18 đạo thiên kiếp đã không dễ độ như vậy. Tiểu tử, hóa ra ngươi đi độ kiếp, xem ra ngươi độ kiếp thành công rồi. Vô Thiên nhìn Mạc Phàm, khóe miệng hơi nhếch lên, cười nói. Trên người Mạc Phàm nồng đậm lôi đình chi khí, đây đúng là dấu hiệu mới độ kiếp xong. Chỉ là cho dù Mạc Phàm độ kiếp xong thì thế nào, trước khi độ kiếp Mạc Phàm là nguyên anh đỉnh phong, sau khi độ kiếp cũng như vậy, chẳng qua có thể phóng thích lực lượng của mình hoàn toàn, không đến mức đưa tới lôi kiếp mà thôi. Tu vi của Mạc Phàm hiện giờ, chỉ là con mồi của liệt hồn thú. Mạc Phàm nhìn Hàn Ly và Ma Ngưu quỳ trên đất, hắn vung tay lên đỡ hai bọn họ. Sau đó hắn rời mắt, nhìn về phía liệt hồn thú như hung thần ác sát kia. Ngươi muốn liệt hồn thú này thôn phệ ta sao? Mạc Phàm hỏi. Thế nào, có vấn đề gì à? Quả thật như vậy không vi phạm lời thề của ngươi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Vô Xương và Vô Thiên không thể tự mình ra tay với hắn, nhưng mượn những vật khác thì được. Cho nên ngươi còn di ngôn gì muốn nói? Vô Thiên cười mỉa nói. Vô Thiên không nói nhiều lời vô nghĩa với Mạc Phàm, ông ta không có hứng thú nói lời vô nghĩa với một tu sĩ nhân loại. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, đi tới bên cạnh Hàn Ly. Vươn một tay về phía tiểu Hàn Ly. Lúc này tiểu Hàn Ly bị Vô Thiên và liệt hồn thú dọa sợ tới mức co rút thành một cục, cơ thể không ngừng run rẩy, trốn sau lưng Hàn Ly, trong đôi mắt to ngập nước tràn đầy vẻ sợ hãi. Cho dù nhìn thấy Mạc Phàm, cũng không thân thiết quấn lấy như trước. Mạc Phàm nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra, trên tay xuất hiện tạo hóa chi lực. Tới đây, không phải sợ. Tiểu Hàn Ly nhìn thấy tạo hóa chi lực, lúc này mới nhảy tới tay Mạc Phàm, nuốt tạo hóa chi lực xuống. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, đặt tiểu Hàn Ly lên trên vai mình, sờ đầu của tiểu Hàn Ly, đi về phía liệt hồn thú. Chỉ dựa vào yêu thú này,
cũng muốn thôn phệ ta. Mạc Phàm cười khinh thường. Hắn vươn một tay ra, ngoắc ngón tay với liệt hồn thú. Ta cho ngươi cơ hội, ngươi tới thôn phệ ta đi. Bàn tay hắn vươn ra, liệt hồn thú không chỉ không dám thôn phệ tay Mạc Phàm, trái lại phát ra âm thanh hu hu, không ngừng lắc đầu vẫy đuôi lùi về sau, giống như sợ thứ gì đó. Mạc Phàm đi về trước một bước, liệt hồn thú lùi về sau một bước. Liệt hồn thú luôn lùi đến cái lồng trong tay Vô Thiên, lúc này mới dừng lại. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt, nhìn về phía Vô Thiên. Hình như yêu thú của ngươi không có lá gan này, ngươi còn yêu thú khác không, hay là ngươi có gan này không? Sắc mặt Vô Thiên khó coi, trong mắt hiện lên dữ dằn. Ông ta không dễ dàng gì mới bắt được liệt hồn thú, đã vậy còn quá phế, bị một tu sĩ nguyên anh như Mạc Phàm dọa trở về. Đồ vô dụng, năm ngón tay ông ta nắm chặt, liệt hồn thú và cả cái lồng nát thành bột phấn. Yêu thú này vô dụng như vậy, không cần thiết phải giữ lại. Tiểu tử, coi như là ngươi có chút bản lĩnh, vậy mà dọa liệt hồn thú thành ra như vậy, chỉ là liệt hồn thú không giết được ngươi cũng không sao, ta lấy những yêu binh yêu tướng này tiếp tục chút giận cũng được. Vô Thiên cười mỉa nói. Mạc Phàm có thể dọa liệt hồn thú lùi lại, nhưng dọa được ông ta sao? Nếu không có biện pháp dọa ông ta sẽ giết từng yêu binh yêu tướng, những yêu binh yêu tướng này đều là tâm phúc của Hàn Ly. Ông ta không tin Mạc Phàm còn có thể bình tĩnh. Nói xong, một tay của ông ta duỗi về phía yêu binh, một dòng lực lượng tự nhiên sinh ra, cơ thể yêu binh kia lập tức không thể khống chế bay vào trong tay ông ta. Ngươi là đầu tiên. Vô Thiên cười, năm ngón tay muốn nắm chặt. Vô Thiên, ngươi dừng tay, chẳng lẽ ngươi chỉ biết ra tay với yêu tộc cấp thấp? Sắc mặt Hàn Ly thay đổi, tức giận nói. Ta dừng tay cũng được, bảo tên tiểu tử kia quỳ xuống đi. Vô Thiên nhìn Mạc Phàm, cười đắc ý nói. Nếu không giết được Mạc Phàm, vậy thì nhục nhã Mạc Phàm trước, xem như là lợi tức. Vô Thiên, người biết bây giờ Vô Xương thế nào, người biết vì sao bây giờ bà ta chưa tới đón ngươi không? Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Nếu hắn nhớ không nhầm, Vô Xương từng đồng ý với Vô Thiên, 3 ngày sau sẽ tự mình tới đón Vô Thiên, nhưng mà bây giờ không có khả năng rồi. Vô Xương, nàng ở đâu? Bảo bọn họ nói với ngươi. Nói cho ngươi hay. Mạc Phàm hơi nhếch miệng nói. Những lời này vừa vang lên, 4 bóng dáng xuất hiện. Vô Thiên, Hàn Ly và Ma Ngưu nhìn thấy 4 bóng dáng này, vẻ mặt lập tức khác nhau. Đây là... 4 người này không phải ai khác, đúng là đám Bạch Hổ Vương. Đây là chuyện gì thế? Hàn Ly và Ma Ngưu cảm thấy khó hiểu nói. Mạc Phàm không phải đi độ kiếp, lại mang 4 yêu vương về. 4 yêu vương tới đây. Là giết Mạc Phàm, hay mới bị Mạc Phàm phát hiện? Thần thức của Mạc Phàm không phải mạnh bình thường, có thể cảm nhận được tồn tại của 4 yêu vương. Nếu 4 yêu vương tới đối phó Mạc Phàm, vậy thì phiền phức rồi. 4 yêu vương còn mạnh hơn Vô Thiên nhiều, Vô Thiên không thể ra tay với Mạc Phàm, nhưng 4 yêu vương này không bị hạn chế. Vô Thiên cũng sửng sốt, sau đó khôi phục như thường. Ông ta đi tới trước người 4 yêu vương, khom người cúi đầu. Vô Thiên bái kiến 4 vị yêu vương đại nhân, 4 vị yêu vương tới đây làm gì thế, sao lại đi cùng một nhân loại? Không biết sao 4 yêu vương lại đi cùng Mạc Phàm, nhưng 4 yêu vương chắc chắn sẽ không phản chiến đứng về phía nhân loại, trừ phi đầu óc của 4 yêu vương có vấn đề. Cho dù Mạc Phàm là đệ tử có bối phận cao ở Thần Nông Tông, cũng như vậy. Vô Thiên, ngươi vừa nói gì, có thể lặp lại lần nữa không? Bạch Hổ Vương liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, hỏi. Vô Thiên bái kiến. Vô Thiên hơi sửng sốt, nói. Không đúng, câu trước. Vô Xương. Còn câu trước nữa. Để tiểu tử này quỳ xuống sao? Vô Thiên nghĩ một lát, tiếp tục nói. Đúng vậy, là câu này, ngươi muốn tiểu tử này quỳ xuống, nếu không ngươi định làm gì? Bạch Hổ Vương gật đầu, nói. Vậy mà tiểu tử nhân loại này khiến ta quỳ 3 ngày, tất nhiên là ta không thể tha cho cậu ta, chuyện này Bạch Hổ Vương có vấn đề gì sao? Vô Thiên tò mò hỏi. Có, là vấn đề rất lớn, khi Mạnh Bất Đồng đại nhân rời đi có nói một câu, nếu Mạc đại nhân xảy ra vấn đề gì ở Vạn Yêu Quật, sẽ khiến bọn ta biến mất vĩnh viễn, tuy ngươi không thể giết Mạc đại nhân, nhưng bảo Mạc đại nhân quỳ xuống, ngươi cảm thấy Mạnh đại nhân sẽ trừng trị bọn ta thế nào? Bạch Hổ Vương lạnh lùng nói. Bạch Hổ Vương nói xong, 5 ngón tay mở ra, một thanh trường đao xuất hiện trong tay ông ta, phong mang lóe lên. Ông ta vừa nói xong những lời này,
Vô Thiên và đám Hàn Ly lại sửng sốt. Cái gì? Nhất là Hàn Ly hiểu rõ quan hệ giữa Mạc Phàm và Mạnh Bất Đồng nhất, bây giờ Mạnh Bất Đồng lại phải bảo vệ Mạc Phàm, còn ra lệnh cho bốn yêu vương, sao có chuyện này được? Mạnh Bất Đồng không phái người giết Mạc Phàm, đã không tệ rồi, bây giờ xảy ra chuyện gì thế? Đôi mắt của Vô Thiên chớp chớp, mãi mới phản ứng kịp. Bạch Hổ Vương đại nhân, có phải có nhầm lẫn gì hay không? Tất nhiên là ông ta có biết Mạnh Bất Đồng, một trong những người cầm quyền rất cường đại ở Thần Nông Tông, cho dù là bốn yêu vương cũng không dám làm trái. Nhưng người cường đại như vậy có quan hệ gì với Mạc Phàm, nhất định là nhầm rồi. Nếu Mạc Phàm thật sự là đại nhân vật như Mạnh Bất Đồng, cần ở cạnh cấp bậc như Hàn Ly sao, ít nhất cũng phải là Bạch Hổ Vương. Người đang nghi ngờ bổn vương à? Bạch Hổ Vương nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Hay là người đang nghi ngờ bốn bọn ta? Bên cạnh Bạch Hổ Vương, mỹ nữ tóc đỏ nói. Uy áp thuộc loại vương giả phóng thích mà ra từ người mỹ nữ tóc đỏ, đè về phía Vô Thiên. Sắc mặt Vô Thiên thay đổi, khó coi hoàn toàn. Một yêu vương thì có khả năng nhầm lẫn, nhưng ở đây có tận bốn yêu vương, không có khả năng mỗi người đều nhầm. Chuyện lần này ầm ĩ lớn rồi. Trong chớp mắt, trong mắt ông ta không còn một chút đắc ý. Hỏa xà vương đại nhân, ta không có ý này. Vậy ngươi có ý gì? Mỹ nữ tóc đỏ nhíu mày hỏi. Bốn vị đại nhân tha mạng. Đôi mắt của Vô Thiên đảo liên tục, quỳ trên đất nói. Tuy bốn yêu vương này cũng là hợp đạo kỳ, nhưng bốn yêu vương đều nắm giữ bản nguyên chi vật của vạn yêu quật. Nếu ông ta ra tay với bốn yêu vương, bị giết chết có thể là chuyện trong chớp mắt. Chúng ta tha cho ngươi không có tác dụng gì, ngươi để Mạc đại nhân quỳ xuống, còn dùng yêu binh yêu tướng của Hàn Ly động để uy hiếp, ngươi xem Mạc đại nhân có tha cho ngươi không. Bạch Hổ Vương hừ lạnh một tiếng, nói. Tâm tình của Vô Thiên lập tức chìm vào đáy cốc, đôi mắt âm tình bất định nhìn về phía Mạc Phàm. Một lát sau, tươi cười nịnh nọt xuất hiện trên mặt ông ta. Thật không ngờ Mạc đại nhân có địa vị cao như vậy ở Thần Nông Tông, lúc trước Vô Thiên đã đắc tội nhiều, mong Mạc đại nhân tha thứ. Từ nay về sau Vô Thiên ta sẽ không tới tìm Hàn Tuyết và Ma Ngưu gây phiền phức, ngươi xem như vậy được không? Nếu ngươi còn không hài lòng, ta có thể lại tiến vào bí cảnh kia quỳ 3 ngày, không, quỳ 3 năm, coi như là trừng phạt lúc trước ta mạo phạm. Vừa rồi ông ta định dùng liệt hồn thú giết Mạc Phàm, còn ép Mạc Phàm quỳ xuống. Chỉ cần một câu của Mạc Phàm, bốn yêu vương sẽ không thèm nhăn mày một cái, ra tay giết ông ta luôn. Cho ngươi quỳ 3 năm, đợi ngươi ra ngoài. Lại tìm yêu thú khác tới giết ta à, hay là để ngươi giết yêu binh yêu tướng của Hàn Ly uy hiếp ta? Mạc Phàm nhíu mày, hỏi. Chuyện này, tiểu nhân không dám, Mạc đại nhân yên tâm, tiểu nhân không dám nữa đâu. Vô Thiên vội vàng lạy trên đất, khẩn cầu. Không dám. Mạc Phàm lắc đầu cười. Ông ta, các ngươi nhìn mà làm đi, ta không muốn nhìn thấy ông ta nữa. Mạc Phàm lạnh lùng nói với Bạch Hổ Vương. Hắn đã cảnh cáo Vô Thiên và Vô Xương vài lần, hai người vẫn không biết hối cải. Vẻ mặt Vô Thiên ngây ngốc, khuôn mặt vô cùng khó coi, vội vàng nói. Mạc đại nhân tha mạng. Chuyện này đơn giản. Bạch Hổ Vương vươn một tay về phía Vô Thiên. Một cơn gió xoáy lập tức xuất hiện xung quanh Vô Thiên, cuốn Vô Thiên vào bên trong. Không, không, bốn vị yêu vương ta là yêu tộc, tiểu tử này là nhân loại, chẳng lẽ các ngươi muốn phản chiến nhân loại sao? Vô Thiên không cam lòng nói. Bạch Hổ Vương không thèm quan tâm đến lý lẽ, phản chiến hay không, không do Vô Thiên định đoạt. Năm ngón tay ông ta nắm chặt, Vô Thiên biến mất trong gió lốc. Trong Hàn Ly động, lập tức yên tĩnh trở lại. Mạc đại nhân, như vậy đại nhân hài lòng chưa? Bạch Hổ Vương hỏi. Ta sẽ rời khỏi vạn yêu quật về Thần Nông Tông nhanh thôi, ta không muốn có người quấy rầy bọn họ nữa, nếu không lời Mạnh sư huynh nói cũng có hiệu lực như vậy. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Ngươi phải rời khỏi đây à? Hàn Ly nhíu mày, hỏi. Không sai. Mạc Phàm gật đầu. Hắn và đám Hàn Ly coi như có duyên, chuyện nơi này đã xem như xong việc, trở về nhìn một cái cũng là lúc rời đi. Đúng lúc có tứ đại yêu vương ở đây, có thể đảm bảo an toàn của bọn họ. Chuyện này không thành vấn đề, nếu là bạn của Mạc đại nhân, sau này ở vạn yêu quật không có ai dám gây sự với bọn họ. Bạch Hổ Vương cung kính nói. Tốt nhất là như vậy, nếu không vừa rồi Vô Thiên biến mất thế nào, ta sẽ khiến các người biến mất thế đó, tuy ta không thần thông quảng đại như Mạnh sư huynh ta, nhưng có bản lĩnh này hay không, các người thử thì biết, các người có thể rời đi rồi.
Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Sắc mặt đám Bạch Hổ Vương thay đổi, rời khỏi Hàn Ly Động. Bốn yêu vương vừa rời đi. Mạc Phàm chuyện này là gì vậy? Hàn Ly cảm thấy khó hiểu hỏi. Mạc Phàm độ kiếp, còn tìm Mạnh Bất Đồng hộ đạo, kết quả tình huống thay đổi hoàn toàn. Không chỉ độ kiếp thành công, ngay cả ngũ yêu vương đều cung kính với hắn. Mạc Phàm cười nhạt, nói qua loa quá trình độ kiếp với Hàn Ly. Chỉ sau một chén trà nhỏ. Hóa ra là như vậy, chẳng trách bây giờ ngươi có thể rời khỏi vạn yêu quật rồi. Hàn Ly hiểu ra nói. Bỗng nhiên vừa rồi Mạc Phàm nói phải rời khỏi vạn yêu quật, hiện giờ quả thật Mạc Phàm không cần ở vạn yêu quật nữa. Hiện giờ vạn yêu quật không còn thứ Mạc Phàm cần, cũng không có thế lực có thể đối phó Mạc Phàm. Mạnh Bất Đồng lại để Mạc Phàm ở vạn yêu quật, là lãng phí thời gian của ông ta và Mạc Phàm. Mạc Phàm cười khẽ, sờ đầu tiểu Hàn Ly vẫn còn hoảng sợ. Đại nhân, người thật sự chống đỡ được thiên kiếp nhị trọng sao? Ở bên cạnh, Ma Ngưu vô cùng khiếp sợ hỏi. Thiên kiếp nhị trọng, đây là hợp đạo kỳ mới có khả năng phải độ kiếp, cho dù là hợp đạo kỳ nghe cũng thay đổi sắc mặt, vậy mà một tu sĩ nguyên anh đỉnh phong như Mạc Phàm có thể độ qua. Nếu không thì sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Ma Ngưu một cái, nói. Đại nhân, người không hổ là chân mệnh thiên tử được lão Ngưu ta nhìn chúng, người thiếu đồ đệ không? Ngươi không ngại có thêm một đồ đệ là yêu tộc với thiên tư thông tuệ, chăm chỉ hiếu học, anh tuấn tiêu sái, ngộ tính cực cao đúng không? Ma Ngưu tiến đến bên cạnh Mạc Phàm, nói với vẻ đê tiện. Nguyên anh của Mạc Phàm có thể độ qua thiên kiếp nhị trọng, người như vậy sao có thể bỏ qua? Đừng nói là làm đồ đệ, làm cháu ông ta cũng nguyện ý. Nếu những lời ngươi vừa nói là thật, ta sẽ suy xét nhận ngươi làm đồ đệ. Mạc Phàm tức giận nói. Tuy tên này là một con trâu, nhưng tính cách không khác bàn tử lắm, tự kỷ muốn chết. Nghĩ đến bàn tử, Mạc Phàm không khỏi nhíu mày. Lúc hắn tới truyền tống trận xảy ra vấn đề, không biết người trong nhà thế nào rồi. Ý niệm này chỉ lóe qua, thì vội vàng biến mất. Đợi kết thúc đại bỉ, hắn giải quyết Long Ngạo Thiên, cứu Tiểu Tuyết ra, là có thể về địa cầu rồi. Đại nhân, người nói như vậy quá thương tổn tâm của lão Ngưu ta rồi. Dù gì lão Ngưu ta cũng là thiên tài có thiên phú trong suốt mấy ngàn năm nay của Ma Ngưu nhất tộc, tướng mạo thì không cần phải nói, có không biết bao nhiêu Ngưu yêu xinh đẹp như hoa muốn gả cho ta đó. Ma Ngưu ôm ngực, bộ dạng như thương tâm muốn chết. Mạc Phàm không để ý tới Ma Ngưu, lấy ba bình ngọc cỡ ngón cái ra. Hắn điểm lên mi tâm của tiểu Hàn Ly, môi khẽ động, tiểu Hàn Ly lập tức phun ra một đám hỏa diễm màu lam. Mạc Phàm thu hỏa diễm màu lam vào trong bình. Đồng thời để hai bình khác trước mặt Hàn Ly và Ma Ngưu. Cho ta một nhánh thần hồn của hai ngươi, sau khi ta trở về, sẽ bảo người cho các ngươi tự do. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Yêu tộc ở vạn yêu quật, nhất là yêu tộc tu vi cao, gần như đều muốn có tự do, có thể tự do ra vào vạn yêu quật. Nhưng vạn yêu quật là bảo tinh của thần Nông Tông, rõ ràng là không hiện thực. Bảo tinh ở bên trong thần Nông Tông, để những yêu tộc này tự do ra vào vạn yêu quật. Thần Nông Tông sẽ vô cùng loạn. Nhưng hắn ra mặt, cho Hàn Ly và Ma Ngưu tự do hẳn là không thành vấn đề. Vẻ mặt Ma Ngưu khẽ đổi, vội vàng phong một đạo thần hồn của mình vào trong bình, giống như sợ bỏ lỡ. Đại nhân, đây là của ta. Đừng cao hứng quá sớm, ta để các ngươi rời khỏi vạn yêu quật, nhưng bên ngoài chưa chắc tốt hơn ở đây. Mạc Phàm thản nhiên nói. Vạn yêu quật là bảo tinh của thần Nông Tông. Tuy ít đi chút tự do, nhưng được thần Nông Tông bảo hộ. Thần Nông Tông ngoại trừ hạn chế tự do của yêu tộc ở vạn yêu quật, đa số tình huống vẫn mặc yêu tộc ở vạn yêu quật tự sinh tự diệt, chỉ phái một số đệ tử tới thu thập một số thứ có tác dụng mà thôi. Những thứ có tác dụng này phần lớn là đạt được từ người yêu thú cấp thấp, xem như hữu hảo với yêu tộc. Đổi lại là tông môn khác, có khả năng yêu tộc bị sử dụng như nô lệ, vốn không có tự do. Thậm chí một số tu sĩ kim đan kỳ. Có thể khiến yêu vương hợp đạo kỳ nghe lệnh, nếu làm trái, sẽ bị tu sĩ kim đan giết chết. Tự do này có thể đến thần Nông Tông gặp ngươi không? Hàn Ly nhíu mày, do dự một lát hỏi. Thần hồn là thứ rất mẫn cảm, giao cho thần Nông Tông gần như là giao mạng nhỏ cho thần Nông Tông có thể lấy mạng bà ta bất cứ lúc nào. Nhìn như có thể ra ngoài tùy ý, thực ra là bị quản chế trong tay người khác. Nếu có thể gặp Mạc Phàm, trái lại bà ta có thể suy xét. Mạc Phàm như nhìn ra băn khoăn và tâm tư của Hàn Ly, lắc đầu cười. Đạo thần hồn này sẽ dùng trong lệnh bài thân phận, sẽ không nắm sinh tử của các ngươi, lệnh bài thân phận này làm xong,
ta sẽ phái môn đồng của ta đưa tới cho các ngươi cầm lệnh bài thân phận này có thể đến Thần Nông Tông tìm ta. Thông thường, trừ phi là nhân vật vô cùng nguy hiểm rời khỏi Thần Nông Tông, nếu không Thần Nông Tông sẽ không lấy thần hồn của đối phương làm môi giới hạn chế đối phương. Vậy sao? Lông mày của Hàn Ly giãn ra, lúc này mới phân ra một đạo thần hồn đặt vào trong bình ngọc. Mạc Phàm cất bình ngọc, trả tiểu Hàn Ly cho Hàn Ly. Vậy ta đi trước, sau này còn gặp lại. Tự do và an toàn của đám Hàn Ly đều có bảo đảm, cũng tới lúc hắn đi rồi. Đối phó Long Ngạo Thiên, hắn còn chuẩn bị một thời gian. Đợi một chút, ngươi cầm thứ này đi, hẳn là có tác dụng với ngươi. Hàn Ly thấy Mạc Phàm rời đi, vội vàng lấy một ngọc thạch thất thải to bằng nắm tay ra. Đây là bà ta tìm được từ trong Hàn Ly huyền thiên cảnh, mấy ngày nay bà ta nghiên cứu tác dụng của tảng đá này. Tảng đá này có thể thay đổi khí tức của người khác, thậm chí bản chất năng lượng. Tuy mạnh bất đồng để Mạc Phàm về Thần Nông Tông, nhưng chỉ vì vạn yêu quật đã không còn gì đối phó được Mạc Phàm. Mạc Phàm trở về Thần Nông Tông, chắc chắn sẽ càng nguy hiểm hơn ở vạn yêu quật. Trên người Mạc Phàm có đủ bán tiên khí công phòng, bà ta đưa thêm cho Mạc Phàm cũng không có tác dụng gì, nhưng thứ này có thể thay đổi khí tức và bản chất của con người, có lẽ có tác dụng với Mạc Phàm. Thứ này thật sự có tác dụng với ta. Mạc Phàm nhìn tảng đá thất thải, nhướn mày nói. Thân là tu sĩ thay đổi dung mạo rất đơn giản, nhưng thay đổi khí tức rất khó, nhất là muốn lừa được cao thủ. Thứ này tên là Vạn Nguyên Thạch, được xưng là bản căn của vạn vật, bởi vậy có thể thay đổi khí tức của tu sĩ. Một số thích khách, sát thủ đứng đầu, đều hy vọng đạt được thứ này. Tuy là đệ tử của Thần Nông Tông, nhưng trên người hắn có vài thứ không thể lộ ra ngoài, ví dụ như tạo hóa tiên anh của hắn, không thể để lộ trước mặt một số người. Nếu không sẽ có phiền phức lớn. Một khi luyện hóa Vạn Nguyên Thạch, có thể thay đổi bản chất nguyên anh của hắn. Thần Nông Tông cũng không an toàn như vậy, người nhận đi, cẩn thận một chút. Hàn Ly đưa Vạn Nguyên Thạch cho Mạc Phàm, đỏ mặt nói. Mạc Phàm không từ chối, cất Vạn Nguyên Thạch, lại hàn huyên với Hàn Ly mấy câu, lúc này mới rời đi, đi về phía truyền tống trận trở về Thần Nông Tông. Lần trước về Thần Nông Tông, chỉ đến cửa sơn môn, còn chưa tới phủ đệ của mình, đã bị xung quân đến vạn yêu quật, không tính là chân chính trở về Thần Nông Tông. Lần này trở về, không biết sẽ thế nào. Vạn yêu quật cách vô cực phong của Thần Nông Tông rất xa, nhưng thông qua truyền tống trận nhanh hơn nhiều. Một lúc lâu sau, Mạc Phàm liền đến vô cực phong, phía trước một tòa phủ đệ hơi cũ nát, lông mày hắn lập tức nhíu lại. Vô cực phong là chỗ của trưởng môn, linh khí cũng là nơi nồng đậm nhất trong mỗi phong. Ngoại trừ chủ phong chỗ sư phụ hắn ra, còn khoảng trên vạn sơn phong lớn nhỏ. Những sơn phong này tọa lạc rất nhiều cung điện, phủ đệ, biệt viện lớn nhỏ không đều, để đệ tử của Thần Nông Tông cư trú. Nơi trước mắt là phủ đệ của hắn, tọa lạc ở vùng đất bên cạnh vô cực phong. Chuyện này không có gì, kiếp trước hắn cũng ở đây. Nơi này từng là nơi ở của một vị sư tổ, sau khi vị sư tổ kia độ kiếp phi tiên, vẫn không có ai ở. Phủ đệ này không tính là nhỏ, cả khu vườn có 3 cái sân trước giữa sau, dựa vào mà đứng, thác nước từ trên núi lưu lại, xuyên qua giữa phủ đệ. Có chút tương tự động thiên ở Giang Nam của Mạc Gia, nhưng cao cấp hơn nhiều. Tuy ở nơi hẻo lánh một chút, nhưng rất yên tĩnh. Cũng vì như vậy mà sau khi thanh danh của hắn lên cao, vẫn ở nơi này, không ở sơn phong sư phụ cho hắn. Kiếp trước, lúc hắn mới tới nơi này, thác nước trong phủ đệ bị người ta dẫn đi. Dược điền cũng bị người ta chiếm dụng, bên trong biệt viện gần như thành nhà kho của người khác. Trải qua hắn thu thập một phen, lúc này mới khôi phục bình thường. Lần này khác trước, hắn đã mang theo Mạnh Vô Kỳ tới. Nhưng phủ đệ hoàn toàn không thay đổi, trái lại tệ hơn. Trái lại thác nước không bị người ta dẫn đi, nhưng nước chảy xuống không có một chút linh khí dao động. Không chỉ như vậy, linh khí của cả phủ đệ rất ít, vốn không giống mức độ một phủ đệ nên có. Thậm chí ven đường hắn đi còn có linh khí nồng đậm hơn nơi này nhiều. Phải biết rằng nơi này là Thần Nông Tông, một trong thập đại tông môn của tu chân giới, thánh địa vô số người mơ ước tu luyện. Linh khí thấp tới mức này, chỉ sợ nói ra không có ai tin tưởng, nếu không phải trên bảng hiệu chỗ đại môn có khắc Minh Nguyệt Cư, thậm chí hắn còn hoài nghi đây có phải phủ đệ của mình hay không. Hắn lắc đầu, mới chuẩn bị đi vào, đại môn của phủ đệ mở ra, Mạnh Vô Kỳ đi từ bên trong ra. Mạnh Vô Kỳ nhìn thấy Mạc Phàm, hơi sửng sốt, vội vàng ra đón. Công tử, cuối cùng người cũng về rồi. Ngươi chuẩn bị đi đâu thế, phủ đệ của Vọng Cơ sư huynh,
hay là động phủ của Trúc Vũ? Mạc Phàm khẽ gật đầu, hỏi. Mạnh Vô Kỳ ăn mặc chỉn chu ra cửa, rõ ràng là muốn ra ngoài. Mạnh Vô Kỳ không quen nhiều đệ tử nam ở Thần Nông Tông lắm, anh ta chỉ có thể đi tìm Vọng Cơ sư huynh và Trúc Vũ. Đôi mắt của Mạnh Vô Kỳ khẽ đảo, quỳ một gối xuống. Vô Kỳ xử lý phủ đệ bất lợi, mong công tử trách phạt. Gần đây anh ta đang trùng kích Nguyên Anh Kỳ, linh khí ở phủ đệ này quá loãng, cho nên lúc anh ta tu luyện, phần lớn đều tới phủ đệ của Vọng Cơ. Chỉ là thật không ngờ, đúng lúc gặp Mạc Phàm trở về. Đứng dậy đi, đây không phải lỗi của ngươi. Một tay của Mạc Phàm khẽ nâng lên, một dòng linh khí nâng Mạnh Vô Kỳ dậy. Mạnh Vô Kỳ chỉ có tu vi kim đan, không tính là đệ tử của Thần Nông Tông, vốn không có biện pháp xử lý chuyện này. Năm đó cho dù là hắn, cũng tốn không ít công sức mới giải quyết được chuyện này. Dạ, công tử. Vẻ mặt Mạnh Vô Kỳ áy náy nói. Mũi chân của Mạc Phàm khẽ điểm xuống, cơ thể bay lên đỉnh chóp đại môn. Trong mắt hắn lóe lên hào quang màu lam, nhìn bốn phía. Rất nhanh, hắn thu hồi ánh mắt, trở lại bên cạnh Mạnh Vô Kỳ. Trận pháp của phủ đệ bị người ta phá sau khi ngươi tới đây, hay là phá từ trước? Linh khí ở Vô Cực Phong rất nồng đậm, cho dù không tụ lại, cũng sẽ có linh khí nồng đậm. Nhưng vì đạt được linh khí càng đậm hơn, mỗi một tòa cung điện và phủ đệ đều khắc tụ linh trận trong phủ đệ của hắn bị người ta phá hỏng, còn bị người ta phá hoàn toàn, không tới một tháng đừng nghĩ tu sửa xong. Cho dù là hắn tự mình ra tay, cũng mất một tuần. Không chỉ như vậy, tụ linh trận trong phủ đệ xung quanh phủ đệ của hắn cường đại dị thường, thông thường, tụ linh trận tụ linh khí vô cùng nhu hòa, rất ít khi rút linh khí ở xung quanh. Những phủ đệ ở gần đây, lại giống như hắc động không ngừng hút đi linh khí. Chính vì nguyên nhân này, mới hút đi linh khí xung quanh phủ đệ hắn. Ta tới ngày đầu tiên còn rất tốt, nhưng tối hôm đó, một đạo lôi hạ xuống, tụ linh trận liền bị phá hủy, ta tìm Trúc Vũ tiên sinh và Vọng Cơ công tử, bọn họ tới nhìn một lát, liền bảo ta sau này tới chỗ bọn họ tu luyện. Mạnh Vô Kỳ nói thẳng, chuyện này cũng không thể trách bọn họ. Mạc Phàm nhíu mày, lạnh lùng nói. Trúc Vũ và Vọng Cơ sư huynh không phải đệ tử của Vô Cực Phong, bọn họ không tiện nhúng tay vào chuyện của Vô Cực Phong. Ngoài ra, nếu kể bên này còn đám người kiếp trước, quả thật cũng là một đám khó chơi. Vô Cực Phong là sơn phong của trưởng môn, phần lớn đệ tử nội môn đều tự cho mình là thanh cao. Nhất là những đệ tử ở gần hắn, lại càng như vậy. Ở Vô Cực Phong, đệ tử thiên phú cao ở trong cung điện mỗi đỉnh núi, theo thứ tự đi xuống, thiên tư càng ngày càng kém. Hắn ở trong này, không chỉ là bên cạnh Vô Cực Phong, coi như là chân núi. Ở trong này, ngoại trừ hắn ra, phần lớn là một số đệ tử thiên tư kém, nhưng có chút quan hệ có thể Vô Cực Phong. Ví dụ như những đệ tử trưởng bối, là trưởng lão gì đó của Vô Cực Phong. Những người này, cho dù là Chu sư huynh Chu Bất Phi của luật pháp đường tới đây, cũng không dễ giải quyết. Xử lý đám người bên này, lập tức sẽ có một đống phiền phức tìm tới cửa. Kiếp trước, sư phụ hắn chiếu cố hắn nhiều, lúc này mới giải quyết được những phiền phức. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mạnh Vô Kỳ hỏi. Anh ta chỉ là môn đồng của Mạc Phàm, anh ta tới phủ đệ của Vọng Cơ và Trúc Vũ, không có ai nói gì. Nhưng Mạc Phàm là đệ tử chữ lót bất của Thần Nông Tông, ở chỗ rất xa đã vô cùng hạ giá, càng không nói tới dùng ké phủ đệ của những người khác, chỉ sợ sẽ bị người ta cười đến rụng răng. Đương nhiên là lấy lại thứ thuộc về chúng ta. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên ánh sáng lạnh, nói. Kiếp trước hắn không dễ dàng tha thứ cho đám người bắt nạt hắn, hiện giờ càng không có khả năng. Đồ của hắn phải lấy lại toàn bộ, không cho một thứ gì. Ngươi cầm thứ này đến Vô Khí Phong, tìm một đệ tử tên Không Hổ, giao thứ này cho người đó là được, còn lại ngươi không cần quan tâm. Mạc Phàm lấy một ngọc giản ra, đánh vào đó một đạo thần niệm, đưa cho Mạnh Vô Kỳ. Mạnh Vô Kỳ nhận lấy ngọc giản, không nghĩ nhiều, liền đi về phía truyền tống môn thông tới Vô Khí Phong. Trong mắt Mạc Phàm lóe lên tinh quang, vào bên trong phủ đệ. Đồng thời, thần thức của hắn không che giấu chút nào chậm rãi lan ra xung quanh, giọng nói trầm thấp vang lên trên không phủ đệ theo. Đệ tử dưới chữ lót bất lập tức đóng tụ linh trận của các ngươi lại, sư huynh sư tỷ chữ lót bất, có thể đến phủ ta uống chén trà được không? Bên trong phủ đệ gần chỗ hắn, phần lớn là đệ tử chữ lót bất và chữ lót không. Những đệ tử này, cho dù là xuất phát từ ý nguyện của mình, hay được người ta sai bảo, đồ của hắn đều phải trả lại. Chữ lót bất hắn sẽ nói chuyện một lát,
chữ lót không hoặc dưới, nếu không trả, hắn chỉ có thể đánh đi lên. Những lời hắn nói vang lên không lâu, tụ linh trận của một phủ đệ lập tức ôn hòa xuống. Chỉ là những linh khí này chưa trở lại phủ đệ của hắn, đã bị phủ đệ khác ở xung quanh rút đi. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, vào bên trong chính sảnh của phủ đệ, hơi bố trí một chút, liền ngồi xuống vị trí chủ tọa, phẩm trà. Chỉ sau một chén trà nhỏ, trong chính sảnh có 5 khách tới. Những người này 4 nam 1 nữ, một người trung niên tóc hoa râm, 4 người khác đều gần 30 tuổi, bộ dạng tất cả đều không dễ chọc. Mạc sư đệ, nghe nói đệ vừa đến Thần Nông Tông, đã được đưa tới Vạn Yêu Quật rèn luyện, thực lực tiến bộ rất nhanh, lúc này mới qua bao lâu đã tới Nguyên Anh Kỳ, chỉ là Mạc sư đệ không củng cố tu vi, tìm sư huynh bọn ta làm gì. Nam tử tóc hoa râm trong đó hít một lọ thuốc, không thèm nhìn Mạc Phàm, nói với vẻ hờ hững. Tuy đây là lần đầu tiên ông ta gặp Mạc Phàm, nhưng người nào chuyển tới nơi này, ông ta gần như đều hỏi thăm rõ ràng. Nếu không ông ta sẽ không làm càn như vậy, phá phủ đệ của Mạc Phàm thành ra thế này. Không chỉ ông ta, những người khác cũng thế. Nam tử tóc hoa râm mới mở miệng, mấy người khác cười cổ quái, đều nhìn về phía Mạc Phàm. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, nâng mắt nhìn nam tử tóc hoa râm. Phùng sư huynh đúng không, trận pháp trong phủ ta bị hủy một cách ngoài ý muốn, ta đã mời người trùng tu giúp ta, nhưng uy lực trận pháp của mấy vị sư huynh quá mạnh, cho nên hy vọng mấy vị sư huynh sư tỷ có thể điều chỉnh uy lực của tụ linh trận ôn hòa một chút, đợi tụ linh trận của ta khôi phục, chắc chắn sẽ hầu tạ. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Mạc sư đệ, đệ gọi bọn ta tới là vì chuyện này à, đệ cảm thấy bọn ta hủy trận pháp hộ phủ của đệ, hay là bọn ta rút linh khí ở phủ đệ của đệ. Bên tay trái Mạc Phàm, nữ tử trang điểm diêm dúa lòe loẹt khóe miệng và khóe mắt đều nhướn lên, khí thế hung hăng nói. Những người khác cũng nhao nhao lộ ra vẻ không vui. Mạc Phàm lắc đầu, cười nhạt. Hắn còn chưa hưng sư vấn tội, chỉ mong bọn họ phối hợp, còn có tạ lễ, không ngờ trái lại thành tệ như thế. Liễu sư tỷ cảm thấy thế nào? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Ta cảm thấy thế nào sao? Thứ nhất, trận pháp hộ phủ ở phủ đệ của đệ bị hủy là chuyện của đệ, không liên quan gì tới bọn ta. Nếu đệ cảm thấy có người hủy trận pháp hộ phủ của đệ, đệ có thể tìm người của luật pháp đường tới. Thứ hai, linh khí ở vô cực phong là của mọi người, ai thích dùng thế nào thì dùng thế ấy, phủ đệ này của đệ không lấy được, vậy đừng trách những người khác lấy đi hết. Nữ tử họ Liễu bá đạo nói. Vậy sao? Trong mắt Mạc Phàm lóe lên ánh sáng lạnh, khẽ gật đầu. Không sai, đệ còn chuyện gì không, nếu không ta đi trước. Mỹ nữ họ Liễu liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ khinh bỉ, lạnh giọng hỏi. Một người mới tới Thần Nông Tông, đúng là phách lối. Nhưng muốn chơi với bọn họ còn kém xa, nói xong, bà ta định đứng dậy rời đi. Liễu sư muội, Mạc sư đệ mời chúng ta tới đây uống trà, gấp rời đi làm gì, tuy chúng ta không cùng một sư phụ, nhưng đều là sư huynh đệ, có chuyện từ từ nói, đừng làm thương tổn hòa khí, nhanh ngồi xuống đi. Nam tử tóc hoa râm như người lão luyện, mỉm cười nói. Hừ, mỹ nữ họ Liễu hừ lạnh một tiếng, vẫn ngồi xuống. Nam tử họ Phùng bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Rời mắt nhìn Mạc Phàm. Mạc sư đệ quá biết cấp bậc lễ nghĩa rồi, không phải chỉ là chuyện nhỏ về tụ linh trận sao, loại chuyện nhỏ như vậy cần gọi bọn ta tới đây giải quyết à? Nhìn xem đệ khiến Liễu sư muội tức thành vậy, đệ nói lời xin lỗi với Liễu sư muội trước, chuyện tụ linh trận, lát nữa chúng ta nói sau. Xin lỗi. Mạc Phàm nhíu mày, hào quang trong mắt lại sắc bén không ít. Đám người này hủy trận pháp hộ phủ của hắn, còn rút sạch linh khí quanh chỗ hắn. Hắn hỏi tới trái lại thành không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, còn bắt hắn xin lỗi bọn họ. Đám người này vẫn giống kiếp trước, một đám gia hỏa âm phụng dương không tuân, không thay đổi chút nào. Nhất là nam tử họ Phùng, lại càng lật ngược phải trái lô hỏa thuần thanh chơi đùa. Phùng sư huynh, Liễu sư tỷ, vừa rồi quả thật ta hơi đường đột. Như vậy chẳng phải được rồi sao? Nam tử họ Phùng hơi nhướng mày, cười đắc ý. Nữ tử họ Liễu và những người khác cũng cười theo. Vẻ mặt đắc ý vì thực hiện được mưu đồ. Mới tới, thì phải có bộ dạng của người mới tới, nhất là người không có bối cảnh như Mạc Phàm, lại càng khỏi phải nói. Mạc sư đệ yên tâm, gần đây mấy vị sư huynh không vì đột phá, thì đang luyện đan, cần tương đối nhiều linh khí, lúc này mới tăng mạnh tụ linh trận, đợi bọn họ xong việc, sẽ khôi phục tụ linh trận như ban đầu. Mạc sư đệ ấm ức một thời gian hẳn là không có vấn đề gì đúng không, nếu Mạc sư đệ cần đột phá, có thể đến phủ đệ của ta. Nam tử họ Phùng lại nói tiếp.
Đôi mắt Mạc Phàm hơi nheo lại, trong mắt có thêm vài phần châm chọc. Phùng sư huynh này nói thì rất dễ nghe, thực ra chính bọn họ không muốn trả lại, nhưng lại khuyên hắn đừng đòi, không khác ý này mấy. Phùng sư huynh, quả thật vừa rồi ta hơi đường đột, nhưng ta không thấy là ta cần xin lỗi. Mạc Phàm nói tiếp những lời mới nói. Sắc mặt nam tử họ Phùng khó coi, tươi cười trên mặt cứng ngắc. Mạc sư đệ có ý gì đây, ta tốt bụng giải quyết vấn đề giúp đệ, còn mời đệ tới phủ đệ của ta, đệ lại có thái độ này, chẳng lẽ những linh khí trong phủ đệ của đệ, quan trọng hơn mấy sư huynh đột phá và thành đan à, lúc đệ mới nhập môn không có ai dạy đệ phải khiêm nhường sao, nếu là như vậy, chuyện này tự đệ nhìn mà làm, ta không quản nữa. Nếu Mạc Phàm thành thật, bọn họ chơi mấy tháng, rồi bỏ qua cho Mạc Phàm. Nếu nói như vậy, Mạc Phàm đợi coi. Chuyện này không cần Phùng sư huynh tới dạy ta chỉ muốn hỏi một chút, mấy vị sư huynh và sư tỷ không định điều chỉnh tụ linh trận của mình đúng không? Mạc Phàm làm như không nghe thấy nói. Mấy người này coi hắn là đệ tử mới nhập môn, một người mặt đỏ một người mặt trắng là có thể tùy tiện vuốt ve hắn, nghĩ đơn giản quá rồi. Đệ cảm thấy thế nào? Nữ tử họ Liễu cười lạnh lùng, nói. Bọn họ vốn không định điều chỉnh tụ linh trận, Mạc Phàm như vậy càng không thể. Nếu ta nhớ không nhầm, vừa rồi Liễu sư tỷ từng nói, linh khí ở vô cực phong là của mọi người, người nào lấy được nhiều thì của người đó, đúng không? Không sai, ta nói như vậy, thế nào, đệ muốn trùng kiến tụ linh trận ở phủ đệ của mình sao? Mỹ nữ họ Liễu không cãi lại, nói thẳng, tụ linh trận như lều trại, không sóng không gió dựng không sao, nhưng xung quanh nhiều tụ linh trận cường đại như vậy, Mạc Phàm lại dựng sẽ như dựng lều trại trong Long Toàn Phong, không dễ dàng dựng được như thế, cho dù dựng xong, có thể rút linh khí của bọn họ sao? Chỉ cần Liễu sư tỷ từng nói là được, mời trở về đi, nếu mấy vị sư huynh sư tỷ suy nghĩ kỹ, có thể điều chỉnh tụ linh trận của mình, nếu không thì nên suy nghĩ thêm về những lời này. Vẻ mặt Mạc Phàm bình tĩnh, hạ lệnh đuổi khách. Hắn đã đối xử rất khách sáo với những người này, nếu không được, vậy chỉ có thể dùng binh. Vậy sao, vậy bọn ta sẽ đợi xem. Đám nam tử họ Phùng cười khinh thường, liền rời đi. Mấy người rời đi, Mạc Phàm cũng không sốt ruột. Phủ đệ này không phải biệt viện ở Giang Nam của hắn, trận pháp ở bên trong cao cấp và phức tạp hơn nhiều, nếu hắn ra tay, tất nhiên không có vấn đề. Nhưng phải tốn không ít thời gian. Không thể nghi ngờ chuyện này sẽ ảnh hưởng tới chuẩn bị ứng phó đại bỉ của hắn. Hắn rót cho mình chén trà, mới uống một ngụm, một trận cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, một vòng xoáy xuất hiện trên không phủ đệ. Bên trong vòng xoáy, một con thiên nga trắng dài hơn 5 mét xuất hiện, vẫy cánh đáp xuống phủ đệ của Mạc Phàm. Ba người đi từ trên con thiên nga trắng xuống, đi đầu là một cô gái có diện mạo đáng yêu, rõ ràng là 20-30 tuổi, nhưng như cô gái khờ dại, đáng yêu mười mấy tuổi. Gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, làn da trắng nõn như trẻ sơ sinh, đôi mắt tỏa ra quang mang như bảo thạch. Chỉ là cô gái này mặc thường phục màu đen kiểu nam, trước ngực là một chiếc tạp dề, bên cạnh treo túi dụng cụ, bên trong đủ loại dụng cụ kỳ lạ, trên đầu còn trùm khăn, phía sau cô gái ăn mặc như thợ sửa chữa, là Không Hổ Mạc Phàm gặp ở Vạn Yêu Quật. Chẳng qua sau lưng Không Hổ là một cái hồ lô to hơn anh ta nhiều. Anh ta đã là tu sĩ hóa thần sơ cấp, nhưng khi vách quả hồ lô này trên người, vẫn thở hổn hển như cũ, giống như khiêng một tòa ngũ hành đại sơn. Vẻ mặt Mạnh Vô Kỳ cung kính, dẫn hai người đi vào chính sảnh chỗ Mạc Phàm. Ở cửa chính sảnh, Mạc Phàm nhìn thấy cô gái mặc trang phục kỳ lạ, khóe miệng hơi nhếch lên. Cô gái kỳ lạ này là Bất Linh sư tỷ, luyện khí sư sau này có thể luyện chế tiên khí. Ngoại trừ trình độ khí của cô, thói quen của cô cũng khiến người ta rất khó tưởng tượng. Ví dụ như tọa kỵ. Phần lớn tu sĩ lựa chọn yêu thú uy mãnh, cao quý, hoặc có ngoại hình rực rỡ, duyên dáng, thực lực cường đại. Ví dụ như Long, Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Bạch Hổ, Ưng. Nhưng Bất Linh sư tỷ lại chọn Thiên Nga, còn cứ nhồi đầy nuôi tới hóa thần kỳ. Còn lý do, thứ nhất là Thiên Nga có huyết mạch của Phượng Hoàng, thứ hai là có thể vác nhiều đồ, thứ ba là đói bụng có thể nướng ăn. Bất Linh sư tỷ kỳ lạ, từ cách ăn mặc của cô là có thể nhìn ra. Mặc đồ như thợ đóng giày, phần lớn là vì thuận tiện, bộ óc khác hoàn toàn với người bình thường. Nhưng chính vì như thế, mới khiến Bất Linh sư tỷ thành một thế hệ luyện khí đại sư. Nhìn Bất Linh sư tỷ đi tới, Mạc Phàm cười khẽ, đi tới. Sư phụ, đây là Mạc sư thúc ở Vạn Yêu Quật mà con nói với người. Không Hổ gãi đầu, cười rất đê tiện, mở miệng giới thiệu.
Nói xong, Không Hổ cõng Hồ Lô cúi đầu với Mạc Phàm một cách gian nan. Không Hổ bái kiến Mạc sư thúc. Không Hổ mới nói xong, Mạc Phàm còn chưa mở miệng, Bất Linh lập tức tiến đến chỗ Mạc Phàm, ngửi người Mạc Phàm. Thấy một màn này, vẻ mặt Không Hổ ở gần đó xấu hổ, ước gì có một cái lỗ để anh ta chui xuống. Sư phụ người ta đều nho nhã lễ độ, sư phụ anh ta vừa đến liền ngửi người ta, một cô gái làm như vậy đúng là mất lịch sự. Sư phụ, trang trọng, trang trọng. Không Hổ nhỏ giọng nhắc nhở. Bất Linh không tức giận, rời khỏi người Mạc Phàm, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng, nhìn Mạc Phàm. Trên người đệ đúng là có bảo vật tốt, lấy ra cho ta nghiên cứu một lát, ta có thể làm một việc giúp đệ. Bất Linh mới mở miệng, tâm tình Không Hổ lập tức chìm xuống đáy cốc. Bọn họ vừa mới tới, sư phụ anh ta đã bắt đầu đồng ý chuyện của Mạc Phàm. Chính vì như vậy, nếu sư huynh đệ bọn họ không phải đang lẩn trốn, thì đang trả nợ giúp sư phụ. Hiện giờ bên cạnh sư phụ anh ta chỉ có mình anh ta, nếu Mạc Phàm bảo làm chuyện gì, chỉ có anh ta tới làm. Mạc Phàm cười nhạt một tiếng, xoay người đi vào trong chính sảnh. Chuyện này không sốt ruột, Bất Linh sư tỷ vào đi, uống chén trà rồi nói tiếp. Bất Linh gật đầu, đi theo Mạc Phàm vào chính sảnh, ngồi xuống ghế cạnh ghế Mạc Phàm, bưng chén trà lên uống một hơi cạn sạch. Uống trà xong, nhanh nói đi, bảo bọn ta tới làm gì, đồ đệ của ta sẽ làm giúp đệ, sau đó đệ có thể giao bảo vật cho ta, đợi ta nghiên cứu xong hoàn toàn, sẽ trả lại cho đệ. Một tay của Không Hổ đỡ chán, tuyệt vọng hoàn toàn. Mạc sư thúc, có phải người định chỉnh ta với sư phụ của ta hay không? Anh ta nghe xong lời Mạc Phàm nói, chạy từ Vạn Yêu Quật trở về. Lúc này mới trở về không lâu, lập tức sắp thành cu ly ở phủ đệ của Mạc Phàm, anh ta đã hoài nghi Mạc Phàm cố ý. Mạc Phàm lắc đầu cười, rót đầy chén trà cho Bất Linh sư tỷ, sau đó lấy một cái chén ra, rót đầy chén ném cho Không Hổ. Ta có thể tặng cho sư tỷ một kiện bán tiên khí, còn mở bán tiên khí hoàn toàn, cho sư tỷ nghiên cứu tùy ý, cuối cùng sư tỷ có thể hoàn nguyên hay không, đều không cần trả lại ta, nhưng việc mà ta cần phải làm, cần sư tỷ và Không Hổ cùng làm, thế nào? Mạc Phàm cười nhạt, nói. Hiện giờ trong tay hắn còn bán tiên khí vô dụng, phá một kiện cho Bất Linh sư tỷ cũng không có vấn đề gì. Nếu Bất Linh sư tỷ có thể lắp ráp được, sẽ có trợ giúp rất lớn đối với việc cô luyện chế bán tiên khí. Đương nhiên hắn cũng có thể cho Bất Linh sư tỷ tâm đắc luyện chế tiên khí, nhưng Bất Linh sư tỷ còn chưa tới nông nỗi đó, hiện giờ cho cô, trái lại sẽ ảnh hưởng tới trình độ luyện khí sau này của cô. Bán tiên khí, để có thật à? Trước mắt Bất Linh sáng hơn, nói. Hiện giờ cô đang luyện chế bán tiên khí, nhưng trong tay cô không có một kiện bán tiên khí, rất nhiều chỗ không hiểu, chỉ có thể dựa vào cô để suy đoán. Cô định mượn bán tiên khí của người khác để nghiên cứu, nhưng còn chưa bắt đầu phá giải, đã bị người ta đòi về, sau này còn từ chối để cô tới gần. Phải biết rằng một kiện bán tiên khí còn rất chân quý, ở Thần Nông Tông cũng chỉ có mấy kiện bán tiên khí, không cho cô phá giải cũng là bình thường. Cô có nghĩ tới chuyện tự mình tìm một kiện bán tiên khí, nhưng vận khí không được tốt lắm, mỗi lần đều tay không mà về. Mạc Phàm lại cho cô một kiện bán tiên khí, còn tự mình phá gỡ. Chuyện này khiến cô có cảm giác hạnh phúc tới quá đột ngột. Đợi sư tỷ luyện thành bán tiên khí, ta còn có thể cho sư tỷ tiên khí để sư tỷ tham ngộ. Mạc Phàm lại nói tiếp. Một kiện bán tiên khí mà thôi, không tính là gì đối với hắn. Tiên khí, phốc. Không Hổ ở bên cạnh đang chuẩn bị dùng trà, nước trà mới đến trong cổ họng liền phun ra. Không đợi Bất Linh mở miệng, anh ta liền mở miệng nói trước. Mạc sư thúc cũng quá không phúc hậu rồi, tuy sư phụ ta hơi khờ dại một chút, người cũng không thể lừa gạt sư phụ ta như vậy được. Mạc Phàm vốn là đưa bán tiên khí, lại lấy ra tiên khí, khiến anh ta có cảm giác như đại thúc lừa gạt Lolita, tiểu muội muội, đại thúc có kẹo que, người muốn ăn không? Anh ta mới mở miệng, liền biết mình lỡ lời. Mạc sư thúc, trà của sư thúc ngon quá, ta không có ý này, ý của ta là, có nên nói rõ chuyện cần làm trước, lại nói mấy chuyện này. Anh ta dám đánh cược, Mạc Phàm nói ra hai điều kiện, sư phụ anh ta chắc chắn sẽ không lý trí trả lời ta đồng ý, sau đó bán cả anh ta đi. Mạc Phàm không tức giận, cười nhạt một tiếng. Yên tâm đi, không phải là chuyện gì quá lớn, chỉ là chữa trị trận pháp ở phủ đệ ta, sau đó bố trí La Thiên Đại Trận ở phủ đệ của ta nữa. Trận pháp này ngươi còn thiếu độ lửa, sư phụ ngươi có thể hoàn thành rất nhanh, không hơn. Thật sự chỉ là dựng La Thiên Đại Trận sao?
Mạc Phàm lấy bán tiên khí và tiên khí cho sư phụ anh ta, chỉ để dựng thứ này. La Thiên Đại Trận là tụ linh đại trận cao nhất, tuy anh ta dựng hơi khó khăn, nhưng hoàn toàn không đáng giá một kiện bán tiên khí. Trên người ngươi và sư phụ ngươi còn thứ khác, đáng để ta mơ ước à? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Không Hổ một cái, hỏi. Tuy đám Phùng sư huynh tới đây, nhưng rất rõ ràng là không muốn điều chỉnh, cũng sẽ không làm vậy. Nên nhắc nhở hắn đã nhắc, nên cảnh cáo hắn cũng cảnh cáo rồi, những người này không làm, vậy thì đừng trách hắn vô tình. Tuy tụ linh trận ở phủ đệ, động phủ gần đó rất lợi hại, nhưng một khi La Thiên Đại Trận dựng thành, có thể rút linh khí trong phủ đệ gần đó. Đệ tử của Vô Khí Phong am hiểu luyện khí nhất, trận pháp cũng là số 1 số 2 ở Thần Nông Tông, đây là nguyên nhân hắn tìm Bất Linh sư tỷ. Mạc sư thúc, những lời vô lễ vừa rồi không phải là ta nói đâu, là con thiên nga trắng ở bên ngoài phụ vào người ta nói đó, không biết những lời giải thích này, sư thúc có thể tin tưởng hay không? Không Hổ thấy Mạc Phàm không giống đang nói dối, buông lỏng tay kéo Bất Linh ra, mặt không đỏ tim không đập nhanh cười nịnh nọt nói. Quả thật bọn họ không có gì để Mạc Phàm nhìn chúng, anh ta cộng thêm sư phụ cũng không có giá trị bằng một kiện bán tiên khí. Cho dù bán sắc, trừ phi khẩu vị của Mạc Phàm đặc biệt, nếu không sẽ không để mắt tới sư phụ anh ta. Nếu vừa rồi mạo phạm sư thúc, ta sẽ làm thịt con thiên nga trắng kia để sư thúc nhắm rượu, con thiên nga trắng kia ăn không ít thiên tài địa bảo, thịt chắc chắn rất ngon. Không Hổ bổ sung thêm một câu. Có thể, ngươi ăn thiên nga trắng kia, sau này ngươi cõng sư phụ ngươi nhé. Mạc Phàm hờ hững nói. Đưa bán tiên khí cho Bất Linh sư tỷ, chỉ là giải một phen hoàn cảnh sau này của Bất Linh sư tỷ mà thôi. Không Hổ không biết quan hệ kiếp trước giữa hắn và Bất Linh sư tỷ, hiểu lầm cũng là bình thường. Chuyện này sư phụ anh minh, sư thúc, ta rót chén trà cho người. Không Hổ thấy Mạc Phàm không so đo với anh ta, vội vàng ân cần rót trà cho Mạc Phàm. Bất Linh sư tỷ cảm thấy thế nào? Mạc Phàm không để ý tới Không Hổ, hỏi. Bất Linh lau miệng, chừng Không Hổ một cái. Tiểu Hổ tử, đã tới giờ Tiểu Bạch tắm rửa, con đi tắm cho Tiểu Bạch đi. Cẩn thận đừng để bị Tiểu Bạch ăn mất. Không Hổ đặt ấm trà xuống, khóc không ra nước mắt cõng hồ lô đi ra ngoài. Vừa rồi anh ta nói giết con thiên nga trắng kia làm đồ ăn, hiện giờ tắm rửa cho con thiên nga trắng sẽ có kết cục gì có thể nghĩ được. Người đi giúp đi, Vô Kỳ. Mạc Phàm vẫy tay với Mạnh Vô Kỳ, nói. Vô Kỳ cúi người hành lễ với Bất Linh, lúc này mới rời đi. Trong phòng, chỉ còn Mạc Phàm và Bất Linh. Vì sao đệ đối xử tốt với ta như vậy? Bất Linh do dự một lát, hỏi. Đúng là cô rất cố chấp với luyện khí, thiên tính đơn giản, nhưng không phải kẻ ngốc. Vừa rồi không cần Không Hổ mở miệng, cô cũng phải hỏi rõ mới nói. Mạc Phàm bưng chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Ta cảm thấy sau này Bất Linh sư tỷ có thể luyện thành tiên khí. Chỉ vậy thôi sao? Bất Linh nhướng mày, đoạt lấy trà trong tay Mạc Phàm, uống một ngụm nói. Chỉ như vậy. Đệ có tiên khí, để ta hỏi nó, nếu nó cũng cho rằng đệ nói thật, ta đồng ý với đệ, hơn nữa nếu đệ cung cấp bán tiên khí và tiên khí cho ta theo lời đệ nói, nếu sau này ta có thể luyện chế bán tiên khí, ta sẽ tạo ra một kiện bán tiên khí cho đệ, nếu ta có thể luyện chế tiên khí, ta sẽ luyện chế một kiện cho đệ, nguyên liệu đều do đệ cung cấp, La Thiên Đại Trận là tặng kèm, trong vòng 3 ngày, ta sẽ dựng xong giúp đệ. Bất Linh vươn một tay ra, điểm lên mi tâm Mạc Phàm nói. So với con người, cô càng tin bảo khí hơn. Lúc trước cô ngửi được, trên người Mạc Phàm có tiên khí. Mạc Phàm nhướng mày, trong mắt hiện lên bất ngờ. Ngọc kiếm vô phong có thể phong ấn tiên linh chi khí của tiên khí khổn thần, phần lớn cũng là tiên khí. Nhưng ngọc kiếm vô phong ở giữa nguyên anh của hắn, vẫn luôn ẩn rất kín, cho dù là lần trước ở Thương Ngô Sơn, hắn dùng ngọc kiếm vô phong làm trận nhãn, Mạnh Bất Đồng sư huynh đều không thể phát hiện. Bất Linh sư tỷ ngửi vài cái liền đoán được, thiên tài luyện khí đúng là thiên tài. Có thể. Ý niệm của hắn vừa động, ngọc kiếm vô phong chậm rãi bay từ trong mi tâm hắn ra. Chuôi tiên khí này tên là vô phong, ta cũng không có biện pháp khống chế, sư tỷ cẩn thận một chút. Mạc Phàm đưa ngọc kiếm vô phong về phía Bất Linh. Phàm là tiên khí, đều như tiên khí khổn thần, có thể hóa thành hình người. Ngọc kiếm vô phong vẫn luôn thờ ơ với hắn. Chưa từng hóa thành hình người, hắn cũng không biết là vì sao, nhưng cũng chưa bao giờ để người khác dụng vào, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Đôi mắt của Bất Linh rất ngây thơ, bàn tay trắng nõn cẩn thận vươn về phía ngọc kiếm VP.
Tay cô đặt lên trên ngọc kiếm vô phong, quang mang màu xanh biếc lập tức tỏa từ trên ngọc kiếm vô phong ra. Tay cô mới tiếp xúc ngọc kiếm vô phong, trong đôi mắt cô lập tức lóe lên quang mang màu xanh biếc như ngọc kiếm vô phong. Một lát sau, trên ngọc kiếm vô phong chớp lóe thanh quang, biến mất trong mi tâm của Mạc Phàm. Bất Linh sư tỷ nhắm mắt rồi mở mắt ra, thanh quang ở trong mắt đã thu lại. Thế nào? Mạc Phàm hỏi. Thành Giao, đệ muốn chỉnh mấy sư huynh sư tỷ ở gần đây đúng không? Bất Linh nghĩ một lát, hỏi. Xem như là vậy. Mạc Phàm không phủ nhận, nói, ba ngày, phủ đệ của bọn họ sẽ tàn hơn phủ đệ của đệ bây giờ, nhưng mà... Bất Linh nói chắc chắn. Bất Linh sư tỷ cứ nói. Mạc Phàm nhướn mày nói. Bán tiên khí, đệ cho ta, tự ta sẽ phá giải, không cần đệ phá giải giúp ta. Bất Linh nói. Tất nhiên là cô biết mục đích Mạc Phàm mở bán tiên khí giúp cô, bán tiên khí được mở ra hoàn toàn, tương đương Mạc Phàm đang giúp cô quen thuộc bán tiên khí. Cô muốn biết bán tiên khí đơn giản hơn nhiều, nhưng đây là Mạc Phàm cho cô, không phải của cô. Cô nhất định phải tự mình phá giải chút một, sau đó lại ráp hoàn chỉnh. Cho sư tỷ. Ngón tay của Mạc Phàm sáng lên, bán tiên khí hình khiên xuất hiện trong tay hắn, hắn ném cho Bất Linh. Trên người đệ nhiều bán tiên khí thật, ở đâu ra thế? Bất Linh cầm tấm khiên, nhìn chằm chằm nhẫn của Mạc Phàm nói. Trong nhẫn của Mạc Phàm, có ít nhất 10 kiện bán tiên khí. 3 năm sau, bí cảnh đó sẽ mở lần nữa, ta sẽ dẫn sư tỷ đi vào, tự sư tỷ chuẩn bị pháp khí thiên bảo. Mạc Phàm thản nhiên nói. Được, ta đi làm việc đây. Bất Linh lên tiếng, xoay người biến mất. Âm thanh gõ gõ đập đập, nhanh chóng vang lên trong sân. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, không để ý tới bọn họ, dọc theo nước suối chảy xuống đi tới phía trên thác nước. La Thiên đại trận chưa thành, tạm thời nơi này không thích hợp tu luyện, nhân dịp này, hắn sẽ tham ngộ thiên địa huyền sách. Đây là lợi khí để hắn đề thăng chiến lực, nhất định phải tham ngộ đủ trước đại bỉ. Hắn lấy hộp ngọc chứa thiên địa huyền sách ra, ngồi. Khoanh chân. Hắn mở hộp ngọc đựng thiên địa huyền sách ra, rồi lấy một ngọc bài long phượng, rót thần thức vào bên trong. Thần thức của hắn vừa rót vào bên trong, ngọc bội long phượng hóa thành một đạo thanh quang, biến mất vào trong mi tâm của hắn, tiến vào trong thức hải của hắn. Dầm một tiếng, ngọc bài đến trong thức hải của hắn, trực tiếp nứt toác ra, hóa thành vô số ký hiệu đặc biệt. Những ký hiệu này xếp thành hàng trong thức hải của hắn, không ngừng lưu động. Hửm. Mạc Phàm nhướn mày, trong mắt lộ ra chút bất ngờ. Thông thường, đa số loại ngọc phù truyền công là dung khí. Cho dù là nguyên liệu đặc biệt, cũng không khác mấy. Nhưng thiên địa huyền sách giống như rất khác, ngọc bài này giống như là thiên địa huyền sách hợp thành ngọc bài. Không phải là hắn chưa từng thấy, hắn tu luyện công pháp tạo hóa môn là như vậy, mỗi một công pháp đều có một ấn ký. Chỉ cần một người tu luyện công pháp này, thì không có người thứ hai tu luyện. Trừ phi người kia chết, công pháp mới có thể hóa thành hình ngọc bài lần nữa, tìm kiếm người có duyên kế tiếp. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, toàn bộ thần thức phóng vào trong những ký hiệu. Một lát sau, lông mày hắn nhíu lại. Hắn ở tu chân giới 500 năm, coi như là kiến thức rộng rãi, biết không ít loại ngôn ngữ. Nhưng những ký hiệu này không phải bất luận văn tự nào mà hắn biết rõ. Nếu là như vậy, cho dù hắn chiếm được thiên địa huyền sách cũng không có biện pháp tu luyện. Nhưng hắn cũng không sốt ruột. Thứ như thiên đạo huyền sách, uy lực rất nghịch thiên. Càng là thứ như vậy, càng không thể dùng văn tự và ký hiệu thông thường miêu tả. Lúc trước, lúc hắn đạt được thiên anh thánh thuật cũng từng hóa giải từng chữ một. Trong thức hải, một tay nguyên anh của Mạc Phàm vuốt cằm, cẩn thận nhìn chằm chằm những ký hiệu này. Một canh giờ qua đi, bỗng nhiên trước mắt hắn sáng lên. Không đúng. Nguyên anh của hắn vung tay lên. Những ký hiệu tự sắp thành hàng lập tức tách ra. Những ký hiệu này mở ra một phần, lúc này Mạc Phàm mới hơi nhếch miệng tươi cười. Hợp ký hiệu lại với nhau, một bên thì ngay ngắn, cứng cáp, có chút giống văn tự của thần tộc, một bên khác lại rất đẹp, mượt mà, có chút giống nữ thư của Phượng Hoàng nhất tộc. Văn tự kỳ lạ như vậy, hắn chưa từng thấy bao giờ. Nhưng sau khi tách một đám chữ ra, hắn nhận ra rồi. Lúc Thái Cổ, thiên địa tiên sinh cổ vu nhất tộc. Phụ tộc trải qua một thời gian phát triển, chậm rãi chia làm Nam Vu và Nữ Vu, Nam Vu thờ phụng Thái Dương, Nữ Vu lại thờ phụng Thái Âm. Bởi vì tín ngưỡng khác biệt, nên hình thành hai loại văn tự của Vu tộc cổ khác hoàn toàn. Tách ra hai loại văn tự,
một bên là văn tự của Nam Vu, bên còn lại là văn tự của Nữ Vu. Hắn chưa từng thấy văn tự của Vu tộc trước Nam Vu và Nữ Vu là gì, không biết văn tự của Nam Vu và Nữ Vu khi phá vỡ. Nhưng nội dung của Thiên Địa Huyền Sách phá gỡ ra, hắn liền nhận ra, như vậy đủ rồi. Ý niệm của hắn vừa động, những ký hiệu này lại biến thành bộ dạng ban đầu. Một tay của hắn vươn ra, những văn tự của Nữ Vu tộc ở bên phải lần lượt biến thành văn tự của Nam Vu tộc. Một vùng kinh văn huyền ảo lập tức xuất hiện trong thức hải của hắn. Mạc Phàm không sốt ruột, ghi nhớ hai quyển kinh văn. Bàn tay của hắn vung lên, kinh văn lại biến thành bộ dạng ban đầu. Sau đó hắn biến tất cả kinh văn thành văn tự của Nữ Vu, lông mày nhíu lại. Tuy chỉ biến toàn bộ văn tự thành văn tự của Nam Vu và Nữ Vu, nhưng kinh văn phiên dịch ra có chút khác. Như vậy phiền phức rồi. Kinh văn phiên dịch ra thường sẽ lệch lạc, nếu cố chấp tu luyện sẽ dẫn tới chuyện vô cùng đáng sợ xảy ra. Không thể lĩnh hội chân đế trong đó là nhỏ, rất có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Hắn vận khởi diễn thiên thần quyết, cẩn thận thôi diễn hai quyển kinh văn. Diễn thiên thần quyết không chỉ tu luyện thần thức, cũng là một số đạo pháp của thiên đạo thử kim thạch. Nếu có vấn đề, diễn thiên thần quyết có thể thôi diễn vấn đề trong đó. Một canh giờ sau, lúc này hắn mới dừng lại. Dựa theo diễn thiên thần quyết thôi diễn, hai bộ kinh thư đều không có vấn đề gì. Hắn do dự một lát, liền vận chuyển thái âm và thái dương chi khí theo kinh văn. Rất nhanh, hắn phát hiện ra một vấn đề khác. Thái dương chi khí của hắn không có biện pháp sử dụng kinh văn được phiên dịch từ văn tự của Nữ Vu ra, trái lại cũng vậy. Nhận thấy được điểm này, hắn hơi thở phào nhẹ nhõm. Diễn thiên thần quyết suy tính ra hai bộ kinh thư này không có vấn đề, âm dương nhị khí không thể dùng lẫn lộn, khả năng tu luyện được hai bộ kinh thư này là rất cao. Tuy không giống nhau, nhưng ít nhất không lãng phí đạt được thiên địa huyền sách. Thử uy lực của hai bộ kinh thư này một lần xem. Hắn dùng thái dương chi khí vận hành một vòng theo những lời trong kinh văn, ngón tay khẽ búng ra, thái dương chi khí màu vàng hóa thành một phù văn chi kiếm bắn ra. Cách chỗ Mạc Phàm không xa là một khối cự thạch cao cỡ hai người, trực tiếp hòa tan thành nham thạch nóng chảy. Hắn dùng thái âm chi khí vận hành văn tự của Nữ Vu, một đạo kình khí màu đen ngưng tụ thành phù văn bay ra, bắn lên trên tảng đá vừa rồi vẫn còn rất to. Hòn đá màu đen kia, lặng yên không tiếng động biến mất. Thấy một màn này, Mạc Phàm nhướng mày, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Đây không phải là lần đầu tiên hắn sử dụng thái dương chi khí, đạo thái dương chi khí vừa rồi, có thể xuyên thủng tảng đá đã không tệ. Tuy thái âm chi khí mạnh hơn thái dương chi khí một chút, nhưng cũng là một đạo kình khí, sẽ không chênh lệch quá nhiều. Nhưng trải qua kinh văn gia tăng, vậy mà ăn mòn một tảng đá hoàn chỉnh, uy lực gia tăng không phải một hai lần. Hắn mới tham ngộ được một phần rất nhỏ. Nếu tham ngộ hoàn toàn, nên có uy lực gì? Hắn cũng không biết vì sao thiên địa huyền sách sẽ như vậy, nhưng không thể nghi ngờ hắn nhặt được bảo rồi, thiên địa huyền sách vốn là phù văn, đợi hắn gặp được sư phụ hoặc vô phong sư thúc lại thỉnh giáo cũng không muộn. Bọn họ đều là lão quái vật sống lâu rồi, nói không chừng sẽ nhận ra văn tự này. Nhưng mà trước mắt, hắn chỉ cần tham ngộ hai quyển kinh văn hoàn toàn là được. Hai loại kinh văn này gia tăng uy lực cho thái dương và thái âm chi khí. Như vậy đủ rồi. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, hai mắt nhắm chặt, tinh thần một phân thành hai, bắt đầu cùng tham ngộ hai quyển kinh văn. Kinh văn phức tạp dần sáng rõ dưới phân tích của diễn thiên thần quyết. Ba ngày sau, Mạc Phàm còn đang tham ngộ hai quyển kinh văn. Bất chợt một cơn gió thổi qua, mấy bóng người xuất hiện bốn phía Mạc Phàm. Bóng người này không phải ai khác, đúng là đám nam tử họ Phùng và nữ tử họ Liễu tới phủ đệ của Mạc Phàm lúc trước. Bọn họ vây quanh Mạc Phàm, vẻ mặt đầy châm chọc. Đây không phải là Mạc sư đệ sao, không phải phủ đệ của Mạc sư đệ có phòng tu luyện ư, sao chạy tới thác nước tu luyện rồi, là cảm thấy linh khí quá loãng à, như vậy đệ có thể nói với bọn ta, phòng tu luyện của bọn ta không chỉ có linh khí nồng đậm, còn để trống nữa. Phùng sư huynh, phòng tu luyện của huynh, chỉ sợ Mạc sư đệ chướng mắt ấy chứ. Mỹ nữ họ Liễu nói với vẻ khinh thường. Nói cũng đúng. Mạc sư đệ tìm bất linh sư muội tới đây, chỉ sợ không lâu sau, linh khí đều chạy hết về chỗ Mạc sư đệ rồi. Nam tử họ Phùng cười nói. Gần đây bất linh luôn gõ gõ đập đập ở phủ đệ của Mạc Phàm, sao bọn họ có thể không phát hiện ra? Xem ra, chúng ta sắp xong đời rồi. Những người khác cũng cười nói. Những lời này vừa vang lên, xung quanh lập tức tràn đầy tiếng cười. Trong mấy người,
Mạc Phàm mở mắt ra, liếc mắt nhìn đám người một cái. Phùng sư huynh, Liễu sư tỷ, hai người rảnh rỗi thật, thậm chí có thời gian quấy rầy ta tu luyện, niên khóa của mọi người làm xong rồi à, thiếu chút nữa quên mất, mọi người không cần làm niên khóa. Mạc Phàm thản nhiên nói, đứng dậy khỏi thác nước. Mỗi đệ tử của Thần Nông Tông đều phải làm một số nhiệm vụ, ví dụ như đệ tử của Vô Hỏa Phong phải luyện chế lượng lớn dược, Vô Đan Phong là đan dược, Vô Cực Phong là phải xuống núi cứu người. Nhưng đám phùng sư huynh thường để người khác hoàn thành, gần như chưa từng tự mình làm. Đệ biết thì tốt, đúng rồi, không phải ba ngày trước đệ bảo bọn ta suy nghĩ kỹ sao, bọn ta suy nghĩ kỹ rồi, bọn ta vẫn cảm thấy không thể điều chỉnh tụ linh trận, gần đây bỗng nhiên ta có cảm giác sắp đột phá, cần lượng lớn linh khí để đột phá. Nam tử họ Phùng cười nói, ta dưỡng linh thảo tới thời khắc quan trọng, cũng không thể. Mỹ nữ họ Liễu cũng nói, linh sủng mà ta dưỡng cũng sắp ra đời, cũng cần lượng lớn linh khí. Một người khác cười nói. Trên mặt đám người đều là trêu tức, tự tìm lý do đường hoàng cho mình. Tình hình là như vậy, cho nên tới thông báo cho Mạc sư đệ một chút, đợi lúc Mạc sư đệ dựng tụ linh trận phải cẩn thận chút, đừng bồi Liễu phu nhân hữu trạch binh. Nam tử họ Phùng mỉm cười nói. Khởi động tụ linh trận, nếu không đủ linh khí, sẽ cần không ít linh thạch thôi động. Như vậy không chỉ tụ linh trận bị hủy, những linh thạch này cũng lãng phí toàn bộ. Bọn họ không điều chỉnh cường độ tụ linh của tụ linh trận, Mạc Phàm dùng tụ linh trận cũng không được, trừ phi Mạc Phàm có một tòa linh sơn có thể tiêu hao. Bởi vì chỉ khi tụ linh trận khởi động hoàn toàn, mới có thể đối đầu với tụ linh trận của bọn họ. Mà quá trình này, cần tiêu hao lượng lớn linh thạch. Mạc Phàm nhìn thoáng qua phủ đệ của hắn, trên đỉnh chính sảnh. Không hổ đang phóng nhập trận bàn cỡ cái thất ở không trung dưới sự chỉ huy của Bất Linh, chậm rãi thổi về phía trước, cuối cùng đứng trên cao 100 mét. Theo trận bàn được đặt, hào quang màu bạc sáng lên trên trận bàn, lan tràn ra xung quanh. Hào quang màu bạc tới chỗ nào, một đám trận bàn được đặt trong không trung và trận văn được khắc trên kiến trúc sáng lên, hình thành một đồ án như tinh hải, bao phủ trên không phủ đệ. Mạc Phàm thấy một màn này, khẽ gật đầu. Thiên tài đúng là có tư thế của thiên tài, không sai một chút nào, hiện giờ Bất Linh sư tỷ còn chưa nổi tiếng, nhưng phương diện luyện khí kiện trận đã rất kinh người. Hắn bảo Bất Linh sư tỷ dựng La Thiên đại trận cho hắn, Bất Linh sư tỷ lại dựng La Thiên đại tế cho hắn, tuy khác một chữ, nhưng độ khó tăng lên nhiều. Cùng là trận pháp, đệ tử khác ở Thần Nông Tông cần 20 ngày, chất lượng chưa chắc đã tốt. Hắn cũng cần 10 ngày, nhưng Bất Linh sư tỷ chỉ cần 3 ngày. Phùng sư huynh, Liễu sư tỷ, nếu không còn chuyện gì khác, ta về trước đây. Mạc Phàm thản nhiên nói. Đừng gấp như vậy, tụ linh trận của đệ thành, còn là Bất Linh sư muội ra tay, chẳng lẽ đệ không mời bọn ta cùng xem sao? Mỹ nữ họ Liễu thấy Mạc Phàm định rời đi, cười âm hiểm nói. Mạc Phàm dựng tụ linh trận xong, đặt một số linh thạch, sẽ bắt đầu khởi động. Trường hợp như vậy, sao bọn họ có thể bỏ qua, tất nhiên là phải đi quan sát. Mấy vị sư huynh muội, mọi người cảm thấy thế nào, muốn qua đó nhìn không? Nữ tử họ Liễu cười hỏi. Chuyện phải xem Mạc sư đệ, nếu Mạc sư đệ không thấy chúng ta quá quấy rầy, đương nhiên chúng ta không có vấn đề, nếu La Thiên đại tế của Mạc sư đệ có thể vận chuyển, tất nhiên không thể tốt hơn, chuyện này coi như là giải quyết hoàn mỹ rồi. Nam tử họ Phùng nhìn Mạc Phàm, cười nói. Tuy ông ta không phải đệ tử của Vô Khí Phong, nhưng có biết một chút về trận pháp. Trận pháp mà Bất Linh bố trí cho Mạc Phàm, tất nhiên là ông ta nhận ra được. Trận pháp này vận chuyển, tất nhiên có thể đối kháng với bọn họ, nhưng muốn vận chuyển được, khó hơn tụ linh trận thông thường nhiều. Mưu đồ của Mạc Phàm không nhỏ, khả năng bị quất ngã cao hơn rồi. Không sai, không biết Mạc sư đệ có hoan nghênh bọn ta không? Những người khác phụ họa theo. Mạc Phàm nhíu mày, sau đó lông mày giãn ra. Nếu mọi người muốn đi, thì đi cùng đi. Hắn vốn không có hứng thú dẫn bọn họ đi cùng, nhưng mấy người này muốn nhìn, vậy mở to mắt ra mà nhìn. Nói xong, hắn đi về phủ đệ dọc theo thác nước. Đám nam tử họ Phùng cười đắc ý, theo sát phía sau. Chỉ trong phút chốc, mấy người đã tới phủ đệ của Mạc Phàm, Bất Linh dẫn Mạnh Vô Kỳ và Không Hổ đi tới. Đây là lệnh bài phủ đệ này của đệ, ta đã đổi giúp đệ rồi, đệ có thể khống chế trận pháp trong phủ thông qua lệnh bài này, cho ta linh thạch, ta đặt vào giúp đệ. Phủ đệ này hẳn là có thể khôi phục nguyên dạng rồi. Bất Linh đưa lệnh bài cho Mạc Phàm, sau đó vươn một tay ra. Đúng rồi, tốt nhất là linh thạch phẩm chất tốt một chút,
nếu không khó mà vận chuyển được. Bất Linh nói xong bổ sung thêm một câu. Cô mới nói xong, tươi cười lập tức xuất hiện trên mặt đám nam tử họ Phùng. Từng tháng Thần Nông Tông đều phát một số linh thạch cho đệ tử, số lượng nhiều hơn những tông phái khác nhiều, nhưng không đủ để mình tu luyện. Có khả năng cần tích lũy rất lâu, mới đạt được lượng lớn linh thạch. Cho dù có linh thạch phẩm chất tốt, cũng chưa chắc nỡ lấy ra dùng. Trái lại bọn họ không có vấn đề gì, tổ tông của bọn họ đều ở Thần Nông Tông, linh khí loại này thì khỏi phải nói, Mạc Phàm là một người từ hạ giới tới, thì có vẻ khó khăn rồi. Sở dĩ bọn họ không cần làm niên khóa, là vì có người như Mạc Phàm làm giúp bọn họ chỉ cần trả một số linh thạch là được. Mạc Phàm cười nhạt, cất lệnh bài đi. Đồng thời, một bảo dương hình vuông xuất hiện trước người hắn. Bất Linh sư tỷ xem những thứ này đủ không? Mở dương ra, bên trong có một đám hộp ngọc nhỏ, trong mỗi hộp ngọc nhỏ có đặt một cục đá. Những tảng đá này không tính là quá to, to nhất thì bằng nắm tay, nhỏ nhất thì như hạt táo, nhưng linh khí kinh người tỏa từ trong tảng đá ra. Nhìn thấy những tảng đá này, đám nam tử họ Phùng lập tức sửng sốt. Bọn họ không nhận ra hết những tảng đá này, nhưng nhận ra được mấy tảng đá có giá trị trên vạn linh thạch cao cấp. Cho dù có nhiều linh thạch như vậy, bình thường cũng khó mà mua được, mà Mạc Phàm có hẳn một dương. Đây là Mạc Phàm tiện tay lấy ra, không biết trong nhẫn chữ vật của hắn còn bao nhiêu. Tiểu tử này có lai lịch gì, mà nhiều bảo vật như thế. Những thứ này có thể lấy mấy cục đặt ở nơi quan trọng, để có thứ cấp thấp hơn không? Trước mắt Bất Linh sáng lên, không chút khách sáo cất cái dương của Mạc Phàm đi, nói. Cấp thấp một chút sao, thực sự không có. Mạc Phàm lộ ra chút khó xử. Ở đây, đám nam tử họ Phùng không biết phải nói gì. Chuyện này. Vậy mà Mạc Phàm không có linh thạch cấp thấp, những lời này giống như cái tát tát mạnh vào mặt bọn họ, gương mặt mấy người nóng rát. Tuy tổ tiên của bọn họ ở Thần Nông Tông, nhưng không có biện pháp như Mạc Phàm, lấy ra một dương bảo thạch vô giá. Phô Kỳ, trên người ngươi có linh thạch cấp thấp không? Mạc Phàm hỏi. Hắn tiến vào Hàn Ly Huyền Thiên Cảnh, chỉ lựa chọn thứ vừa mắt, những linh thạch thông thường, hắn vốn không đi thu thập, cho nên muốn cấp thấp hơn hắn thật sự không có. Công tử, đây có tính là cấp thấp không, chỗ của ta chỉ có loại này, thấp hơn nữa cũng không có. Mạnh Vô Kỳ lấy một cái dương, mở dương ra, bên trong là linh thạch cao phẩm thuần một màu. Linh thạch trên người anh ta đều là Mạc Phàm cho, để anh ta mua linh dược linh thảo và các loại nguyên liệu, cấp thấp đã sớm xài hết. Chỉ còn loại linh thạch cao phẩm. Mạnh Vô Kỳ vừa nói xong, sắc mặt đám nam tử họ Phùng lại xanh đỏ bất định. Mạc Phàm lấy một dương bảo thạch ra, vậy mà môn đồng của Mạc Phàm cũng lấy ra linh thạch cao phẩm, còn không có loại cấp thấp hơn. Ngay cả môn đồng của Mạc Phàm cũng giàu có hơn bọn họ. Dạo này, linh thạch đáng tiền như vậy sao? Mỹ nữ họ Liễu ngầm nói. Trong La Thiên Đại Tế bỏ thêm linh thạch vào, chỉ cần có thể khởi động trận pháp là được, một khi khởi động. La Thiên Đại Tế có thể tự cấp, bỏ vào thứ gì cũng lãng phí. Vốn chỉ cần mấy viên linh thạch cao phẩm và một số linh thạch trung phẩm được rồi, kết quả thành ra như vậy. Thôi, không làm khó hai người nữa, tuy những thứ này hơi lãng phí, nhưng tốt hơn là dùng mấy thứ vừa rồi. Bất Linh không bất ngờ, nói. Mạc Phàm có thể đưa cho cô bán tiên khí, trên người còn nhiều bán tiên khí và một kiện tiên khí, lấy ra thứ này cũng không kỳ lạ. Tiểu Hổ, thùng này là của con. Con đi bố trí bên ngoài, tiêu dùng tiết kiệm, đừng lãng phí, ta đi bố trí trung tâm. Bất Linh chỉ dương trước người Mạnh Vô Kỳ, nói với Không Hổ. Không Hổ ngầm hiểu, ôm dương kia đi bố trí linh thạch. Bất Linh thì lắc mình một cái, bố trí ở vị trí trung tâm. Không lâu sau, hai người liền trở về, nhưng không có ý trả lại dương. Đã bố trí xong cả rồi, để có thể thử xem vận chuyển hay không. Mạc Phàm hơi nhếch miệng. Không để những linh thạch này ở trong lòng, lấy một khối lệnh bài ra, muốn rót linh khí vào bên trong. Mạc sư đệ nên cẩn thận một chút, lần đầu tiên vận hành La Thiên Đại Tế rất quan trọng, không cẩn thận, ba ngày của Bất Linh sư muội và đám linh thạch đều uổng phí mất. Nam tử họ Phùng thấy Mạc Phàm muốn khởi động La Thiên Đại Tế, híp mắt nhắc nhở. Mạc Phàm lấy nhiều linh thạch ra thì thế nào, nếu không thể vận hành được, tất cả đều là uổng phí. Khi nói chuyện, ông ta ngầm lấy lệnh bài của mình ra, đánh một pháp ấn vào bên trong. Ở nơi xa, tụ linh trận ở phủ đệ của ông ta lập tức sáng tới cực hạn, lượng lớn linh khí ở xung quanh bị quấn vào bên trong. Linh khí ở phủ đệ Mạc Phàm, trong chớp mắt loãng hơn.
Mỹ nữ họ Liễu như nhận ra được hành động của nam tử họ Phùng, cũng khai triển tụ linh trận ở phủ đệ cô ta tới mức tối đa. Mạc Phàm vô duyên vô cớ vả mặt bọn họ hai lần, đâu đơn giản như vậy. Tụ linh trận của bọn họ vận chuyển càng nhanh, tương đương với gió xung quanh càng lớn, Mạc Phàm muốn khởi động La Thiên Đại Tế càng khó. Sắc mặt bất linh và không hổ thay đổi, không nói gì thêm. Nơi này gần với phủ đệ của nam tử họ Phùng và mỹ nữ họ Liễu, linh khí đã xảy ra biến hóa, tất nhiên là hai bọn họ cảm nhận được trước tiên, nhưng biết rõ là nguyên nhân gì. Mạc Phàm nhíu mày, dừng lại. Phùng sư huynh, tu vi của ta thấp hơn một chút, có khả năng linh khí không đủ để khởi động La Thiên Đại Tế, có thể mời huynh khởi động La Thiên Đại Tế giúp ta hay không, nếu có thể, tảng đá này là phí dịch vụ của Phùng sư huynh. Mạc Phàm lấy một tảng đá màu đỏ ra nói. Tảng đá này to bằng nắm tay, tự thành hình hỏa diễm đỏ như máu thiêu đốt hừng hực phía trên. Huyết diễm thạch. Nam tử họ Phùng nhướn mày, kêu lên. Bảo thạch thuộc tính hỏa, không chỉ có thể trợ giúp tiến hóa huyết mạch, cũng có lợi rất lớn với thần thể. Năm trước, trong một phòng đấu giá nhỏ ở ngoài Thần Nông Tông, một viên huyết diễm thạch chỉ to bằng nửa viên trong tay Mạc Phàm, bán với giá 1 vạn linh thạch cao phẩm, viên trong tay Mạc Phàm không được 10 vạn, cũng đáng 5 vạn linh thạch cao phẩm. Có thể thì có thể, nhưng đệ không sợ ta không cẩn thận, phá hỏng La Thiên Đại Tế này của đệ sao, dù sao đây là lần đầu tiên khởi động, trên trận pháp có chỗ thiếu hụt cũng là có khả năng. Trong mắt nam tử họ Phùng lóe lên tinh quang, nói. Phùng sư huynh cứ rót linh khí vào bên trong là được, nếu trận pháp có chỗ thiếu hụt, vậy không thể oán trách Phùng sư huynh. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chuyện này không thành vấn đề, mạch sư đệ yên tâm 100%. Chiến lực của sư huynh ta không được tốt lắm, nhưng có đủ linh khí. Nam tử họ Phùng cười nói. Mạc Phàm để ông ta giúp khởi động La Thiên Đại Tế, còn trả cho ông ta một viên huyết diễm thạch, loại chuyện tốt này đi đâu tìm đây? Ngoài ra trận pháp thất bại cũng không liên quan tới ông ta, vậy thì quá tốt rồi. Để La Thiên Đại Tế khởi động thất bại, tương đương ông ta tự tay giáo huấn Mạc Phàm. Bên cạnh nam tử họ Phùng, những người khác cũng cười khẽ, biểu cảm rất đắc ý. Nhưng nếu La Thiên Đại Tế khởi động, dẫn đến mấy phủ đệ khác xảy ra vấn đề gì, vậy mong Phùng sư huynh và mấy vị không trách tội. Mạc Phàm lại nói tiếp. Hắn vốn chỉ định khôi phục linh khí trong phủ đệ, nếu thái độ của những người này tốt hơn một chút, hắn hoàn toàn không cần làm thế. Thiên tài địa bảo trong tay hắn, cho dù không rút linh khí ở bên ngoài, cũng đủ khiến linh khí ở cả phủ đệ vô cùng nồng đậm. Nhưng nếu những sư huynh sư tỷ này như thế, vậy đừng trách hắn ra tay quá tàn nhẫn. Chuyện này, nam tử họ Phùng nhíu mày, trong mắt hiện lên sắc lạnh, ánh mắt nhìn Mạc Phàm thay đổi không ít. Vừa rồi ông ta còn thấy kỳ lạ, sao bỗng nhiên Mạc Phàm chịu thua, còn để ông ta giúp đỡ, lại tặng quà. Ông ta vốn tưởng rằng Mạc Phàm muốn tìm một bậc thềm, có ai ngờ Mạc Phàm lại đánh chủ ý này, trái lại ông ta xem thường Mạc Phàm rồi. Ta không thành vấn đề, mọi người thì sao? Nam tử họ Phùng cười lạnh lùng, hỏi mấy người bên cạnh. Ta cũng không có vấn đề. Nữ tử họ Liễu không chút nghĩ ngợi, nói. Chuyện này vốn là ầm ĩ nhỏ, bây giờ càng ngày càng hay rồi. Mấy người khác do dự, cũng gật đầu. Nam tử họ Phùng thấy không ai phản đối, mỉm cười, nhìn về phía Mạc Phàm. Được rồi, cứ định như vậy đi, nếu sau khi La Thiên Đại Tế khởi động xong bị hủy, không liên quan tới bọn ta, tụ linh trận của bọn ta xảy ra vấn đề, cũng không liên quan tới đệ. Có thể. Phùng sư huynh có thể bắt đầu rồi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, đưa lệnh bài cho nam tử họ Phùng. Được. Nam tử họ Phùng nhận lệnh bài, khóe miệng hơi nhếch lên, linh khí chậm rãi rót vào bên trong. Xung quanh, ngoại trừ bất linh mở từng cái dương lấy được chỗ Mạc Phàm ra, những người khác đều nhìn về phía La Thiên Đại Tế. Nam tử họ Phùng rót linh khí vào bên trong, chỗ bất linh và không hổ bố trí linh thạch lúc trước, từng đạo cột sáng kích thước không đồng nhất phóng lên trời. Trên không phủ đệ, trận bàn và trận pháp tạo thành đồ án hình tinh vực đạt được linh khí bổ sung, hào quang sáng hơn trước không ít, chậm rãi chuyển động. Theo tinh vực chuyển động, linh khí trong linh thạch được rút đi, tụ tập vào trong trận pháp. Chỉ trong phút chốc, một đám linh khí ngưng tụ thành viên cầu xuất hiện trên trận bàn. Những viên cầu này lớn nhỏ không đều, trên trận bàn chính lớn hơn nhiều, xung quanh thì chỉ cỡ ngón cái, trôi nổi quanh trận bàn. Nam tử họ Phùng nhìn thấy những viên cầu này, khóe miệng hơi nhếch lên, linh khí không hề giữ lại rót vào trong lệnh bài. Linh khí trong linh thạch chỉ dùng để thôi động tụ linh trận,
bình thường sẽ không xảy ra vấn đề. Xảy ra vấn đề chân chính, là tụ linh trận hấp thu linh khí ở xung quanh. Nhìn xem rốt cuộc La Thiên Đại Tế này có bản lĩnh, có thể cướp được linh khí dưới tay bọn họ hay không. Ông ta rót linh khí vào, hào quang trên trận bàn của La Thiên Đại Tế đột nhiên sáng gấp bội, tốc độ chuyển giao của tinh vực kia cũng bạo tăng. Nếu lúc trước là đi thong thả làm nóng người, bây giờ là tiến lên 100 mét, một cơn lốc xoáy nhanh chóng xuất hiện trên không La Thiên Đại Tế, khiến dẫn linh khí xung quanh vào trong trận pháp. La Thiên Đại Tế vừa vận chuyển, tụ linh trận ở gần đó như nhận ra được khác thường, cũng sáng lên theo. Mấy tụ linh trận cùng sáng lên, linh khí chia 5 x 7, rất nhanh bị chia cắt không còn, La Thiên Đại Tế của Mạc Phàm không lấy được chút linh khí nào. Nam tử họ Phùng thấy một màn này, khóe miệng hơi nhếch lên. Quả nhiên như bọn họ dự liệu, La Thiên Đại Tế không rút được chút linh khí nào. Cứ tiếp tục như thế mới đầu thì không sao, La Thiên Đại Tế còn hấp thu linh khí trong linh thạch của Mạc Phàm, không đến mức bị hủy đi. Nhưng thời gian lâu hơn, linh khí trong linh thạch bị hấp thu không còn, La Thiên Đại Tế sẽ tự tan vỡ. Mạc sư đệ, hình như La Thiên Đại Tế không chịu được lâu đâu, còn cần tiếp tục không, hiện giờ dừng lại vẫn kịp. Nam tử họ Phùng đắc ý, nghiêng đầu hỏi Mạc Phàm. Nhìn như là tốt bụng, nhưng trong mắt tràn đầy trào phúng. Mạnh Vô Kỳ ở bên cạnh chau mày, trong mắt hiện lên giận dữ. Anh ta không biết ai hủy tụ linh trận của phủ đệ, nhưng không thể thoát khỏi liên quan tới những người này. Đám người này rút linh khí trong phủ đệ, còn giáp mặt khiêu khích như thế, đúng là khinh người quá đáng. Phùng sư huynh cứ tiếp tục đi. Mạc Phàm nói với vẻ hờ hững. Được. Nam tử họ Phùng cười khẽ, linh khí càng không kiêng nể rót vào bên trong. Hào quang trên La Thiên Đại Tế càng sáng hơn nhiều, tốc độ cũng nhanh gấp đôi, gió xoáy cũng xuất hiện ở bốn phía. Nhưng giống như vừa rồi, dưới chống đỡ của tụ linh trận trong mấy phủ đệ xung quanh, La Thiên Đại Tế không rút được mấy linh khí. Cho dù thỉnh thoảng lấy được một chút, còn chưa đủ cho La Thiên Đại Tế vận chuyển tiêu hao linh khí. Không lâu sau, một cột sáng trùng thiên lóe lên vài cái, sau đó tắt hoàn toàn. Lần này nam tử họ Phùng không hỏi nhiều nữa, chỉ cười nhìn thoáng qua Mạc Phàm vô cùng bình tĩnh, tiếp tục rót linh khí vào trong lệnh bài. Chỉ trong phút chốc, toàn bộ những cột sáng ở xung quanh tắt hết, chỉ còn lại một số cột sáng ở giữa vẫn duy trì. Lần này không chỉ Mạnh Vô Kỳ không bình tĩnh, ngay cả Không Hổ cũng ngồi không yên. Còn tiếp tục như vậy, thật sự hỏng mất. La Thiên Đại Tế hiện giờ gần như tương đương với đốt không, cho dù là ở giữa khảm mấy chục viên bảo thạch cực phẩm cũng không chịu nổi được vận chuyển của La Thiên Đại Tế. Sư phụ, sư phụ. Anh ta kéo áo sư phụ, nhỏ giọng nói. La Thiên Đại Tế này là sư phụ anh ta dựng, nếu để hủy đi, không chỉ lãng phí nhiều đồ của Mạc Phàm như vậy, còn khiến nam tử họ Phùng giáo huấn được Mạc Phàm. Bất Linh đang cầm một tảng đá ở giữa có nhánh hỏa diễm cháy sáng, bị Không Hổ lôi kéo, lông mày cô nhíu lại, nhìn thoáng qua La Thiên Đại Tế. Gần được rồi, đợi lát nữa sẽ tốt hơn. Bất Linh sư muội, muội nói gần được rồi là sao? Nam tử họ Phùng hơi nhếch miệng, cười hỏi. Thêm một lát nữa, những tụ linh trận của mọi người sẽ gần xong đời, linh khí có thể được nạp đến rồi. Bất Linh lấy một chiếc khăn tay ra xoa tảng đá trong tay, sau đó bỏ vào hộp, cất vào trong nhẫn chữ vật của mình. Vậy sao? Nam tử họ Phùng lắc đầu. Ông ta còn tưởng Bất Linh muốn nói gì, hóa ra chỉ là như vậy. Tụ linh trận của bọn họ xong đời, sao có chuyện này được? Trái lại mới đúng, La Thiên Đại Tế này của Mạc Phàm, sắp chơi xong rồi. Phùng sư huynh, huynh rót thêm chút linh khí vào thử xem, cần khoảng 3 phút. Bất Linh thấy nam tử họ Phùng không tin, bĩu môi nói. 3 phút, được. Trái lại ta muốn xem trận pháp này của Bất Linh sư muội, sau 3 phút nữa, có thể làm hỏng tụ linh trận của bọn ta hay không? Nam tử họ Phùng cười nói. Ý niệm của ông ta vừa động, linh khí cuồn cuộn rót vào trong lệnh bài. 3 phút sau, mấy cột sáng ở giữa La Thiên Đại Tế cũng lần lượt tắt đi. La Thiên Đại Tế vốn vận chuyển với tốc độ cao không còn linh khí hấp thu, bỗng nhiên dừng lại. Vòng xoáy ở giữa bầu trời lại mở ra tán loạn. Thấy một màn này, nam tử họ Phùng dừng vận chuyển linh khí, nhếch miệng cười với đám mỹ nữ họ Liễu, nhìn về phía Mạc Phàm và Bất Linh. Mạc sư đệ, Bất Linh sư muội, hình như La Thiên Đại Tế này hỏng rồi, đúng là đáng tiếc. Nam tử họ Phùng mỉm cười nói. Bên cạnh Mạc Phàm, sắc mặt Mạnh Vô Kỳ và Không Hổ lập tức khó coi vô cùng. Thua, thật sự thua rồi.
Đến nước này rồi, bọn họ chỉ có thể nhìn La Thiên Đại Tế tự phân giải. Vậy sao, Phùng Sư Huynh, Huynh lại rót thêm chút linh khí vào trong lệnh bài thử xem. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Nam tử họ Phùng nhíu mày, lại rót chút linh khí vào trong lệnh bài. Rõ ràng là không nhiều linh khí, nhưng La Thiên Đại Tế vốn sắp tán loạn, bỗng nhiên giống như ngưng kết đến mức tận cùng được buông lỏng ra, lấy tốc độ cực nhanh phản hướng chuyển động một cách điên cuồng. Bỗng nhiên phương hướng của La Thiên Đại Tế thay đổi, nhưng tụ linh trận của phủ đệ bọn họ không thay đổi. Vừa rồi tụ linh trận của bọn họ còn liều mạng kéo linh khí với La Thiên Đại Tế, hiện giờ linh khí lập tức như rời núi lấp biển đánh về phía bọn họ. Biến hóa như vậy, khiến tụ linh trận ở phủ đệ ở gần đó chớp lóe hào quang, rồi tắt hoàn toàn. Linh khí tràn đầy như cơn đại hồng thủy, bất chợt tràn ra, đánh về phía tụ linh trận kế tiếp, tụ linh trận thứ hai cũng bị hủy đi dưới linh khí kinh người. Một cái, hai cái, ba cái. Chỉ trong phút chốc, ngoại trừ tụ linh trận ở phủ đệ tự đóng lại, toàn bộ tụ linh trận ở phủ đệ quanh chỗ Mạc Phàm bị phá hủy dưới linh khí khổng lồ. Không chỉ tụ linh trận, ngay cả trận pháp hộ phủ ở mấy động phủ gần Mạc Phàm cũng bị hủy theo. Những linh khí này xoay một vòng bên ngoài, dưới khiên dẫn của La Thiên Đại Tế, được hấp nạp tiến vào trong trận pháp. Linh khí nồng đậm như nước, xuất hiện bên trong phủ đệ của Mạc Phàm. Trong phủ đệ của Mạc Phàm, sắc mặt đám nam tử họ Phùng và nữ tử họ Liễu vô cùng khó coi. Nhất là nam tử họ Phùng ánh mắt như giết người, bọn họ không chỉ để Mạc Phàm đoạt linh khí, hai đại trận bùa hộ mệnh bị hủy chính là ở phủ đệ của ông ta và mỹ nữ họ Liễu. Hơn nữa, chuyện này là do ông ta tự tay hủy. Phải biết rằng chỉ riêng đại trận hộ phủ của ông ta, đã hao phí không dưới 10 vạn linh thạch cao phẩm, Mạc Phàm cho ông ta một viên huyết diễm thạch, cũng không đủ bù lại tổn thất của ông ta. Trừ chuyện đó ra, còn nhiều tụ linh trận khác bị hủy như vậy, những chuyện này cho dù không tính trên đầu ông ta cũng không làm gì. Lần này không phải Mạc Phàm tiền mất tật mang, là ông ta trộm gà không được còn mất cả nắm thóc. Sắc mặt những người khác cũng không được tốt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Tổ tiên của bọn họ đều ở Thần Nông Tông, bình thường quan hệ không tệ. Lúc trước phủ đệ của Mạc Phàm đến không ít người, nhưng đều ở không được bao lâu, liền bị bọn họ đuổi đi. Đến lượt Mạc Phàm, một người vừa tới Thần Nông Tông, vậy mà khiến bọn họ chật vật như vậy, còn là lần đầu tiên. Mạc sư đệ, đệ ra tay cũng quá ác độc rồi, vậy mà hủy nhiều tụ linh trận như vậy, còn hủy đi trận pháp hộ phủ của Phùng sư huynh và Liễu sư tỷ, một đệ tử trong đó tiến lên trước một bước, trầm giọng nói. Chu sư huynh, dù thế nào chuyện này cũng không xem như là ta hủy diệt, cho dù là La Thiên Đại Tế của ta hủy hết, nhưng lúc trước chúng ta đã nói rồi mà. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, hỏi. Những người này hủy tụ linh trận của hắn, còn chiếm linh khí lúc trước của hắn, hiện giờ tụ linh trận của bọn họ bị hủy, lại còn trách hắn. Đệ có thái độ gì thế, sư phụ đệ dạy đệ nói chuyện với sư huynh như vậy à? Sắc mặt nam tử họ Chu khó coi, tức giận nói. Sư phụ ta là vô cực đạo nhân, hay là huynh hỏi sư phụ ta thử xem? Mạc Phàm nhíu mày, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, đi một bước về phía nam tử họ Chu. Hỏi. Lúc hắn nói chuyện, hắn vận chuyển cửu chuyển hỗn nguyên công, trong chớp mắt khí tức thông thiên ngoại phóng, linh khí nồng đậm dưới La Thiên Đại Tế lập tức ngưng tụ thành bóng dáng vĩ đại sau lưng hắn đè về phía nam tử họ Chu, bầu trời vì vậy mà tối sầm lại. Tuy bọn họ đều là đệ tử của Vô Cực Phong, còn cùng bối phận, nhưng không cùng một sư phụ. Vô Cực Phong ngoại trừ sư phụ hắn, còn có không ít người có bối phận như sư phụ hắn, những người này đều có đệ tử. Cảm nhận được khí tức của Mạc Phàm, không chỉ nam tử họ Chu, sắc mặt những người khác cũng thay đổi. Rõ ràng Mạc Phàm là tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng khí tức cường đại như vậy. Được rồi, Chu Phong, đánh cược thua phải nguyện chịu thua, không nói chuyện này nữa. Ánh mắt nam tử họ Phùng phát lạnh, nói. Chu Phong nhíu mày, hừ lạnh một tiếng lùi trở về, nhưng trong mắt là không cam lòng và phẫn nộ. Nam tử họ Phùng không để ý tới Mạc Phàm. Trái lại lạnh lùng chừng Bất Linh một cái. Hay cho La Thiên Đại Tế, vậy mà lấy tụ linh trận của bọn ta làm tế phẩm, Bất Linh sư muội đúng là lắm thủ đoạn. Lúc trước ông ta chỉ biết, La Thiên Đại Tế là lấy La Thiên Tinh trận làm cơ sở, trận pháp có thể chuyển động theo hướng thuận cũng có thể ngược chiều, không giống tụ linh trận thông thường chỉ biết dọc theo một hướng, tác dụng không khác La Thiên Đại trận lắm. Cụ thể vì sao mang chữ tế, ông ta không hiểu. Nhưng bây giờ ông ta rõ rồi. Sở dĩ gọi là La Thiên Đại Tế, mà không phải La Thiên Đại Trận,
là vì trận pháp này lấy trận pháp khác làm tế phẩm, để trận pháp khởi động bình thường, đây là tụ linh trận loại tấn công. Nếu Phùng sư huynh cũng muốn La Thiên đại tế thì cứ tới tìm ta, chỉ cần một dương bảo thạch như Mạc sư đệ là được rồi. Vẻ mặt Bất Linh ngây thơ nói, giống như không cảm nhận được lửa giận của nam tử họ Phùng. Được lắm, ta sẽ tới Vô Khí Phong tìm Bất Linh sư muội. Đúng rồi, ta nghe nói Bất Linh sư muội đang thử luyện chế bán tiên khí, chúc Bất Linh sư muội sớm ngày thành công. Nam tử họ Phùng nói. Bất Linh xây La Thiên đại tế giúp Mạc Phàm, Bất Linh cũng có một phần công lao, tất nhiên ông ta sẽ không quên. Một tiểu nha đầu ngoại lai của Thần Nông Tông, muốn luyện chế bán tiên khí, nằm mơ. Mượn lời chúc của Phùng sư huynh, đợi sư muội ta luyện chế bán tiên khí thành công, nhất định sẽ mời Phùng sư huynh đến quan sát, đến lúc đó mong Phùng sư huynh nhất định phải cổ vũ. Bất Linh nói với vẻ hờ hững. Nhất định, chúng ta đi. Nam tử họ Phùng hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi. Bọn họ đã ngã lộn nhào, không cần thiết phải ở đây. Những người khác theo sát phía sau, không còn đắc ý như khi rời khỏi phủ đệ của Mạc Phàm lần trước. Mạc sư đệ, chúng ta đợi coi, chuyện này chưa xong đâu. Mỹ nữ họ Liễu lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nói. Vậy mà Mạc Phàm hủy trận pháp hộ phủ của cô ta, còn khiến cô ta không còn lời nào để nói, dù sao bọn họ cũng nói trước rồi, bất luận phủ đệ của người nào xảy ra vấn đề, đều không thể so đo. Nhưng trận pháp hộ phủ của cô ta không bị hủy đi đơn giản như vậy được. Mạc Phàm không thèm quan tâm tới mỹ nữ họ Liễu, lấy huyết diễm thạch đã hứa lúc trước ra. Phùng sư huynh, đợi đã, dựa theo ước định lúc trước, thứ này là của huynh. Mỹ nữ họ Liễu nhíu chặt mày, tức tới mức dậm chân, nổi giận đùng đùng xoay người rời đi. Nam tử họ Phùng nheo mắt lại, trong mắt hiện lên sát khí, trả lệnh bài cho Mạc Phàm, cất viên huyết diễm thạch đi. Đa tạ Mạc sư đệ. Dưới La Thiên đại tế, theo trận pháp vận chuyển, linh khí ở xung quanh gần như được rút đến. Thác nước sau phủ đệ của Mạc Phàm không chỉ tràn ngập linh khí, một vùng linh hà thất thải cũng xuất hiện trên không phủ đệ. Dưới linh khí nồng đậm như vậy, những thực vật vốn ủ ủ nhanh chóng lấy lại sinh cơ. Trong đôi mắt Bất Linh lóe lên quang mang màu xanh, kiểm tra vận chuyển của La Thiên đại tế, một lát sau mới thu hồi ánh mắt. La Thiên đại tế hẳn là không có vấn đề, trừ phi bọn họ tìm sư phụ ta tới dựng trận pháp, nếu không thì không có khả năng hủy được La Thiên đại tế, chỉ là sư phụ ta sẽ không ra tay vì dựng một tụ linh trận đâu. Đa tạ Bất Linh sư tỷ. Mạc Phàm cười nhạt nói. Đúng rồi, gần đây để cẩn thận một chút. Mấy người này không dễ chọc, người họ Phùng kia, cha là quản lý kho của Thần Nông Tông, nhất là một số kỳ chân dị bảo, muốn đổi phải trải qua cha ông ta, nhưng chuyện này không có gì phải sợ, bảo vật trên người đệ nhiều như thế, mỗi tháng không lĩnh những linh thạch đều không ảnh hưởng tới toàn cục, chỉ là họ Liễu kia, đệ gặp phải đại phiền phức rồi. Bất Linh nói với vẻ hờ hững, rõ ràng là đang nhắc nhở Mạc Phàm, nhưng trên mặt không có nhiều biểu cảm, vẻ mặt bình tĩnh, giống như không liên quan tới cô. Liễu sư tỷ sao? Mạc Phàm nhướn mày nói. Hắn có biết một chút về bối cảnh của nam tử họ Phùng, quả thật ông ta không đủ để thành uy hiếp của hắn. Thần Nông Tông có không ít gia tộc lâu năm, ví dụ như Phùng gia, Khương gia, Từ gia, nhưng Liễu sư tỷ này, hắn thật sự không nhớ ở Thần Nông Tông có nhà này. Liễu sư tỷ ấy à, để biết Vô Địch sư thúc không? Bất Linh hỏi. Vô Địch sư thúc sao? Mạc Phàm nhướn mày. Tất nhiên là hắn có biết Vô Địch sư thúc, cao thủ chiến pháp của Thần Nông Tông, tuy chiến lực không phải số một, nhưng thứ bậc ở Thần Nông Tông cũng đứng gần đầu. Dựa theo lời Mạnh Bất Đồng sư huynh hắn nói, trước khi hắn tham gia đại bỉ cần đi tìm Vô Địch sư thúc, học chiến pháp của Vô Địch sư thúc. Liễu sư tỷ có quan hệ với Vô Địch sư thúc sao? Mạc Phàm nhíu mày. Vô Xương sư thúc họ Võ, hẳn là không liên quan tới họ Liễu mới đúng. Chuyện này đệ sẽ biết nhanh thôi, ta còn có việc. Đi trước, chúc đệ may mắn. Bất Linh không giải thích, vỗ tay phát ra tiếng. Thiên Nga trắng đưa cô và Không Hổ đến bay tới một cách vụng về, đưa cô và Không Hổ rời đi. Mạc Phàm bĩu môi, cũng không nghĩ nhiều. Hắn tiếp xúc không nhiều với Vô Địch sư thúc, chỉ biết là một người nổi tiếng lưu manh. Nhưng chuyện này vốn là đám Liễu sư tỷ trêu chọc ra, Liễu sư tỷ có quan hệ với Vô Địch sư thúc thì thế nào? Hắn dặn dò Mạnh Vô Kỳ vài câu, xoay người vào trong phòng tu luyện ở phủ đệ. Thiên địa huyền sách phân giải ra hai bộ kinh văn, hắn đã tham ngộ thất thất bát bát, một hai ngày nữa là xong, nhưng đám nam tử họ Phùng lại cắt ngang hắn. Trước khi gặp Vô Địch sư thúc,
hắn tham ngộ xong rồi nói sau. Cách phủ đệ của Mạc Phàm không xa, trước phủ đệ của nam tử họ Phùng và mỹ nữ họ Liễu. Bên trong phủ đệ, không ít hạ nhân vội vàng chạy ra. Trận pháp hộ phủ bị hủy, không ít kiến trúc cũng sập xuống, cung điện vốn xa hoa, hiện giờ có thể nói là một vùng lộn xộn. Có thể nói phủ đệ này là phủ đệ bị hủy nghiêm trọng nhất trong rất nhiều phủ đệ quanh đây. Mấy nha hoàn thấy mỹ nữ họ Liễu trở về, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng đến đón. Sư phụ, chúng còn bảo hộ phủ đệ thất bại, mong sư phụ trách phạt. Mỹ nữ họ Liễu nắm chặt tay, trong mắt lóe lên hung quang. Cô ta biết phủ đệ bị tổn hại, nhưng không ngờ bị hủy tới mức độ này. Liễu sư muội, muội cầm viên huyết diễm thạch này trước, tổn thất ở chỗ của muội, lát nữa ta sẽ tiếp tế tiếp viện. Nam tử họ Phùng nhíu mày, lấy huyết diễm thạch ra nói. La Thiên đại tế của Mạc Phàm là do ông ta khởi động, phủ đệ của ông ta không bị hủy nghiêm trọng như mỹ nữ họ Liễu, dù thế nào ông ta cũng phải bồi thường cho mỹ nữ họ Liễu. Phùng sư huynh, huynh cảm thấy ta không sửa nổi một phủ đệ sao? Mỹ nữ họ Liễu không nhận viên huyết diễm thạch kia, lạnh lùng nói. Chỉ hủy đi một phủ đệ mà thôi, phủ đệ này vốn là chỗ ở tạm thời của cô ta vốn không coi trọng lắm. Còn bồi thường, chắc chắn phải có người bồi thường rồi, nhưng không phải Phùng sư huynh. Tất nhiên không phải, của cải của Liễu sư muội nhiều, một viên huyết diễm thạch không tính là gì, ta chỉ cảm thấy huyết diễm thạch càng thích hợp với Liễu sư muội hơn thôi. Nam tử họ Phùng vội vàng nói. Huynh cất huyết diễm thạch đi, thứ này ở trong tay ta chỉ có thể làm trang sức mà thôi. Đúng rồi, Phùng sư huynh, nếu ta nhớ không nhầm, Mạc sư đệ là người được lựa chọn tham gia đại bỉ tông môn đúng không? Mỹ nữ họ Liễu lạnh lùng nói. Giọng nói lạnh lẽo, khiến không ít người ở xung quanh cảm thấy phát lạnh. Đúng vậy, nếu không phải cậu ta lấy được vị trí thứ nhất của hải tuyển, sao có thể đến vô cực phong, xưng huynh gọi đệ với chúng ta, cậu ta không chỉ phải tham gia đại bỉ, nghe nói còn đắc tội mạnh bất đồng sư huynh, cho nên mới tới thần nông tông, đã bị xung quân tới vạn yêu quật, mới được thả ra. Nam tử họ Phùng khẽ nâng mí mắt, chậm rãi nói. Như vậy càng tốt rồi. Mỹ nữ họ Liễu nhướng mày, hơi bất ngờ nói. Cô ta vốn có kế hoạch đối phó Mạc Phàm, thật không ngờ Mạc Phàm còn đắc tội với mạnh bất đồng sư huynh, như vậy càng tốt hơn rồi. Mạc Phàm là đệ tử của trưởng môn, nếu cô ta tìm người đối phó Mạc Phàm, ít nhiều gì sẽ dẫn tới thị phi. Nhưng mạnh bất đồng không chỉ là đệ tử của trưởng môn, còn là người quản lý phía nam của thần nông tông, quyền lợi rất lớn. Mạc Phàm đắc tội ông ta, cho dù cô ta thu thập Mạc Phàm, cũng coi như giúp mạnh bất đồng một chuyện, đệ tử của trưởng môn sẽ không tìm cô ta gây phiền phức. Liễu sư muội, muội muốn tìm Lam Phi sư đệ à? Nam tử họ Phùng nhướng mày nói. Lam Phi là đệ tử Lam gia, sau lưng là Lam gia của thần nông tông. Lam gia là gia tộc tồn tại từ thời sáng lập thần nông tông, thế lực không thể khinh thường, gần như mỗi phong đều có trụ cột của Lam gia. Lam Phi ngoại trừ là đệ tử của Lam gia, cũng là thanh mai trúc mã của Liễu sư muội, hai người đã sắp đính hôn. Nếu Lam Phi biết Liễu sư muội bị bắt nạt, chắc chắn sẽ tìm Mạc Phàm gây phiền phức. Bọn họ không tiện ra tay với Mạc Phàm, bởi vì tuổi bọn họ lớn hơn Mạc Phàm, thực lực cũng cao hơn Mạc Phàm nhiều. Nhưng Lam Phi thì khác. Lam Phi và anh trai Lam Dương của anh ta bái vô địch sư thúc làm môn hạ từ nhỏ, học tập chiến pháp. Thiên phú của hai người rất cao, nhưng tu vi vẫn bị áp chế, không đến mức tận cùng tuyệt đối không đề cập tới thăng tu vi. Đại bỉ lần này, ngoại trừ Mạc Phàm ra, còn một người khác dự thi là Lam Dương, người có thiên phú cao nhất sau vô địch sư thúc phương diện chiến pháp ở thần nông tông. Tuy Lam Phi kém hơn Lam Dương một chút, nhưng cấp nguyên anh, những đệ tử hóa thần cũng không phải đối thủ của anh ta. Lam Phi và Mạc Phàm đều là đệ tử nguyên anh kỳ, hai người ra tay không tính là người nào bắt nạt người nào, đúng lúc có thể xem chiến tu thần nông tông bọn họ bồi dưỡng ra lợi hại, hay là Mạc Phàm đứng đầu hải tuyển có kỹ năng chiến tu cao hơn. Phủ đệ này đã không thể ở được nữa, ta chỉ có thể đến phủ đệ của Lam sư đệ, còn đến lúc đó Lam sư đệ sẽ làm gì, ta cũng không biết, tính tình của Lam sư đệ không được tốt, có đôi khi ta cũng không quản được. Mỹ nữ họ Liễu không nói thẳng ra, nói lòng vòng. Liễu sư muội nói rất đúng, nếu gặp Lam sư đệ, nhớ nói tốt cho ta một tiếng. Nam tử họ Phùng mỉm cười nói. Cho dù Lam Phi không phải đối thủ của Mạc Phàm, nhưng Mạc Phàm chọc giận Liễu sư muội đều tương đương với chọc cả Lam gia. Lam Phi không được, còn Lam Dương thiên phú rất cao.
Không phải Mạc Phàm hủy tụ linh trận của bọn họ sao, Mạc Phàm đợi La Thiên Đại Tế bị hủy đi. Mỹ nữ họ Liễu không trả lời, cô ta nhìn thoáng qua phủ đệ rách nát của mình, xoay người đi về phía xa. Bảo bọn họ dọn dẹp một chút, đến phủ đệ của Lam Sư Đệ. Chỉ cần cô ta mang những tôi tớ này đến phủ đệ của Lam Sư Đệ, không cần cô ta nói gì, chắc chắn Lam Phi cũng tìm Mạc Phàm báo thù. Mạc Phàm, cứ đợi coi. Dạ, sư phụ. Nha hoàn kia đáp, liền hồi phủ truyền đạt mệnh lệnh. Không lâu sau, tất cả đồ đệ và tôi tớ rời khỏi phủ đệ này, đuổi theo mỹ nữ họ Liễu. Nam tử họ Phùng thấy một màn này, khóe miệng hơi nhếch lên. Ông ta âm thầm chịu đựng lớn như vậy, vốn muốn tự mình nghĩ biện pháp đối phó Mạc Phàm. Hiện giờ hay rồi, không cần ông ta ra tay, Mạc Phàm sẽ nhanh chóng gặp phiền phức. Chúng ta cũng đi thôi, phủ đệ này không còn biện pháp ở nữa, ta có một động phủ, mọi người tới đó trước, La Thiên Đại Tế quá cường đại, hiện giờ cũng không phải lúc chữa trị trận pháp, đợi Liễu sư muội trở về, chúng ta lại chữa trị trận pháp cũng không muộn. Nam tử họ Phùng cười nói, những người khác gật đầu, cùng rời đi với nam tử họ Phùng. Hai ngày sau, bên trong phòng tu luyện, Mạc Phàm mở to mắt. Hai quyển kinh văn của Thiên Địa Huyền Sách, trải qua hắn tham ngộ vài lần, đã lĩnh ngộ hoàn toàn. Kế tiếp, là thích ứng uy lực của hai quyển kinh văn và thông hiểu đạo lý của hai loại chiến pháp, trở thành chiến giáp của chính hắn. Mạc Phàm nâng hai tay lên, kinh văn màu đen và kinh văn màu trắng lập tức vờn quanh tay hắn. Không biết thôi động toàn lực hai loại kinh văn này, uy lực mạnh cỡ nào. Lúc trước hắn chỉ nhìn thấy một phần, hơn nữa chỉ dùng một đạo thái dương và thái âm chi lực, đã có hiệu quả không nhỏ. Hiện giờ hắn đã tham ngộ hoàn toàn, không biết có mấy phần uy lực của Thiên Địa Huyền Sách chân chính. Thiên Địa Huyền Sách được gọi với cái tên như vậy, vì thiên không phải là thiên, địa không phải là địa, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, tinh huy thất trạch. Hắn đang định thử uy lực của hai loại kinh văn, bỗng nhiên lông mày nhíu lại, lấy một khối ngọc phù ra. Ngọc phù truyền tin này, lúc này đang lóe sáng quang mang màu đỏ. Hắn cất ngọc phù, bàn tay vung lên, đại môn của phòng tu luyện mở ra, hắn ra khỏi phòng tu luyện đi về phía đại môn phủ đệ. Cửa phủ đệ, sắc mặt Lương Nguyệt Hoa và Mạnh Vô Kỳ hơi khó coi, nhìn chằm chằm đám người đối diện. Trong đó sắc mặt Lương Nguyệt Hoa trắng bệch, một tay ôm bả vai, giống như bị thương không nhẹ. Đối diện hai người, nam tử họ Phùng và mỹ nữ họ Liễu vây quanh nam tử áo lam, vẻ mặt đắc ý. Nam tử này hơn 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, mặt như đao chém gọt, khuôn mặt anh tuấn, cao gầy, dáng người cân xứng, rất dễ nhìn thấy trong đám nam tử họ Phùng. Nam tử vẻ mặt lãnh khốc nhướng mày, khiến người ta có cảm giác không ai bì nổi. Lam Phi, thả Phượng Vũ ra, nhà đầu này không thù không oán với mấy người, nếu ngươi muốn báo thù thì đi tìm Mạc Phàm. Lương Nguyệt Hoa nhíu mày, nghiến răng nói. Bà dựa theo Mạc Phàm nói mang Phượng Vũ tới, đúng lúc gặp đám Lam Phi ở cửa. Lam Phi thấy bà mang Phượng Vũ tiến đến, không nói không rằng liền đả thương bà, bắt Phượng Vũ đi. Bà không cần nghĩ cũng biết, rốt cuộc Mạc Phàm đã làm gì, chắc chắn đã chọc giận Lam Phi. Phượng Vũ. Lam Phi nhìn lướt qua cô gái trong tay anh ta, nhướng mày. Nhà đầu này khoảng 18 tuổi, mái tóc dài màu cam hơi rối, một bên còn cài hoa nhỏ. Dáng người hơi gầy yếu một chút, nhưng gương mặt bình tĩnh một cách dị thường tuyệt đối là cấp bậc khuynh thành. Tuy nhà đầu này bị anh ta nắm trong tay, nhưng không vùng vẫy, cũng không kêu đau, giống như không có chuyện gì xảy ra, đôi mắt nhìn chằm chằm bên trong phủ đệ. Nhỏ tuổi như vậy, mà có thể bình tĩnh đúng là hiếm thấy. Không liên quan tới Mạc Phàm, vậy ngươi mang nha đầu dị tộc này tới đây làm gì? Lam Phi cười lạnh lùng, hỏi. Dị tộc thì làm sao, thần nông tông chúng ta không phải không cho phép dị tộc tiến vào. Lương Nguyệt Hoa nhíu mày nói. Thần nông tông chúng ta không cấm dị tộc, nhưng trên người nha đầu dị tộc này không có thẻ bài, không phải là đồ đệ của ngươi, cũng không phải hạ nhân của ngươi, còn có huyết cấm kỵ, như vậy phải điều tra thật kỹ rồi. Lam Phi cười khẽ, nói. Anh ta vừa nói xong, không ít người nhìn về phía Phượng Vũ, sắc mặt lập tức thay đổi. Huyết cấm kỵ, chính là một số huyết mạch loại đặc biệt. Những gia tộc này đều tạo thành đại tai nạn, cuối cùng lọt vào tuyệt sát, chỉ còn lại một số phụ nữ già yếu và trẻ em được thêm linh hồn lạc ấn, chỉ cần hơi phân biệt cẩn thận, có thể biết được. Đúng là dị tộc có huyết cấm kỵ, Lương Nguyệt Hoa, ngươi mang một người như vậy tới phủ đệ của Mạc Sư Đệ, là tới làm gì, không phải vội tới tặng người cho đệ ấy đấy chứ.
chẳng lẽ là người của ngươi, ngươi cần phải nghĩ cho kỹ, hắn nói tiếp. Nam tử họ Phùng cười mỉa nói. Chuyện này, Lương Nguyệt Hoa nhíu mày, đôi mắt khẽ đảo, bà chỉ dựa theo lời Mạc Phàm nói, đến nơi đó mới phát hiện, trên người Phượng Vũ có huyết cấm kỵ. Nhưng nếu đồng ý Mạc Phàm, bà vẫn trấn áp cao thủ ở mấy nơi, xử lý chuyện nhà giúp Phượng Vũ, mang Phượng Vũ trở về. Nhưng nếu bà thừa nhận Phượng Vũ là người của bà đợi luật pháp đường điều tra đi. Nếu bà không thừa nhận, không chỉ tiểu Phượng Vũ gặp tao ương trong tay Lam Phi, chuyện Mạc Phàm cũng không đơn giản, rất rõ ràng là những người này tới vì Mạc Phàm. Mạnh Vô Kỳ ở một bên thấy Lương Nguyệt Hoa khó xử, tiến lên trước một bước. Các vị tới tìm công tử nhà ta đúng không, không bằng mấy vị thả cô nương kia ra trước, cùng đi vào, công tử nhà ta đang bế quan, ta đã thông báo cho công tử nhà ta rồi, công tử nhà ta sẽ ra nhanh thôi. Ngươi chỉ là một tiểu môn đồng, có tư cách gì nói chuyện với bọn ta? Mỹ nữ họ Liễu nhíu mày, hỏi. Lương Nguyệt Hoa là đệ tử chữ lót không, tuy có tu vi là hóa thần, tu vi tương đương với bọn họ, nhưng nói chuyện cũng có chút không đủ cấp bậc, vậy mà môn đồng của Mạc Phàm cũng dám nói chuyện với bọn họ như thế. Vậy các người muốn thế nào? Mạnh Vô Kỳ nhíu mày, trầm giọng nói. Mỹ nữ họ Liễu làm như không nghe thấy lời Mạnh Vô Kỳ nói, nhìn về phía Lương Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa, rốt cuộc đứa nhỏ này là ai, nếu người của ngươi thì gật đầu, làm sư đệ sẽ giao cho luật pháp đường, do luật pháp đường xử lý, ngươi phải đến luật pháp đường một chuyến, nếu không phải người của ngươi, bây giờ ngươi có thể về phủ đệ của ngươi, nơi này không còn chuyện của ngươi nữa rồi. Tuy Lương Nguyệt Hoa không nói gì, nhưng cô ta có thể đoán được, đứa bé có huyết cấm kỵ là người của Mạc Phàm. Bọn họ đang lo không tìm thấy lý do tìm Mạc Phàm gây phiền phức, bây giờ có rồi. Chuyện này. Lương Nguyệt Hoa nắm chặt tay, trên mặt đều là khó xử. Bà nghiến chặt răng, muốn trả lời, nhưng tiếng bước chân truyền từ trong phủ đệ ra. Cộp cộp cộp, càng đi càng gần, mỗi khi đi một bước đều như dẫm nát tim bọn họ, khiến bọn họ không tự chủ được trốn vào chỗ nào đó. Bên ngoài phủ đệ, bao gồm cả Phượng Vũ ở trong đó, mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm, vẻ mặt tất cả đều thay đổi. Công tử, những người này... Mạnh Vô Kỳ thấy là Mạc Phàm, vội vàng đi về phía Mạc Phàm. Không cần phải nói, ta biết rồi, người đi xuống đi. Mạc Phàm nhìn Phượng Vũ trên tay Lam Phi, trong mắt hắn lóe lên sắc bén, nói. Kiếp trước, lúc hắn gặp tiểu Phượng Vũ cao hơn bây giờ một chút, nhưng béo hơn bây giờ nhiều, hiện giờ cô ở trong đám người bị ổi hung tàn, giống như một con mèo nhỏ hoảng sợ. Nhưng đôi mắt vẫn như trước, vĩnh viễn đều bình tĩnh như thế. Gần như ít khi xuất hiện dao động. Hắn đi tới cửa phủ đệ, đối diện Lam Phi. Lam Phi sư huynh, đúng không, cô ấy là đồ đệ của ta, thả cô ấy ra, ta không so đo với huynh chuyện này, nếu không huynh đối xử với cô ấy thế nào, ta sẽ trả lại gấp bội trên người Liễu sư tỷ. Giọng điệu lạnh lùng, khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo lan tới tận linh hồn, ngay cả Mạnh Vô Kỳ và Lương Nguyệt Hoa quen thuộc Mạc Phàm cũng có cảm giác như vậy. Lam Phi sư huynh, cần ta lặp lại lần nữa không? Mạc Phàm thấy Lam Phi thở ơ, lại nói tiếp. Hắn còn tưởng Liễu sư tỷ muốn tìm ai, hóa ra là Lam Phi đồ đệ của Vô Địch sư thúc. Lam Phi tới, trái lại hắn cũng nghĩ tới rồi, kiếp trước Lam Phi và Liễu sư tỷ là bạn lữ, xem như tình yêu chị em đi. Nhưng tìm Lam Phi tới thì thế nào? Cho dù Vô Địch sư thúc tới đây, dám đối xử với Phượng Vũ như vậy cũng không được. Mạc Phàm nhíu mày, sắc bén xuất hiện trong mắt hắn. Không đợi hắn nói chuyện. Mỹ nữ họ Liễu nhíu mày. Mạc sư đệ, tuy đệ là chiến tu trong hải tuyển, nhưng đệ cũng quá tự đại rồi. Mạc Phàm là tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong, vậy mà dương oai trước mặt cô ta như vậy. Cho dù thực lực của cô ta không được tốt lắm, nhưng cũng là cấp bậc hóa thần, trên người có không ít bảo vật Lam Phi cho cô ta hộ thân, vậy mà Mạc Phàm dám xuất khẩu cuồng ngôn. Chỉ dựa vào những lời này, thân là sư tỷ, ta giáo huấn đệ một phen, hẳn là không có vấn đề gì đúng không? Mỹ nữ họ Liễu rút một thanh trường kiếm màu xanh biếc ra, đi về phía Mạc Phàm. Lam Phi nhíu mày, còn chưa kịp ngăn cản. À, vậy đắc tội rồi, thực lực của sư tỷ còn chưa đủ nhìn. Mạc Phàm khẽ gật đầu, nói. Quả thật Liễu sư tỷ là cấp bậc hóa thần, nhưng gần như chưa từng ra tay với người khác, hóa thần như vậy ở trước mặt hắn không khác gì giấy. Thân thể hắn nhoáng lên một cái, liền đến trước người Mỹ nữ họ Liễu. Tay của hắn như điện. Nắm lấy cổ mỹ nữ họ Liễu. Leng keng,
Trường kiếm rơi xuống đất, mỹ nữ họ Liễu như con gà bị Mạc Phàm xách lên. Linh khí trên người mỹ nữ họ Liễu chấn động vài cái, nhưng tay Mạc Phàm giống như kìm sắt càng nắm càng chặt. Mạc Phàm vừa ra tay, sắc mặt Lam Phi và đám nam tử họ Phùng đều thay đổi. Mạc Phàm ra tay cũng quá nhanh, vậy mà mỹ nữ họ Liễu không có biện pháp phản kháng. Chỉ trong chớp mắt, trong mắt nam tử họ Phùng hiện lên vẻ vui mừng. Ở trước mặt Lam Phi, vậy mà Mạc Phàm dám đối phó với Liễu sư muội như thế. Bọn họ không phải người thích gây chuyện, cũng không phải loại người sẽ nhẫn nhịn, huống chi là Lam Phi chắc chắn càng không thể nhịn. Lam Phi nhíu mày, sắc bén ở trong mắt như đao phong mà ra. Tiểu tử, mau thả Liễu sư tỷ ra, nếu không ta giết nhà đầu chết tiệt này. Vậy sư huynh sẽ thấy thi thể của Liễu sư tỷ. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Lam Phi lấy Tiểu Phượng Vũ uy hiếp hắn, nghĩ đơn giản quá rồi. Ở trong mắt hắn mạng của Tiểu Phượng Vũ, quan trọng hơn mạng của mọi người ở đây nhiều. Kiếp trước, Tiểu Phượng Vũ liên tục dùng mạng cứu sư phụ cấp bậc kim đan như hắn. Cho dù cuối cùng quân Khương Lâm ra tay giết chết hắn, Tiểu Phượng Vũ cũng là chết trước mặt hắn, hắn mới bị quân Khương Lâm bóp nát kim đan. Lam Phi dám giết Phượng Vũ, hắn cũng dám giết mỹ nữ họ Liễu này. Lam sư đệ, đừng nói lời vô nghĩa với cậu ta, giết nhà đầu chết tiệt kia đi. Trong tay Mạc Phàm, mỹ nữ họ Liễu tức giận nói. Cô ta chưa từng chịu loại nhục nhã này, cô ta rất muốn nhìn xem Mạc Phàm có gan giết cô ta hay không, chỉ vì một nha đầu chết tiệt có huyết cấm kỵ. Chuyện này, Lam Phi nhíu chặt mày, cảm thấy khó xử. Trái lại giết Phượng Vũ cũng không có gì, dị tộc có huyết cấm kỵ tiến vào thần nông tông, giết cũng không có người dám làm gì anh ta. Nhưng nếu Mạc Phàm thật sự giết Liễu sư tỷ, vậy thì không hay rồi. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, lạnh lùng liếc mỹ nữ họ Liễu trong tay. Liễu sư tỷ, tỷ cảm thấy ta không dám giết tỷ sao, hẳn là tỷ quen một người tên là Vạn Giang Bình đúng không? Ngay vừa rồi, hắn mới nhớ tới một chuyện, Liễu sư tỷ này tên là Mỹ Nhi, tuy tổ tiên ở thần nông tông lâu rồi, nhưng gia thế đã sớm xuống dốc. Vì trọng trấn Liễu gia, Liễu Mỹ Nhi thông đồng với tu sĩ nam có tiềm chất ở khắp nơi, Lam Phi là một trong số đó. Ngoại trừ tu sĩ nam ở thần nông tông, cô ta và Vạn Giang Bình một tu sĩ ma giáo đã sớm có liên hệ. Cuối cùng dẫn tới ma giáo xâm lấn, tu sĩ của thần nông tông tử thương vô số. Sau này tra được, sở dĩ ma giáo có thể đi vào thần nông tông, là vì Liễu Mị Nhi và Vạn Giang Bình nội ứng ngoại hợp, hơn nữa hai người thực ra là huynh muội ruột. Chẳng qua Liễu Mị Nhi ở lại thần nông tông, Vạn Giang Bình thay tên đổi họ gia nhập ma giáo. Người như vậy, bị giết cũng không đủ. Cho dù Liễu Mị Nhi không làm chuyện này, vì Phượng Vũ, hắn cũng dám giết Liễu Mị Nhi. Cái gì? Vẻ mặt Liễu Mị Nhi ngẩn ra, nhìn Mạc Phàm với vẻ khiếp sợ, nhưng lập tức khôi phục như thường. Sao cô ta có thể không biết Vạn Giang Bình, nhưng sao Mạc Phàm biết được? Chuyện này có thể nói là bí mật lớn nhất trong lòng cô ta chưa từng nói với người nào. Ta không biết đệ đang nói gì, Lam Phi đệ còn thất thần làm gì? Đôi mắt của Lam Phi nheo lại, do dự một lát, đặt Tiểu Phượng Vũ trên đất. Tiểu tử, lấy phụ nữ ra áp chế không thú vị. Để thả Liễu sư tỷ ra, ta thả nha đầu này, thế nào? Liễu Mị Nhi là vị hôn thê của anh ta, tất nhiên anh ta không thể dùng mạng một dị tộc ra đánh cược với Mạc Phàm, không đáng giá trả lại cho sư huynh này. Mạc Phàm ném Liễu Mị Nhi cho Lam Phi. Lam Phi đỡ lấy Liễu Mị Nhi, vội vàng ân cần hỏi han. Liễu sư tỷ không sao chứ? Ta vừa bảo đệ làm gì, vì sao đệ không làm theo lời ta nói, đệ không nhìn thấy cậu ta làm gì ta sao? Liễu Mị Nhi xoa cái cổ sưng đỏ, tức giận nói. Cô ta không biết Mạc Phàm biết Vạn Giang Bình từ đâu, nhưng nếu Mạc Phàm biết, không thể giữ lại hắn, Mạc Phàm ra tay với cô ta, đây là cơ hội tốt diệt trừ Mạc Phàm. Sư tỷ, ta là vì sư tỷ. Lam Phi nhíu chặt mày, trong mắt lóe lên sắc bén. Sư tỷ yên tâm đi, hôm nay ta nhất định sẽ cho sư tỷ một công đạo hài lòng. Khi nói chuyện, ánh mắt anh ta sắc bén như đao phong nhìn về phía Mạc Phàm. Anh ta tới chút giận cho Liễu Mị Nhi, còn chưa chút giận được, đã khiến Liễu Mị Nhi bị nhục nhã lớn như thế. Hiện giờ anh ta cũng rất tức giận. Tốt nhất là như vậy, nếu không. Liễu Mị Nhi hừ lạnh một tiếng, nói một nửa thì dừng lại. Bất luận thế nào, không thể giữ Mạc Phàm được, lưu trữ Mạc Phàm, cô ta gặp nguy rồi. Phía sau Liễu Mị Nhi, đám nam tử họ Phùng nhướng mày, trong mắt hiện lên vui mừng. Chuyện đã tới nước này.
đã tới lúc thu lưới, đây là chuyện bọn họ muốn. Mạc Phàm làm như không nghe thấy lời hai người nói, một tay hắn vươn về phía Phượng Vũ, trong đôi mắt phong mang tất lộ nhu hòa hơn. Lại đây, có ta ở đây, không ai có thể thương tổn được ngươi. Tiểu Phượng Vũ hơi ngẩng đầu, đánh giá Mạc Phàm, có vẻ suy nghĩ đăm chiêu một lát, lúc này mới vươn tay nhỏ ra, đi tới bên cạnh Mạc Phàm. Tay Mạc Phàm tạo pháp ấn, rơi lên trên người Tiểu Phượng Vũ, vết thương của Tiểu Phượng Vũ lập tức biến mất. Ở phía sau đợi ta một lát, ta xử lý chút chuyện. Mạc Phàm thản nhiên nói. Tiểu Phượng Vũ gật đầu, nhu thuận lùi tới bên cạnh Lương Nguyệt Hoa và Mạnh Vô Kỳ. Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh, nhìn về phía đám Lam Phi. Sư huynh ra tay với đồ đệ của ta, tới vì chuyện tụ linh trận đúng không? Nếu bọn họ không ra tay với Phượng Vũ, có lẽ hắn chỉ tiếp xúc với Lam Phi một phen, để bọn họ biết khó mà lui. Nhưng hiện giờ, chuyện này phải có câu trả lời thỏa đáng. Sư đệ cảm thấy còn quan trọng sao? Lam Phi nhíu mày hỏi. Một phủ đệ mà thôi, anh ta vốn không để vào mắt, Lam gia bọn họ có không ít động phủ trên núi, phủ đệ ở nơi này kém xa phủ đệ của nhà anh ta. Tụ linh trận này, chỉ là cái cớ anh ta tới. Nhưng chuyện đã tới bước này, không cần lấy lý do che giấu nữa, hoàn toàn có thể ra tay rồi. Sư đệ coi như là có chút bản lĩnh, nhưng chưa đủ nhìn, ta thấy sư đệ nhập môn muộn hơn, nên nhường đệ ba chiêu, ra tay đi, nếu sau ba chiêu sư đệ không thể đánh được ta, vậy đừng trách chúng ta cùng là Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng lại có chênh lệch lớn tới vậy. Lam Phi lại nói tiếp. Khi nói chuyện, anh ta quay đầu nhìn Liễu Mị Nhi ở bên cạnh, vẻ mặt lập tức biến thành nịnh nọt. Sư tỷ, mọi người đi sang một bên đi, tránh để lan tới gần mọi người. Được. Liễu Mị Nhi gật đầu, liếc mắt ra hiệu với nam tử họ Phùng, một đám người lùi về sau, dành ra một vùng rộng. Ra tay ở đây càng tốt, đúng lúc để Lam Phi hủy La Thiên Đại Tế và phủ đệ của Mạc Phàm. Mạc Phàm lắc đầu cười, vẫy tay với đám Lương Nguyệt Hoa. Mọi người vào trong đi, không cần ra khỏi La Thiên Đại Tế. Lương Nguyệt Hoa nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, do dự một lát, vẫn nói. Tiểu sư thúc cẩn thận một chút. Lam Phi là đồ đệ của sư thúc tổ vô địch, cũng là chiến tu thần nông tông chúng ta bồi dưỡng, thực lực rất mạnh. Không phải là thần nông tông không có chiến tu, chỉ là rất ít. Chỉ có sư thúc tổ vô địch bồi dưỡng ra hai chiến tu, là hai anh em Lam Phi và Lam Dương. Trong tuyển chọn, sư thúc tổ vô địch lựa chọn 1000 đệ tử có thiên phú không tệ ở thần nông tông, mỗi ngày loại một người yếu nhất, tốn tổng cộng 900 ngày, cuối cùng còn 100 người. 100 người này cuối cùng được sư thúc tổ vô địch ban thưởng các loại chiến kỹ, bí pháp và võ đạo, được sư thúc tổ vô địch mang tiến vào các bí cảnh nguy hiểm tiến hành khảo nghiệm sinh tử, trải qua 3 năm tu luyện chỉ còn 10 người. Cuối cùng, sư thúc tổ vô địch chọn 2 người cực mạnh trong 10 người, đó là anh em Lam Phi và Lam Dương. Nghe nói Lam Dương 1-8, ngoại trừ Lam Phi toàn bộ ngã xuống, cuối cùng là anh ta và Lam Phi thắng. Tuy Lam Phi không ra tay ở cửa cuối cùng, nhưng có thể trổ hết tài năng trong 1000 người, thực lực chắc chắn bất phàm. Thần Nông Tông là một trong thập đại tông môn, chiến tu sẽ không kém. Nếu không sao bà có thể bị Lam Phi thương tổn, còn cướp Phượng Vũ từ tay của bà. Bà không phải là Liễu Mị Nhi, gần như chưa từng ra tay với người nào, bà và Mạc Phàm đều từ hạ giới tới, trong vô số người đi tới đỉnh phong, cũng có chiến lực không kém. Nhưng cho dù như vậy, bà vẫn không phải đối thủ của Lam Phi. Anh ta sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Lam Phi một cái, cười nhạt. Thực lực của Lam Phi cũng tạm, nhưng nếu Lam Phi tham gia hải tuyển, chỉ có thể đứng ở vị trí thứ ba, hắn thứ nhất, Vọng Cơ sư huynh thứ hai, Lam Phi thứ ba. Trái lại Lam Dương anh trai Lam Phi có thể liều với hai bọn họ một phen, khả năng thắng không lớn lắm, nhưng có sức đánh một trận, nhưng Lam Phi hoàn toàn không có bất luận hy vọng gì. Nhưng nếu Lam Phi tới đây... Đúng lúc hắn có thể mượn Lam Phi thử uy lực của hai đạo kinh văn kia. Anh ta còn kém xa lắm. Mạc Phàm nói ong, đi ra khỏi La Thiên Đại Tế. Sư huynh muốn báo thù cho Liễu Mị Nhi, vậy đến đi, nhưng ta ba chiêu, sư huynh còn chưa có thực lực đó, để ta xem rốt cuộc sư huynh có mấy phần thực lực của anh trai Lam Dương. Một tay của Mạc Phàm vươn ra, thản nhiên nói. Mạc Phàm mới mở miệng, đám nam tử họ Phùng nở nụ cười. Lam Phi ghét nhất người ta lấy anh ta ra so sánh với Lam Dương, còn chán ghét nói anh ta không bằng Lam Dương, Mạc Phàm thành công đụng vào nghịch lân của Lam Phi rồi. Trừ chuyện đó ra, Lam Phi nhường ba chiêu, vậy mà Mạc Phàm không nắm lấy cơ hội,
đây quả thực là muốn chết. Tuy Lam Phi không bằng Lam Dương, nhưng có rất nhiều người khinh thường Lam Phi, hiện giờ toàn bộ bị Lam Phi phế đi, đây đủ để thấy thực lực của Lam Phi thế nào. Ngay cả Lương Nguyệt Hoa cũng nhăn mày, Mạc Phàm đúng là đánh không đi, nắm lùi về sau. Sớm biết như vậy, bà đã không khuyên Mạc Phàm. Tiểu tử, ngươi muốn chết à? Trong mắt Lam Phi lóe lên sắc bén, nói. Lam Phi, ngươi học được những lời này từ chỗ vô địch sư thúc à? Mạc Phàm nhíu mày, hỏi. Những lời này là câu cửa miệng của vô địch sư thúc, vô địch sư thúc gần như đều nói với từng đối thủ như vậy. Nhưng khác biệt ở chỗ, vô địch sư thúc có thực lực này, mà Lam Phi không có. Ngươi! Lam Phi nhíu mày, một chữ hỏa xuất hiện trong mắt anh ta. Anh ta không nói với Mạc Phàm nữa, hai tay nắm chặt lại, lực lượng bá đạo sơn băng địa liệt lập tức lấy anh ta làm trung tâm phóng thích mà ra. Tảng đá trải thành sàn nhà lập tức bị dập nát, lan ra bốn phương tám hướng. Chỉ trong phút chốc, liền thành một khu vực hình tròn đường kính 100 mét. Bên cạnh khu vực này, hỏa diễm màu vàng dấy lên, bao vây khu vực này lại. Bên ngoài khu vực, cho dù là Lương Nguyệt Hoa hay là nam tử họ Phùng, Liễu Mị Nhi đều lộ ra vẻ nghiêm trọng. Bọn họ đều ở ngoài khu vực, nhưng cũng có thể cảm nhận được lực lượng bá đạo phát ra từ khu vực này. Dưới loại lực lượng này, có thể phát huy ra một nửa thực lực đã không tệ. Nếu là ở bên trong, bọn họ càng sử dụng được ít lực lượng hơn. Người có thể đi chết đi, khu vực vừa hình thành, Lam Phi lại nói. Chữ chết vừa ra khỏi miệng, Lam Phi cử động chân, cơ thể biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, anh ta đã tới bên cạnh Mạc Phàm. Không đợi Mạc Phàm phản ứng kịp, quả đấm như vận tốc ánh sáng đến ngực Mạc Phàm. Cơ thể Mạc Phàm cong thành hình con tôm, bay về phía sau như đạn bay ra khỏi nòng súng. Không đợi Mạc Phàm bay xa, thân thể Lam Phi nhoáng lên một cái đến phía sau Mạc Phàm, một quyền đánh vào tim Mạc Phàm. Lắc mình mấy cái liên tục, Lam Phi giống như quỷ mị, lóe lên xung quanh Mạc Phàm, từng quyền đánh vào người Mạc Phàm, quyền kình xuyên qua người Mạc Phàm. Một quyền cuối cùng, một hư ảnh giống như một tòa đại sơn đập Mạc Phàm khảm trong đất, lưu lại một hố to hơn 3 mét trên đất. Âm thanh kinh thiên động địa vang lên, khiến kệ bên này giống như xảy ra động đất, mãi mới dừng lại. Cả quá trình này, Mạc Phàm không có bất luận đường sống hoàn trả, hoàn toàn bị đánh. 9 quyền liên tục, lúc này Lam Phi mới dừng lại. Anh ta quay về nơi ban đầu, nhìn bên trong hố sâu, trên mặt đều là khinh thường. Dù sao Mạc Phàm cũng là người đứng đầu hải tuyển, anh ta còn tưởng Mạc Phàm có bản lĩnh thế nào, ít nhất có thể chơi với anh ta một lát. Nhưng ai biết lại như vậy, thậm chí ngay cả một quyền của anh ta cũng không đỡ nổi, vốn không chịu nổi một kích. Tiểu tử, đây là thực lực người đứng đầu hải tuyển à, xem ra chẳng có bản lĩnh gì. Cách đó không xa, nam tử họ Phùng và Liễu Mị Nhi nhìn Mạc Phàm trong hố sâu, khóe miệng hơi nhếch lên. Vừa rồi Mạc Phàm nhìn rất lợi hại, không ngờ bị đánh nhục nhã như thế, lựa chọn từ bên ngoài tới đúng là lựa chọn từ ngoài tới, lượng nước nhiều không như thông thường. Quả nhiên Lam sư đệ là cao đồ của vô địch sư thúc, đúng là khiến bọn ta mở mang tầm mắt. Nam tử họ Phùng cười nịnh nọt nói. Ông ta vốn tưởng rằng phải đấu gian khổ một phen, không ngờ thuận lợi như thế, Mạc Phàm bị giải quyết rồi. Phùng sư huynh quá khen, chẳng qua là gặp một con gà yếu ớt mà thôi. Lam Phi nói với vẻ khinh thường. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong mắt anh ta tràn đầy đắc ý. Liễu sư tỷ, phủ đệ này có cần phá bỏ không? Lam Phi hỏi tiếp. Phá, nhưng đệ định tha cho Mạc sư đệ như vậy à, vừa rồi cậu ta muốn giết ta đấy. Liễu Mị Nhi nhíu mày, trong mắt hiện lên tàn nhẫn nói. Tuy Mạc Phàm bị đánh bại, nhưng còn sống, cô ta không thể để người biết chuyện Vạn Giang Bình còn sống. Chuyện này hai bên bọn họ đều sai, cho dù Lam Phi ra tay giết Mạc Phàm, cũng không có vấn đề gì, ai bảo thực lực của Mạc Phàm yếu như vậy. Không chết dưới tay Lam Phi, thì chết trên đại bỉ. Chuyện này, ta biết rồi. Lam Phi do dự một lát, ngầm quyết tâm trong lòng, lập tức đi về phía hố sâu. Cửa phủ đệ, Lương Nguyệt Hoa và Mạnh Vô Kỳ hơi sửng sốt. Lam Phi, ngươi định làm gì, Mạc Phàm đã thua, ngươi lại ra tay với cậu ấy, không sợ bị luật pháp đường trừng phạt à? Lương Nguyệt Hoa tức giận nói. Tuy Liễu Mị Nhi và Lam Phi không nói rõ, nhưng rõ ràng là muốn mạng của Mạc Phàm. Bà không ngờ Mạc Phàm thua nhanh như vậy, nhưng chuyện này bà nhất định phải đứng ra ngăn cản. Mạc sư đệ thua sao, sao ta không nghe thấy cậu ta nói chịu thua?
nếu cậu ta dám khiêu chiến với ta, thì phải biết rằng có khả năng mất đi tính mạng. Lam Phi nói với vẻ khinh thường. Lam Phi, ngươi. Lương Nguyệt Hoa nhíu mày, muốn nói lại thôi. Thế nào, ngươi cũng muốn khiêu chiến với ta à? Có thể, nhưng ngươi phải chuẩn bị chịu chết, ngươi muốn thử không? Lam Phi hơi nhếch miệng, cười mỉa nói. Ta. Lương Nguyệt Hoa nắm chặt tay, không trả lời. Tuy tu vi của bà cao hơn Lam Phi, nhưng nếu thật sự ra tay thì không phải đối thủ của Lam Phi. Không có can đảm này, thì câm miệng tốt hơn. Lam Phi cười khinh thường, đi tới bên cạnh hố sâu. Tiểu tử, đi chết đi. Năm ngón tay anh ta nắm chặt, hỏa diễm giấy lên trên tay anh ta. Đúng lúc này, bên trong hố sâu, thân thể Mạc Phàm chậm rãi bay lên, nhưng giọng Mạc Phàm truyền từ sau lưng Lam Phi không xa tới. Thiên băng địa liệt cửu lưu tinh, ba đại tuyệt kỹ của vô địch sư thúc người đã học xong, nhưng chỉ là học xong mà thôi. Hửm, mọi người ở đây sửng sốt, nhìn nơi phát ra giọng nói. Chỉ thấy Mạc Phàm trong hố sâu bay lên như hạt cát, tán đi. Sau lưng Lam Phi, Mạc Phàm lông tóc không tổn hao gì xuất hiện. Chuyện này, sao có chuyện này được? Đám nam tử họ Phùng nhíu mày, trong mắt là không thể tin được. Rõ ràng là vừa rồi Mạc Phàm bị Lam Phi đánh trúng, đây là chuyện gì thế này? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, vẻ mặt lạnh nhạt. Thiên băng địa liệt cửu lưu tinh là tuyệt kỹ thành danh của vô địch sư thúc, thiên băng là một vòng này lấy sát khí tạo thành khu vực, lấy sát khí khóa chặt toàn bộ xung quanh, đè ép, phát huy tới mức tận cùng, 10 phần thực lực phát huy được 1 phần đã không tệ rồi. Địa liệt là thân pháp, tên đầy đủ là địa hành vô cực. Hắn từng thấy vô địch sư thúc thi triển thân pháp này, đừng nói là bóng dáng, chỉ một đạo điện quang như sợi tóc, điện quang biến mất vào trong yêu thú đại thừa bị vô địch sư thúc ngược một phen. Cửu lưu tinh là 9 quyền kia, nói một cách thông thường, mỗi một quyền đều có uy lực của lưu tinh rơi xuống. Một bộ tuyệt kỹ như vậy, nếu là vô địch sư thúc, hắn đã nát thành bụi. Nếu là Lam Dương có thể thương tổn được bản thể hắn 1-2 quyền, nhưng Lam Phi chỉ có thể đánh nát giả thể do hắn dùng linh khí ngưng tụ thành. Hơn nữa Lam Phi còn giống như rất hưng phấn, không chỉ 9 quyền đánh hết lên giả thể, còn tự cho là đánh ngã hắn. Tiểu tử, người đúng là có chút bản lĩnh, chỉ là bản lĩnh chạy trốn. Lam Phi nhíu mày, sau đó lạnh lùng nói. Anh ta không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng Mạc Phàm ở bên trong thiên băng, có năng lực làm gì? Chân thân hoặc giả thân, đều bị anh ta đánh nát. Vậy sao, vậy ngươi tới đây đi, thử xem lần nữa. Mạc Phàm vươn một tay về phía Lam Phi, thản nhiên nói. Lam Phi hừ lạnh một tiếng, thân hình vừa động, liền đến bên cạnh Mạc Phàm, mấy chữ truyền từ miệng anh ta ra. Cửu tinh diệu nhật. Mấy chữ vang lên, 9 nắm đấm như băng quyền tỏa ra quang mang chói mắt, đánh về phía Mạc Phàm từ 4 phương 8 hướng. Quyền kình còn chưa tới người Mạc Phàm, mặt đất xung quanh Mạc Phàm đã tứ phân ngũ liệt. Chỉ là 9 băng quyền còn chưa đánh trúng Mạc Phàm, phù văn màu vàng xuất hiện quanh Mạc Phàm theo ý niệm của hắn, hình thành một cái lồng sắt màu vàng xung quanh hắn. 9 quyền chói mắt đánh vào lồng, phù văn màu vàng chỉ lay động một lát, liền khôi phục như thường, quyền kình đều bị chắn ở bên ngoài. Phá cho ta! Lam Phi hơi sửng sốt, lông mày nhíu lại. 9 lưu tinh lập tức bùng nổ ra, xung quanh lại thiên dung địa chấn, kim quang chói mắt bao phủ Mạc Phàm ở bên trong. Linh khí tàn sát bừa bãi bay ra xung quanh. Nhưng giữa kim quang này, phù văn tạo thành nhà giam không nhúc nhích chút nào, Mạc Phàm ở bên trong lại càng không nhuốm bụi trần. Lần này đám nam tử họ Phùng, Liễu Mị Nhi sửng sốt. Nhất là Liễu Mị Nhi, miệng há thành chữ O, trong đôi mắt đều là lo lắng. Cô ta không biết vừa rồi Lam Phi dùng mấy phần lực lượng, nhưng không thể lay động được Mạc Phàm, đủ để chứng minh, Mạc Phàm thật sự rất mạnh. Bên trong nhà giam, Mạc Phàm nhìn căn nhà giam này, khóe miệng hơi nhếch lên, hắn chưa sử dụng thái dương chi khí đủ thuần thục, trong chớp mắt chỉ có một nhà giam, không phải màn hào quang. Nhưng thái dương chi khí trải qua kinh thư thêm vào, quả thật uy lực mạnh hơn bình thường nhiều, chỉ là loại hình thái này đã mạnh như thế. Lam Phi, người muốn thử nữa không, ta nhớ vô địch sư thúc ngoại trừ thiên băng địa liệt cửu lưu tinh ra, còn có vô thần vô Phật vô địch đạo, người lĩnh ngộ tới tầng mấy rồi, cũng sử dụng thử xem. Mạc Phàm hơi nghiêng đầu hỏi. Vô thần vô Phật vô địch đạo cũng là tuyệt kỹ của vô địch sư thúc, sở dĩ không nổi danh như thiên băng địa liệt cửu lưu tinh, là vì thiên băng địa liệt cửu lưu tinh là kỹ năng thành danh vô địch sư thúc khiêu chiến mỗi chiến tu, mà vô thần vô Phật vô địch đạo là sau khi vô địch sư thúc tới tu vi đại thừa,
lĩnh ngộ một tầng chiến kỹ rất cao, uy lực không phải thiên băng địa liệt cửu lưu tinh có thể so được. Vô thần vô Phật vô địch đạo. Lam Phi nhíu mày, lộ ra vẻ khó xử. Tất nhiên là anh ta có biết tuyệt kỹ này, nhưng... Xem ra ngươi không lĩnh ngộ được bao nhiêu, còn chưa đến mức có thể sử dụng, như vậy đi, ta mới tu thành hai quyển kinh văn, ta đã trúng của ngươi hai chiêu, ngươi cũng thử của ta xem. Mạc Phàm hơi thất vọng nói. Lam Phi thân là đệ tử của vô địch sư thúc, thậm chí tuyệt kỹ của vô địch sư thúc đều không thể thi triển được, đúng là không biết phải nói gì. Chỉ là nghĩ một lát, hắn thoải mái hơn. Vô thần vô Phật vô địch đạo là sau khi vô địch sư thúc tới đại thừa lĩnh ngộ được, là một loại cảnh giới vô địch đại tự, quả thật không thể dễ dàng lĩnh ngộ. Vô địch sư thúc muốn dạy, không phải ai cũng có thể học được. Trái lại Lam Dương có khả năng lĩnh ngộ một chút, chắc chắn Lam Phi không thể đến bước đó, nếu không đã sử dụng rồi. Ngươi đã không có, vậy ta có. Tay trái của hắn vươn về phía nhà giam, năm ngón tay nắm chặt, nhà giam màu vàng nhanh chóng thu nhỏ trên tay hắn. Thiên hành sách, mãi mãi vô thường. Chữ nổi vừa nói ra khỏi miệng, Mạc Phàm lững thững bước tới. Một bước này trực tiếp vượt qua khoảng cách giữa hai người, khẽ đánh một quyền về phía Lam Phi. Sắc mặt Lam Phi thay đổi, lông mày anh ta nhíu lại, không lùi bước, trên nắm tay lóe lên ma văn. Thiên băng địa hãm không người sống sót. Một quyền vô cùng chói mắt, nghênh đón Mạc Phàm. Hai quyền chạm nhau, từng vòng ánh sáng tán ra xung quanh, bỗng nhiên mặt đất nứt ra khe hở nhỏ. Nhưng không đợi mặt đất nứt ra hoàn toàn, trên nắm đấm của Mạc Phàm đại phóng hào quang phù văn màu vàng, giống như ánh nắng bùng nổ, lực lượng khủng bố đột nhiên phun trào. Lam Phi kêu lên đau đớn, cánh tay tiếp xúc với Mạc Phàm biến mất trong phù văn màu vàng. Cả người anh ta như đạn bay ra khỏi nòng súng, bay về phía xa, rơi vào trong một phủ đệ, âm thanh căn phòng sập xuống vang lên, bụi bặm nổi lên bốn phía. Cách đó không xa, nam tử họ Phùng nuốt nước bọt, cảm thấy thịt đau. Phủ đệ kia không phải của ai khác, chính là của ông ta. Lần này phủ đệ của ông ta như phủ đệ của Liễu Mị Nhi, bị hủy hoại thật rồi. Mạc Phàm giống như không có ý kết thúc, tay kéo trở về. Trở về. Trong không khí tán đi từng đạo tỏa liên do kim quang hóa thành, theo Mạc Phàm lôi kéo, Lam Phi được kéo lại. Lam Phi lúc này, không chỉ có quần áo rách nát, trên người cũng đầy vết thương như dao cắt, một tay và cả bả vai biến mất toàn bộ, chỗ miệng vết thương có máu chảy không ngừng, cả người chật vật vô cùng. Đây là quyền đầu tiên, ngươi lại thử quyền thứ hai đi. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, thái dương chi khí tán đi. Tay còn lại của hắn vươn ra, thái âm chi khí màu đen như nước xuất hiện trên tay hắn. Hắn hơi nghiêng người, thái âm chi khí chút xuống, rơi trên mặt đất. Hỏa diễm màu vàng do thiên băng hóa thành ở dưới chân hắn gặp được thái âm chi khí, lập tức giống như kim khí gặp dịch axit ăn mòn rất mạnh, khói trắng ứa ra, chỉ trong chớp mắt hỏa diễm màu vàng được hấp thu. Thái âm chi khí hóa thành từng đạo phù văn như tỏa liên, lan tràn ra xung quanh. Đến chỗ nào, thiên băng chỗ đó được hấp thu hết. Chỉ trong phút chốc, một đồ án hình tròn có đường kính cây số xuất hiện dưới chân mọi người. Không chỉ Lam Phi ở bên trong, đám nam tử họ Phùng cũng ở trong đó, vẻ bối rối xuất hiện trên mặt bọn họ. Đây là thái âm chi khí, không đúng, thái âm chi khí không bá đạo như vậy. Một người bên cạnh nam tử họ Phùng khiếp sợ nói. Bọn họ chỉ đứng ở chỗ này, vậy mà linh khí trên người không tự chủ được trôi về phía giữa phù văn màu đen, chỉ có thái âm chi khí mới có đặc tính này. Thái âm chi khí cũng không khủng bố như vậy, thông thường, thái âm chi khí không có khả năng rút thẳng linh khí trong cơ thể bọn họ, chỉ có thể rút bên ngoài. Nhưng bọn họ ở bên trong khu vực này, linh khí không ngừng bị rút đi, hơn nữa tốc độ nhanh không giống thông thường. Không chỉ như vậy, cơ thể bọn họ như rơi vào trong vũng bùn. Bước tiếp bước là tiếp nối gian nan. Phải biết rằng bọn họ là tu sĩ hóa thần, nếu đổi thành tu sĩ cấp thấp sẽ thế nào, e rằng sẽ bị hút thành thây khô. Lam Phi cũng chau mày, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Sát khí vốn là vô hình vô sắc, chỉ cô đọng tới mức độ nhất định mới có thể thấy rõ. Mới đầu chỉ là màu trắng nhạt, chỉ khi tới mức độ nhất định mới là màu vàng. Thông thường, sát khí ngưng tụ thành thiên băng rất khó loại trừ. Khí thể màu đen này của Mạc Phàm đã dễ dàng hóa giải thiên băng của anh ta. Chuyện này, vốn là nhà giam màu vàng, sau đó nhà giam màu vàng biến thành quyền kình, mỗi loại đều mạnh hơn anh ta, rốt cuộc tiểu tử này nắm giữ thứ gì? Thái âm chi khí trong tay Mạc Phàm chút xuống xong, liếc đám Lam Phi một cái.
Các ngươi có chiến giáp thì nên mặc vào, không có chiến giáp thì lấy dụng cụ bảo hộ ra, đạo kinh văn này là ta vừa luyện thành, lần đầu tiên sử dụng, uy lực thế nào ta cũng không biết, chỉ biết là rất lợi hại, cho nên có khả năng các ngươi bị giết chết, đúng rồi, ta nói đám các ngươi. Lần trước chỉ là hủy tụ linh trận của phủ đệ bọn họ, nếu đám người này lại tới, vậy thì đều thử xem. Cho dù bọn họ có ra tay hay không, cũng không quản bọn họ có phải muốn giết hắn hay không. Mạc Phàm, đây là tà trận gì thế, ngươi và Lam Phi sư đệ quyết đấu, ngươi kéo bọn ta vào trong, ngươi đây là muốn làm gì, vì nha đầu có huyết cấm kỵ mà diệt khẩu sao? Nam tử họ Phùng nhíu mày, hỏi. Đến bây giờ Mạc Phàm còn chưa động tay mấy, chỉ dùng một quyền. Nhưng một quyền hủy tay của Lam Phi, chắc chắn thực lực của Mạc Phàm cao hơn Lam Phi, còn hơn rất nhiều, nếu không sẽ không có chênh lệch lớn đến thế. Nếu Mạc Phàm ra tay với bọn họ, e rằng bọn họ có khả năng bị giết. Nếu ngươi cảm thấy như vậy, vậy cho là ta diệt khẩu đi. Mạc Phàm nói với vẻ khinh thường. Tới tức là địch, không luận sinh tử. Nếu cảm thấy có thể chạy được, thì cứ chạy đi. Mạc Phàm lại nói thêm một câu. Hắn vươn tay trái ra, thái âm chi khí màu đen tràn từ đầu ngón tay hắn ra. Hắn khắc họa lâm không, một thanh phù tiễn màu đen xuất hiện ở không trung trước người hắn. Đi. Ngón tay của Mạc Phàm khẽ búng, phù tiễn màu đen bay ra theo tiếng. Vẻ mặt đám Lam Phi và nam tử họ Phùng sửng sốt, muốn rời khỏi khu vực phù văn màu đen. Keng keng keng, tỏa liên màu đen dâng từ mặt đất lên, trói buộc thật chặt đám Lam Phi. Tỏa liên màu đen quấn lên người mấy người, cảm giác suy yếu, vô lực lập tức xuất hiện trên người mấy người. Đồng thời, những phù tiễn màu đen cũng xuất hiện trước người bọn họ. Sắc mặt mấy người thay đổi. Vội vàng lấy bảo cụ hộ thân ra, thực quang hộ thể sáng lên. Nhưng mà, phập, dưới phù tiễn màu đen, cho dù là thực quang hộ thể hay là bảo cụ hộ thân đều như giấy dán, bị phù tiễn màu đen đâm trúng, Lam Phi cũng không ngoại lệ. Phù tiễn màu đen tiến vào trong cơ thể đám Lam Phi, chỉ để lại vết thương như hình đầu mũi tên màu đen, không bay từ trong cơ thể bọn họ ra. Chỉ là sắc mặt cả đám càng khó coi hơn. Thái âm chi khí, đúng là thái âm chi khí. Một người trong đó kêu lên chắc chắn. Vừa rồi anh ta không chắc chắn, bây giờ có thể chắc chắn, Mạc Phàm dùng thái âm chi khí. Một khi thái âm chi khí nhập thể, thì giống như hủ cốt độc, rất phiền phức. Tiểu tử, ngươi. Lam Phi cũng nhận ra bản chất của phù tiễn màu đen, sắc mặt lập tức khó coi. Loại linh khí này sẽ không ngừng ăn mòn cơ thể và tu vi của bọn họ, mãi đến không thể khống chế mới thôi. Bây giờ ngươi còn muốn báo thù cho Liễu sư tỷ không? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Mạc Phàm, người sẽ hối hận vì những lời này. Lam Phi nhíu chặt mày, nói. Tuy anh ta không muốn thừa nhận, nhưng quả thật anh ta thua trên tay Mạc Phàm. Hơn nữa anh ta kém Mạc Phàm không chỉ một chút. Mạc Phàm huyễn ra giả thân, anh ta đều không phân biệt được, điểm này nói lên, thần thức của anh ta kém Mạc Phàm nhiều. Ngoài ra linh khí màu vàng và linh khí màu đen của Mạc Phàm thông qua bí pháp thi triển ra uy lực, còn mạnh hơn thiên băng địa liệt cửu lưu tinh, anh ta không biết Mạc Phàm dùng bí pháp gì, nhưng hẳn là tốt hơn tuyệt kỹ của sư phụ anh ta. Chỉ là chuyện này sẽ không dừng ở đây. Anh ta không dễ bị bắt nạt như thế, nhất là bị một tiểu tử mới tiến vào thần nông tông thương tổn. Mạc Phàm lắc đầu, cười khinh thường. Phía sau Lam Phi là Lam Gia và vô địch sư thúc, nhưng hai thế lực này, hắn chưa từng bỏ qua. Xem ra ngươi không muốn báo thù cho Liễu sư tỷ nữa, vậy rất tốt. Ngươi đã không muốn báo thù cho Liễu sư tỷ, vậy ta tính toán chuyện ngươi bắt nạt đồ đệ của ta và đả thương Lương Nguyệt Hoa. Ánh mắt Mạc Phàm phát lạnh, nói. Không phải Lam Phi muốn ra mặt cho Liễu Mị Nhi sao, vậy bây giờ hắn cũng xả giận cho người của hắn. Cứ thế để đám Lam Phi rời đi, sẽ khiến người ta nghĩ rằng bắt nạt hắn rất dễ. Tiểu tử, ngươi đừng có mà được một tấc lại muốn tiến một thước, có khả năng ngươi còn chưa biết ta là ai. Lam Phi nhíu mày thành chữ hỏa. Tức giận nói. Anh ta đã thương Lương Nguyệt Hoa, bắt nạt Phượng Vũ thì thế nào? Lương Nguyệt Hoa chỉ là một đệ tử chữ lót không, anh ta ra tay giáo huấn, ai cũng không dám nói gì. Phượng Vũ lại càng là dị tộc, hơn nữa trên người có huyết cấm kỵ, người như vậy, bị giết cũng không dám làm gì anh ta. Mạc Phàm đã phế một tay của anh ta, bây giờ lại muốn so đo chuyện này, thực cho rằng anh ta là mèo bệnh có thể dẫm tùy ý à? Cho dù cha ngươi vô ngần sư thúc đến vô cực phong, cũng không được. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Vô ngần sư thúc họ Lam, không chỉ là người của Lam gia,
còn là cha của Lam Dương và Lam Phi, đồng thời cũng là trưởng lão của Vô Hỏa Phong. Kiếp trước, Vô Ngần sư thúc đều rất khách sáo với hắn, vậy mà Lam Phi dám dùng thân phận Lam gia tới đẻ hắn. Nói xong, một tay của hắn vươn về phía Lam Phi. Chín gốc tỏa liên màu đen khác thoát thân mà ra từ đất, trói chặt lấy Lam Phi. Cái tay của hắn vừa nhấc lên, Lam Phi bay tới giữa không trung do tỏa liên kéo. Ý niệm của hắn vừa động, sáu thanh trường thương to bằng cánh tay trẻ con, do thái âm chi khí ngưng tụ thành xuất hiện trước người hắn. Ba thương này là trả giúp Lương Nguyệt Hoa. Tay còn lại của Mạc Phàm khẽ lướt qua không trung, ba trường thương lập tức bay về phía Lam Phi. Giữa không trung, thấy ba trường thương sắp bay tới, Lam Phi vùng vẫy không được thì không phản kháng nữa. Mạc Phàm, ngươi trả thay bọn họ đúng không? Hy vọng ngươi trả thay bọn họ xong, ngươi sẽ không hối hận. Anh ta vội tới báo thù cho Liễu Mị Nhi, cựu còn chưa báo xong, bọn họ đã bị Mạc Phàm gây thương tích hết. Ngay cả anh ta cũng bị Mạc Phàm chà đạp trước mặt Liễu Mị Nhi, loại chuyện này chưa từng xảy ra trên người anh ta. Mạc Phàm gây ra cho anh ta bao nhiêu thương tổn, lát nữa hắn sẽ tìm cơ hội trả lại gấp bội. Lương Nguyệt Hoa nhíu chặt mày, trong đôi mắt hiện lên không cam lòng và bất đắc dĩ. Người có địa vị như bà, cho dù chúng một trưởng của Lam Phi, chỉ có thể chịu đựng. Mạc Phàm báo thù cho bà, sau này bà sẽ tránh bị Lam gia tìm tới cửa. Không chỉ có bà, thực lực của Mạc Phàm mạnh hơn Lam Phi không làm gì được Mạc Phàm, bà và Tiểu Phượng Vũ không phải đối thủ của Lam Phi. Mạc Phàm, đủ rồi, để bọn họ đi đi, ta và Tiểu Phượng Vũ đều không sao. Lương Nguyệt Hoa do dự một lát, vẫn nói. Nếu Mạc Phàm thật sự ngay cả Vô Ngần sư thúc tổ cũng không sợ, quả thật có thể trừng phạt Lam Phi. Nhưng Mạc Phàm hiện giờ, chỉ là một người mới tiến vào Thần Nông Tông. Nghe thấy chưa, Nguyệt Hoa đã bảo ngươi dừng tay, Mạc Phàm, ngươi muốn ra tay sao? Lam Phi cười gằn nói. Không chỉ anh ta nở nụ cười, Liễu Mị Nhi nở nụ cười, đám nam tử họ Phùng cũng bắt đầu cười theo. Trái lại Lam Phi cung cấp cho bọn họ một ý nghĩ, bọn họ không có biện pháp đối phó Mạc Phàm, nhưng vẫn có thể đối phó người bên cạnh Mạc Phàm. Hửm! Mạc Phàm liếc mắt nhìn đám Lam Phi một cái, sắc bén hiện lên. Đường đường là đệ tử của Thần Nông Tông, nhưng là hạng người chuyên bắt nạt kẻ yếu. Hắn nghĩ một lát liền hiểu rõ. Tiếp trước lúc hắn tới Thần Nông Tông, là mười mấy năm sau. Lúc đó Chu Bất Phi sư huynh đã chấp trưởng luật pháp đường mười mấy năm. Đệ tử của Thần Nông Tông an phận hơn nhiều. Hiện giờ Chu Bất Phi sư huynh mới tiếp quản luật pháp đường, những người này vô pháp vô thiên rất bình thường. Dù sao trước khi Chu Bất Phi sư huynh tiếp quản, luật pháp đường gần như là bỏ hoang. Nếu là như vậy, vậy có phải ta càng không nên tha cho các ngươi, ta nên diệt hết các ngươi ở đây hay không? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Giọng nói lạnh như băng, lập tức khiến đám Lam Phi cảm thấy lạnh lẽo. Nếu những người này chỉ đánh chủ ý với hắn, ra tay với hắn vài lần, hắn đều không để ở trong lòng. Nể mặt là đồng môn, hắn sẽ giữ cho bọn họ một mạng. Nhưng bọn họ lại đánh chủ ý với Phượng Vũ và Lương Nguyệt Hoa. Hiện giờ Tiểu Phượng Vũ còn chưa phải đối thủ của đám Lam Phi, nhưng cho Tiểu Phượng Vũ thời gian, tốc độ phát triển của cô sẽ không kém hơn Vọng Cơ sư huynh. Bối phận của Lương Nguyệt Hoa thấp hơn bọn họ, xuất thân cũng hèn mọn. Nếu những người này tìm Tiểu Phượng Vũ và Lương Nguyệt Hoa gây phiền phức, vậy thì thu thập sạch sẽ. Những con sâu mọt này, không cần thiết phải tồn tại ở Thần Nông Tông. Nghĩ như vậy, trong mắt hắn lóe lên sắc bén, sáu trường thương màu đen đứng lần lượt trước người đám Lam Phi, phong mang tất lộ, chỉ về phía mi tâm đám Lam Phi. Mạc Phàm, người muốn làm gì? Vẻ mặt Lam Phi thay đổi, nói. Trường thương này cũng là thái âm chi khí ngưng tụ ra. Đâm vào trong cơ thể bọn họ còn có thể dùng linh khí chấn áp, nếu thái âm chi khí đâm vào linh đài của anh ta sẽ bị phế đi. Không chỉ anh ta, sắc mặt đám Liễu Mị Nhi và nam tử họ Phùng không còn chút máu. Sao bọn họ có thể ngờ Mạc Phàm lớn mật như vậy, vậy mà thực sự ra tay với bọn họ. Ngay cả Lương Nguyệt Hoa cũng ngây ngẩn cả người, Mạc Phàm đắc tội Mạnh Sơn Hà ở Thanh Thành còn chưa tính, vậy mà muốn giết đám đệ tử ở Thần Nông Tông. Chuyện này, tiểu tử người điên rồi sao, người giết bọn ta, người cảm thấy ngươi sẽ có kết cục tốt à? Liễu Mị Nhi không đợi Lương Nguyệt Hoa mở miệng, lạnh lùng nói. Cô ta còn phải trấn hưng Liễu gia, không muốn chết đi như vậy. Ta có kết cục tốt hay không, không cần các ngươi quan tâm. Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi nói. Ý niệm của hắn vừa động, những trường thương màu đen lùi về sau một khoảng,
sắp đâm về phía mi tâm của đám Lam Phi. Đúng lúc này, gió lạnh thấu xương đánh tới, chỉ trong giây lát đã tới trước người bọn họ. Rõ ràng là cơn gió lạnh, nhưng sáu trường thương của Mạc Phàm và tỏa liên màu đen chói đám Lam Phi đều bị thổi tan. Đồng thời, một giọng nói vang lên theo. Mạc sư đệ, xá đệ không phải đối thủ của đệ, để ta chơi với đệ đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 76.